Nam Cung Hân Nhiên nói, tới cửa nói cảm ơn thì không cần, nhưng ta cái này ân oán cá nhân rõ ràng, ta đã từng thiếu qua các người phản đồ Dạ Vô Tẫn một cái mạng, cho nên ta ngày hôm nay không thể nhìn hắn bị khi dễ. Tống Viêm Quân ra mặt giật mình, nói, Nam Cung tiểu thư, người đây là quyết ý muốn cùng ta kiếm môn là địch. Lời nói này được 10 phần nghiêm trọng. Thái thượng thế giới, Vạn Khư thần điện một nhà độc quyền, có 102 chư thiên. Giống vậy môn phái thế lực, trừ phi là vì tranh đoạt cơ duyên gì tạo hóa, nếu không ngày thường tuyệt sẽ không trêu chọc mâu thuẫn. Bởi vì một khi chọc trên phiền toái gì, có thể phiền toái còn không giải quyết, liền bị Vạn Khư thần điện tìm được cơ hội, thừa dịp hư mà vào, đưa tới đủ loại bất trắc đại họa. Tống Cát trưởng lão chỉ sợ tình hình nghiêm trọng, lật đật đứng dậy, ngang Tống Viêm Quân một mắt, nói, Viêm Quân, không thể đối Nam Cung tiểu thư vô lễ. Dừng một chút, Tống Cát trưởng lão liền hướng Nam Cung Hân Nhiên chắp tay nói, Nam Cung tiểu thư, là chúng ta không đúng, Dạ Vô Tẫn người này, nếu bị đuổi ra khỏi sư môn, vậy hắn chính là tự do, chúng ta không có quyền can thiệp nữa hắn cái gì. Nam Cung Hân Nhiên nghe được hắn lời này, nhất thời hì hì cười một tiếng, thu hồi cự bút, nói Tống Cát trưởng lão, vẫn là người biết nói chuyện. Tống Cát lại chắp tay một cái, nói, như vậy, Nam Cung tiểu thư, chúng ta cáo từ trước, mới vừa nho nhỏ tranh chấp, xin ngươi hãy không nên để bụng, chúng ta kiếm môn và các ngươi Đan Thanh Tiên Tông, mọi người còn là bạn tốt. Nam Cung Hân Nhiên cười nói, đây là tự nhiên. Tống Cát lập tức liền dẫn người thủ hạ, cung kính xoay người, cáo từ rời đi. Tống Viêm Quân toàn bộ hành trình đều vô cùng khó chịu, muốn nói gì, nhưng ở Tống Cát dưới con mắt, cũng không dám nói nhiều. Cho đến cách xa Nam Cung Hân Nhiên các người, Tống Viêm Quân rốt cuộc không nhịn được, nói, sư phụ, Thính Vũ kiếm còn ở phế vật kia trên tay. Tống Cát trưởng lão trầm giọng nói, ta tự nhiên biết, nhưng Đan Thanh Tiên Tông đại tiểu thư ở bên cạnh, không tiện động thủ. Tống Viêm Quân hừ một tiếng, nói, sợ cái gì, chẳng lẽ chính là một cái Nam Cung Hân Nhiên, còn có thể chống đỡ sư phụ ngươi. Tống Cát trưởng lão bóp đích một tiếng, hung hăng quả Tống Viêm Quân một bạt tai, nói, không biết đại cuộc. Nếu là đắc tội Đan Thanh Tiên Tông, vô cùng hậu hoạn, trưởng giáo trong động phủ Sơn Hà Mực Họa, đều là Đan Thanh Tiên Tông cho, nào dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Tống Viêm Quân che sưng đỏ gò má, nội tâm 10 phần căm hận bất mãn, nói chẳng lẽ liền nhìn như vậy phế vật kia, mang đi Thính Vũ kiếm. Tống Cát trưởng lão lạnh lùng nói, đừng quên chúng ta chuyến này mục đích, là vì cướp lấy Hỗn Độn Viêm Đế bảo tàng. Hơn nữa, phế vật kia đoạt lại Thính Vũ kiếm, còn khôi phục đan điền, hơn phân nửa cùng Luân Hồi Chi Chủ có liên quan, Luân Hồi Chi Chủ có thể đang ở phụ cận. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe vậy, Tống Viêm Quân ánh mắt sáng lên, nếu như có thể bắt Luân Hồi Chi Chủ mà nói, chỗ tốt kia liền lớn. Phải biết, Luân Hồi Chi Chủ là Ma Tổ Vô Thiên kẻ địch, nếu là có thể bắt Luân Hồi Chi Chủ, hiến tặng cho Ma Tổ Vô Thiên, vậy công lao muốn lật trời. Sư phụ dạy rất đúng, là đồ nhi lỗ mãng. Tống Viêm Quân thành khẩn nói, ánh mắt cũng đang không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn phải tìm Luân Hồi Chi Chủ bóng dáng. Từ đầu đến cuối, hai người đều không lưu ý. Mới vừa Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn bên người, cái đó mang mặt nạ người đàn ông. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mang mặt nạ người đàn ông, thật ra thì chính là Diệp Thần. Chủ yếu là Diệp Thần tu vi hơi thở, chân thực quá thấp, vô luận là Tống Viêm Quân, vẫn là Tống Cát, cũng hoàn toàn bỏ quên hắn, chỉ lấy là hắn là Nam Cung Hân Nhiên tùy tùng. Lại nói Diệp Thần một nhóm ba người, ở thoáng nghỉ ngơi qua sau đó. Liền lại lần nữa trở lại vậy phiến biển máu cấm chế trước. Này, Dạ Vô Tẫn, người đan điền bị phế, lại là làm sao khôi phục? Người làm sao sẽ bị trục xuất sư môn? Nam Cung Hân Nhiên trừng mắt nhìn, nội tâm cảm thấy tốt vô cùng kỳ. Đừng hỏi, hiện tại tránh sự muốn chặt, chuyện ta, cùng đi ra ngoài hãy nói. Dạ Vô Tẫn cố kỵ đến Diệp Thần ngay ở bên cạnh, không muốn bại lộ Diệp Thần thân phận, liền cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng, Nam Cung Hân Nhiên tâm tò mò, đều bị quen dậy rồi, khó mà bình tĩnh, gặp Dạ Vô Tẫn từ đầu đến cuối không chịu nói, liền hướng Diệp Thần hỏi. Này, người đeo mặt nạ, người nói, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần dứt khoát trả lời, ta không biết. Ngươi, Nam Cung Hân Nhiên bị sặc trở về, khí được mặt đỏ dần. Diệp Thần vậy lười được quản nàng, ánh mắt chỉ nhìn trước mắt màu máu đại dương, lãnh đạm nói. Muốn như thế nào vượt qua mảnh máu này biển nói sau.
Nghe được Diệp Thần mà nói, Nam Cung Hân Nhiên cũng là tỉnh táo lại, ánh mắt ngắm nhìn phía trước vô biên vô tận mênh mông biển máu. Làm nàng đưa mắt nhìn mảnh máu này biển thời điểm, vậy các loại kêu thê lương thảm thiết, ác quỷ gào khóc, tràn đầy oan khuất cùng bi phẫn khóc kể, lại lần nữa tràn đầy nàng hai lỗ tai. Năm đó bị Hồng Quân lão tổ tàn sát sinh linh, đều ở chỗ này gào khóc kêu oan, vậy cổ oan khuất tiếng khóc, cho dù là nàng thiên quân cấp bậc đạo tâm, đều cảm thấy khó mà chịu đựng. Chỗ này, quá tà môn. Không bằng, chúng ta đi thôi. Nam Cung Hân Nhiên lại khoác lên Diệp Thần cánh tay, có chút run lẩy bẩy nói. Nếu như trước mặt là địch nhân gì mà nói, nàng nguyện ý cử bút quyết chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt một tên địch cũng không có, chỉ có vậy vô biên vô tận biển máu, vô biên vô tận oan khuất cùng máu nghiệt. Diệp Thần nhìn biển máu, bỗng nhiên lúc này lại có điểm suy nghĩ bậy bạ. Nếu là Đế Thích Thiên ở chỗ này, lấy hắn vô cùng cực đoan thuần túy tâm cảnh, có thể hay không chịu đựng cái này vô tận máu nghiệt đánh vào. Ở Diệp Thần trong ấn tượng, Đế Thích Thiên gần như không có cảm tình, một lòng chỉ vì tu luyện tâm ma đại chú kiếm, thẩm phán thiên hạ, thành lập lý tưởng nước. Nếu như Đế Thích Thiên ở chỗ này, lấy hắn vậy tinh khiết tâm cảnh, có lẽ thật có thể ngăn cản mảnh máu này biển đánh vào. Còn nữa, nhân đồ thánh bồi sát khí ngút trời, nếu như cho Đế Thích Thiên luyện hóa, hắn nói không chừng còn có thể hiểu đại lộ, đem tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9. Kỳ quái, ta làm sao đột nhiên sẽ nghĩ tới Đế Thích Thiên? Chẳng lẽ tên kia, khí số còn không hết sức? Diệp Thần chân mày chặt vặn, trong lòng rất là nghi ngờ. Này, vậy Hỗn Độn Viêm Đế bảo tàng, chúng ta buông tha thôi, chỗ này quá nguy hiểm. Nam Cung Hân Nhiên lắc một tí Diệp Thần cánh tay, rõ ràng cho thấy bị trước mắt biển máu hù dọa. Cái này phiến sát khí cùng máu nghiệt cấm chế, quá mức đáng sợ. Một bên Dạ Vô Tấn, cũng là mặt đầy ngưng trọng, cho dù lấy hắn thiên quân tu vi, cũng không dám tùy tiện bước vào đi. Đừng hoảng hốt, ta có một môn thần thông, có lẽ có thể chống đỡ mảnh máu này biển đánh vào. Diệp Thần trấn tĩnh lại, nhớ lại Hồng Mông Đại Tinh Không. Nếu như thả ra Hồng Mông lớn tinh không nói, có lẽ có thể chống đỡ biển máu đánh vào. Hồng Mông Đại Tinh Không, liền tâm ma đều có thể ngăn cản, am hiểu nhất chống đỡ những thứ này tà khí nghiêm nghị đồ. Người có thần thông gì? Nam Cung Hân Nhiên một hồi ngạc nhiên, liền nàng cái loại này thiên quân cường giả, đối mặt mảnh máu này biển cấm chế, cũng là bó tay. Chẳng lẽ, Diệp Thần một cái quá chân cảnh hạ giới con kiến hôi, lại còn có biện pháp? Ta thi triển vậy thần thông sau đó, thần hồn có thể sẽ rơi vào cực lớn áp lực bên trong, không cách nào tái chiến đấu, nếu như đụng phải địch nhân gì, các ngươi thay ta giải quyết. Diệp Thần thanh âm mang chút ngưng trọng. Mảnh máu này biển cấm chế quá đáng sợ, hắn phỏng đoán thả ra Hồng Mông Đại Tinh Không sau đó, mình tất cả tâm thần, đều phải dùng để duy trì tinh không vận chuyển, căn bản rút ra không ra tay chiến đấu. Cho nên, hắn cần Dạ Vô Tẫn và Nam Cung Hân Nhiên hộ pháp. Thấy Diệp Thần cái này chỉnh trọng tư thái, Dạ Vô Tấn và Nam Cung Hân Nhiên lại là khiếp sợ, chẳng lẽ hắn thật là có biện pháp? Nếu như ngươi thật có biện pháp, ta bảo vệ ngươi cũng được. Nam Cung Hân Nhiên xách cự bút, hơi thở như hoa lan nói. Trần Dạ huynh đệ, ta bảo vệ ngươi chu toàn. Dạ Vô Tấn cũng là rút ra Thính Vũ Kiếm, ngưng thần mà đợi. Ừ, vậy thì nhờ các ngươi. Diệp Thần không nói nhảm quá nhiều. Lập tức hội tụ linh khí, chuẩn bị làm phép. Bên ngoài Tống Viêm Quân, Tống Cát các người, còn ở mắt lom lom, nếu như lại không nhanh chóng tìm được bảo tàng, rất có thể sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hỗn Độn Viêm Đế bảo tàng, tuyệt đối không thể rơi vào cạnh trong tay người. Tinh không minh mông, như vậy ta văn, mở. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, cả người toát ra từng luồng sáng chói ánh sao. Vậy vô tận ánh sao? Ngay tức thì trống lên một phiến tinh không minh mông, như một cái nồi lớn xây vậy, đem hắn và Dạ Vô Tấn, còn có Nam Cung Hân Nhiên thân thể, toàn bộ bao phủ đi vào. Đây là thần thông gì? Nam Cung Hân Nhiên mắt đẹp hiện ra kinh ngạc vẻ, làm mảnh tinh không này tạo ra sau đó, nàng chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng yên lặng, một phiến bình thản, mới vừa vậy không an cùng sợ hãi cảm giác, hoàn toàn tiêu tản đi. Mảnh tinh không này, phảng phất có vô cùng ban phúc sức mạnh to lớn. Có thể để cho người hoàn toàn an tâm. Đây là Diệp Thần Hồng Mông Đại Tinh Không. Bất quá, vì không bại lộ thân phận, Diệp Thần đem tất cả Hồng Mông khí tức cổ xưa, toàn bộ che giấu ở tinh không chỗ sâu.
Cho nên, Nam Cung Hân Nhiên cũng không có nhận ra, chỉ cho là một loại đặc thù nào đó tinh không thần thông bí pháp. Đi, các ngươi thay ta hộ pháp. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, dẫn đầu đi về trước bay vút đi. Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn nhìn nhau, lật đật đi theo Diệp Thần phía sau. Ba người ở Hồng Mông lớn tinh không dưới sự che chở, trực tiếp bước vào vậy mảnh màu máu trong đại dương. Biển máu bên trong, khắp nơi đều là xương trắng cùng thi thể, một bãi than thịt vụn như nồi hầm vậy quay cuồng, còn có vô số oan hồn ở gào khóc, tình cảnh cực kỳ sợ hãi đáng sợ. Nam Cung Hân Nhiên thiếu chút nữa muốn nôn mửa ra, nắm thật chặt Diệp Thần cánh tay. Thật may, ở Hồng Mông lớn tinh không dưới sự che chở, nàng cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Người tinh không này thần thông, thật đúng là lợi hại, liền nhân đồ thánh bôi sát khí đều có thể chống đỡ. Nam Cung Hân Nhiên trong tròng mắt, dần dần lộ ra vẻ khâm phục cùng thần sắc kinh dị, ngắm nhìn Diệp Thần vậy mặt nạ, tựa hồ nghĩ thấu qua mặt nạ, nhìn thấu Diệp Thần thân phận. Giữ chuyên chú, thay ta hộ pháp. Diệp Thần cũng không có chút nào nói nhảm, mảnh máu này biển sát khí quá đáng sợ, hiện tại hắn tất cả tâm thần, đều phải dùng để bảo vệ tinh không vận chuyển. Nếu như có kẻ địch xâm phạm, vậy thì nguy hiểm. Thời khắc này Diệp Thần, cũng không thể chiến đấu, cần dựa vào Nam Cung Hân Nhiên cùng Dạ Vô Tẫn hộ pháp. Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn, đều cảm thấy tình thế khẩn trương, vội vàng thu hồi tâm thần, toàn bộ tinh thần phòng bị, vững vàng bảo vệ được Diệp Thần. Hiện tại bọn họ tánh mạng, hoàn toàn ký thác vào Diệp Thần trong tay. Nếu như Diệp Thần tinh không, sụp đổ bể tan tành, bọn họ lập tức sẽ bị vô biên vô tận biển máu nuốt mất. Hồng Quân lão tổ, trả mạng ta lại. Hồng Quân lão tổ, người người này đồ sát. Hồng Quân lão tổ tới, mau giết hắn trả thù. Ba người một đường đi tới trước, dần dần bước vào biển máu chỗ sâu, chung quanh xương trắng, thi thể, âm hồn vân. Vân tà khí dị tượng, càng ngày càng khủng bố. Thậm chí, có tất cả âm hồn, tức giận gào khóc gào thét. Tựa như nổi điên hướng Diệp Thần ba người gào thét đánh tới. Hiển nhiên là cầm bọn họ làm Hồng Quân lão tổ. Những thứ này oan hồn, cũng không biết dạo chơi nhiều ít cái kỷ nguyên, lại còn không hoàn toàn biến mất, có thể gặp vậy nhân đồ thánh bôi lợi hại. Linh hồn người máu phách, bị phong ấn ở nhân đồ thánh bôi bên trong, đời này đều không cách nào siêu sinh, chỉ có thể ở vô tận thống khổ bên trong sôi trào. Bảo vệ ta! Diệp Thần nhìn vậy vô số âm hồn vào tới. Lập tức nghiêm nghị hô to. Loạn vũ kiếm đạo. Đan thanh sơn thủy. Dạ Vô Tẫn và Nam Cung Hân Nhiên đồng thời ra tay, loạn mưa vậy kiếm khí, từng ngọn hắc mực sơn thủy, đi bốn phía âm hồn chém chết đi. Suy suy suy. Tất cả âm hồn, chết ở hai người thế công hạ. Có chút cá lọt lưới, nhào tới Hồng Mông lớn tinh không trên vòng bảo vệ, cũng bị khoáng đạt ánh sao sức mạnh to lớn, tại chỗ bốc hơi thành hư không. Diệp Thần ba người hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hồng Mông đại tinh không có hiệu quả. Dựa vào tinh không che chở, lấy Dạ Vô Tẫn và Nam Cung Hân Nhiên thiên quân tu vi, đủ để đối phó máu biển khơi yêu quái quỷ quái. Dẫu sao, mảnh máu này biển cấm chế, chỉ là nhân đồ thánh bôi phóng thích ra một món sát khí biến thành, cũng không phải là thánh bôi bản thể. Nếu như thánh bôi bản thể hạ xuống, vậy Diệp Thần ba người, có thể liền không ngăn được. Một đường hữu kinh vô hiểm, ba người càng được càng sâu. Diệp Thần sử dụng sen lửa, liền thấy sen lửa không ngừng chập chờn, hiển nhiên hỗn độn viêm đế bảo tàng sắp tới. Lần này thấy hy vọng, Diệp Thần ba người đều là mừng rỡ. Nhưng vừa lúc đó, một cái che trời tay khổng lồ, đột nhiên phá vỡ hư không, bao phủ tới. Vậy chỉ che trời tay khổng lồ, không có máu thịt sinh mạng dấu vết, hoàn toàn là sắt thép đúc thành. Phía trên khắc vẽ đầy cổ xưa phù văn. Tay khổng lồ mang chấn thiên uy áp, hung hăng hướng Diệp Thần các người đánh giết tới, tựa như muốn đem bọn họ tinh không vòng bảo vệ đánh nát, lại đem bọn họ nghiền là thịt nát vậy. Chú ý! Dạ Vô Tẫn ánh mắt run lên, thính vũ kiếm vung ra, kiếm khí lướt qua, cuốn lên biển máu nghìn cơn sóng lớn, hướng vậy tay khổng lồ đánh tới. Bút đi long xà! Nam Cung Hân Nhiên phản ứng vậy là đặc biệt mau, đầu bút lông múa. Thì có trăm ngàn con rồng rắn khí tượng, phóng lên cao. Phịch! Hai người thế công, đánh vào vậy sắt thép chế tạo tay khổng lồ trên. Tay khổng lồ bị đánh lui, nhưng Dạ Vô Tẫn và Nam Cung Hân Nhiên, vậy tiêu hao không thiếu khí lực, gương mặt một hồi trắng bệch. Diệp Thần sử dụng một ít khôi phục linh khí đan dược, cho hai người uống.
hắn tuy không thể rút tay ra chiến đấu, nhưng phụ trợ vẫn là có thể. Dạ Vô Tấn ăn vào đan dược, nội tức thoáng điều thuận, cắn răng nói, là Vạn Khư Thần Điện Chiến Khôi, chúng ta đụng phải phiền toái. Vạn Khư Thần Điện Chiến Khôi. Diệp Thần hơi kinh hãi, ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng gặp phía trước biển máu bên trong, nổi lơ lửng mấy chục đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ. Đó là một tôn pho tượng vậy con rối. Mỗi một tôn con rối đều có ngàn vạn trượng cao, sừng sững ở biển máu bên trong, giống như vĩnh hằng không ngã hải đăng. Những khôi lỗi kia, hoàn toàn là sắt thép chế tạo, cả người khắc cổ xưa phù văn, ở hắn trên trán nạm một viên màu đỏ một mắt, ở trong biển máu lóe lên quỷ dị lục mang. Nguy rồi, những thứ này chiến khôi, là Vũ Hoàng cổ đế tự tay dùng thái thượng phù khôi nói, đúc nên đồ. Cái này phiến bảo tàng, quả nhiên bị Vũ Hoàng cổ đế theo dõi. Nam Cung Hân Nhiên nhìn vậy một tôn tôn sắt thép chiến khôi, cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Thái thượng phù khôi nói, là thái thượng đạo bát cực một trong, cũng là Vạn Khư Thần Điện bí truyền thần thông. Cái loại này đạo pháp, có thể chế tạo phù văn con rối. Mỗi một tôn phù văn con rối, cũng là thuần túy sát hại máy móc, hung hãn dị thường. Chỉ bất quá, chế tạo phù văn chiến khôi vật liệu, cực kỳ khó khăn được, cho nên cái loại này sát hại máy móc, ở Vạn Khư bên trong thần điện, số lượng vậy không tính là nhiều. Hiện tại, phía trước vùng biển bên trong, chừng mấy chục tôn chiến khôi, Vạn Khư thần điện vì nhìn chăm chú chặt cái này phiến bảo tàng, rõ ràng hao tốn không thiếu giá phải trả. Mấy chục tôn chiến khôi, xếp thành một hàng, ngăn trở lại Diệp Thần đám người đường đi. Muốn bước vào chân chính ly hỏa chi cảnh, phải vượt qua những thứ này chiến khôi. Nhưng, nói dễ vậy sao? Hỗn độn viêm đế trong bảo tàng mặt, nhất vật chân quý, trừ hỗn độn thần hỏa bên ngoài, chính là nhân đồ thánh bôi. Vạn Khư thần điện tạm thời không có trấn áp thánh bôi biện pháp, cho nên cũng không có tiến vào đoạt bảo, nhưng bọn họ vậy tuyệt đối không cho phép người khác tiến vào. Vậy mấy chục tôn chiến khôi, chính là trấn thủ cái này phiến bảo tàng canh phòng. Nam Cung tiểu thư, các người bị vây ở chỗ này liền sao? Lúc này, Diệp Thần ba người sau lưng, truyền tới một hồi âm chắc chắc tiếng cười. Diệp Thần các người quay đầu vừa thấy, liền thấy Tống Viêm Quân, Tống Cát, mang hơn 20 kiếm môn đệ tử, ngự không bay vút tới. Ở Tống Viêm Quân các người sau lưng, có một miếng sáng chói cổ xưa môn hộ lơ lửng. Cánh cửa kia hộ, tràn đầy vĩnh sinh bất hủ vinh hoa hơi thở, vô cùng tôn quý. Ở cánh cửa này hộ dưới sự che chở, Tống Viêm Quân các người, ở biển máu bên trong tiêu dao tự nhiên, hoàn toàn không chịu sát khí cùng oan hồn ảnh hưởng. Vĩnh sanh chi môn, đây không phải là cựu Nhật Minh Pháp bảo sao? Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái, không nghĩ tới Tống Viêm Quân các người, lại có thể hỏi ma tổ vô thiên mượn vĩnh sanh chi môn. Có vĩnh sanh chi môn che chở, máu biển khơi sát khí, căn bản không tổn thương được Tống Viêm Quân các người. Tống Viêm Quân và Tống Cát, nghe được Diệp Thần điểm phá vĩnh sanh chi môn lai lịch, nhất thời sắc mặt đại biến. Tống Cát tiến lên trước một bước, nói thằng nhóc, người nói bậy nói bạ chút gì, cánh cửa này hộ, không phải vĩnh sanh chi môn, là... là ta kiếm môn pháp bảo, tính khó khăn cửa. Trong lúc nói chuyện, Tống Cát linh khí thúc dục, vậy vĩnh sanh chi môn ánh sáng ảm đạm xuống, đổi được cổ xưa bể dâu, hiện đầy vết rách, mơ hồ tản mát ra hùng hồn trấn áp hơi thở, giống như có thể trấn áp thiên địa hết thảy tà ác vậy. Không, không sai, cái này rõ ràng là tính khó khăn cửa, thằng nhóc, ngươi mù mắt. Tống Viêm Quân vậy cuống quýt nói, kiếm môn cùng cựu Nhật Minh có liên lạc, cái này cọc bí mật. Là vô luận như thế nào, đều không thể tiết lộ ra ngoài. Diệp Thần cười một tiếng, nói các ngươi như thế khẩn trương làm gì, Vũ Hoàng cổ đế lại không ở nơi này, coi như các ngươi và ma tổ vô thiên có cấu kết, ta cũng không làm gì được các ngươi à. Cánh cửa kia hộ, rõ ràng là vĩnh sanh chi môn, Tống Cát đùa bỡn điểm biện pháp che mắt, ngụy trang thành tính khó khăn cửa, lừa gạt kẻ ngu còn có thể, Diệp Thần có thể sẽ không tin tưởng. Tuy nói tính khó khăn cửa, cũng có trấn áp tà ma hiệu quả, thậm chí cả thiên địa quy luật đều có thể trấn áp. Thế nhưng tính khó khăn cửa, là kiếm môn cốt lõi nhất pháp bảo, so với thính vũ kiếm còn chân quý hơn rất nhiều rất nhiều. Kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ, là tuyệt đối bỏ không được đem tính khó khăn cửa lấy ra, một khi cánh cửa này hộ thất lạc, vậy kiếm môn khí vận liền hoàn toàn mất hết. Thằng nhóc, ngươi nói bậy nói bạ chút gì? Tống Viêm Quân có chút chột dạ, muốn giải thích rõ.
Tống Cát trưởng lão ngược lại là tỉnh táo lại, khoát tay một cái nói, Viêm Quân, thôi, không nên cùng hạ giới người vậy kiến thức. Tống Viêm Quân vội nói, dạ, sư phụ. Tống Cát trưởng lão khẽ mỉm cười, ánh mắt nhưng rơi vào Nam Cung Hân Nhiên trên mình, nói, Nam Cung tiểu thư, chúng ta kiếm môn vì cướp lấy hỗn độn viêm đế bảo tàng, ngày hôm nay điều động tĩnh khó khăn cửa, chí ở tất được, các ngươi xin trở về đi, không muốn lãng phí thời gian. Bảo tàng, là thuộc về chúng ta kiếm môn. Nam Cung Hân Nhiên bực tức nói, bảo tàng còn không tìm được, rốt cuộc thuộc về người đó, còn rất khó nói. Tống Cát phút sâu cười một tiếng, nói các ngươi liền vạn khư chiến khôi trận cũng làm khó dễ, còn muốn cướp đoạt bảo tàng. Nam Cung Hân Nhiên cắn răng nói, chúng ta qua không không có trở ngại, không cần ngươi dài dòng. Tống Cát không để ý nữa nàng, cười tủm tỉm khoát tay chặn lại, nói, Viêm Quân, chúng ta hãy đi trước, Nam Cung tiểu thư, thất bồi. Dứt lời, Tống Cát liền dẫn Tống Viêm Quân đoàn người, ngự gió đi về trước bay vút đi. Khi bọn hắn đến gần chiến khôi trận, vậy một tôn tôn chiến khôi, chính là có cảm ứng, ngàn vạn trượng cao thân thể chấn động, sắt thép tay khổng lồ che trời, muốn đem Tống Viêm Quân các người nghiền nát. Một chồng sắt vụn, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Tống Cát khinh thường cười lạnh một tiếng, trường kiếm huy động, kiếm khí như bão mưa nổ tung, lúc này cắn nát mấy đầu chiến khôi. Chiến khôi to lớn thân thể, bể rơi vào biển máu bên trong, kích thích ngàn vạn nặng đợt sóng. Tống Cát trưởng lão nghênh ngang, mang Tống Viêm Quân đoàn người, nhanh chóng vượt qua chiến khôi trận tuyến, đi về trước bay đi. Người này hơi thở rất mạnh, chẳng lẽ là đến gần vô lượng cảnh. Diệp Thần nhìn Tống Cát mới vừa kiếm thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vậy kiếm môn trưởng lão Tống Cát, lại là đến gần vô lượng cấp cường giả khác, thực lực ngang ngược vô cùng. Thật ra thì, Tống Cát trước kia vậy mang người đến qua, nhưng bởi vì muốn phân tâm chống đỡ biển máu đánh vào, không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào đột phá vạn khư chiến khôi trận tuyến. Nhưng lần này, hắn có vĩnh sanh chi môn bảo vệ, không có nỗi lo về sau, lấy hắn đủ để trấn áp rất nhiều cường giả thực lực đáng sợ, muốn nghiền nát mấy tôn chiến khôi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng, Diệp Thần bên này, cũng không có cao thủ lợi hại như vậy. Tống Cát tuy nghiền nát mấy tôn chiến khôi, nhưng còn dư lại, vẫn là vô cùng kinh khủng tồn tại, Diệp Thần ba người căn bản không cách nào đột phá. Đáng chết, chẳng lẽ muốn vận dụng nhâm tiền bối cho ngọc bội của ta? Diệp Thần cắn răng, bây giờ muốn đột phá vạn khư chiến khôi trận, hắn cũng chỉ có lá bài tẩy này. Nhưng, nếu như dùng hết lá bài tẩy này, phía sau đụng phải nữa nguy hiểm, vậy thì phiền toái. Dẫu sao, Tống Cát nhưng mà vô lượng cấp cường giả, Diệp Thần tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại. Tuy nói có Nam Cung Hân Nhiên bảo vệ, nhưng vạn nhất Tống Cát trở mặt không nhận người, hắn như cũ sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Trần Dạ huynh đệ, ta đã sớm nói, ly hỏa chi cảnh hung hiểm trùng trùng, muốn đoạt bảo, khó hơn lên trời. Xem ra, chúng ta ngày hôm nay, cũng chỉ có thể tay không trở về. Dạ Vô Tấn thở dài một cái, đối mặt kinh khủng kia chiến khôi trận tuyến, hắn vậy vô kế khả thi. Nam Cung Hân Nhiên nhưng đứng dậy, hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, nói, không. Không thể để cho bọn họ như thế phách lối. Bảo tàng là chúng ta. Dạ Vô Tấn nói, ngươi có biện pháp. Nam Cung Hân Nhiên thân thể mềm mại hơi run một tí, sau đó móc trong ngực ra một tờ linh phù, nói. Tờ linh phù này, là gia gia ta cho ta phòng thân, có lẽ có thể phá khốn cục trước mắt. Dạ Vô Tấn kinh hãi, nói, gia gia ngươi cho ngươi bảo toàn tánh mạng đồ, không phải chuyện đùa, ngươi làm sao có thể tùy tiện loạn dùng. Nam Cung Hân Nhiên nói, cũng không phải loạn dùng, ngày hôm nay có thể trả lại ngươi nhân quả, vậy coi là không uổng công. Dừng một chút, Nam Cung Hân Nhiên chính là nhìn về Diệp Thần, nói, Trần Dạ, đợi hồi ta dùng ra ra ta linh phù, kích phá những cái kia chiến khôi, ngươi nhân cơ hội xông tới, động tác nhanh hơn. Diệp Thần ánh mắt có chút phức tạp nhìn Nam Cung Hân Nhiên, không nghĩ tới nữ nhân này, lại có thể bỏ được đem mình lá bài tẩy đều lấy ra. Ta biết. Nam Cung tiểu thư, đa tạ. Diệp Thần trịnh trọng nói cảm ơn một câu. Không cần. Nam Cung Hân Nhiên khẽ cắn răng, ngực hơi phập phồng, mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng nàng nội tâm nhưng là vô cùng đau lòng, dẫu sao cái này linh phù, nhưng mà nàng bảo toàn tánh mạng đồ. Hồng Hoang Văn Bia, chữ to giết tuyệt, đi. Ngay sau đó, Nam Cung Hân Nhiên chính là cắn bể ngón tay,
máu tươi lau ở linh phù trên, trực tiếp thúc giục. Vù vù, linh phù kia bốc cháy, thả ra từng đạo chữ viết cổ xưa. Bay múa đầy trời chữ viết, giống như sáng chói hoa chương vậy, ùng ùng đi về trước bay giết đi. Mỗi một cái chữ viết, đều mang cổ xưa hồng hoang mênh mông hơi thở, ở biển máu bên trong lướt qua, kích thích muôn vàn sóng lớn, vô số xương trắng thi hài đều bị nghiền nát. À, là thiên quân phong thần bia văn bia. Vừa lúc đó, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra hỗn độn viêm đế vô cùng kinh hãi thanh âm. Cái gì? Thiên quân phong thần bia. Diệp Thần nghe được hỗn độn viêm đế mà nói, cũng là kinh ngạc thất sắc, chỉ lấy là mình nghe lầm. Thiên quân phong thần bia, 33 thiên thái thượng thần khí xếp hạng thứ nhất tồn tại, là đã từng ngày cũ thời đại, thiên vũ tiên cửa chí bảo. Ngày này quân phong thần bia, uy lực vô cùng to lớn, khí vận cũng là vô cùng thâm hậu, truyền thuyết đem phàm tên của người khác đến trên bia đá, thậm chí có thể để cho người ban ngày phi thăng. Từ tranh bá sau khi chiến tranh kết thúc, ngày trước quân phong thần bia, cũng là thất lạc, bị 10 đại thiên quân lão tổ, một người trong đó đạt được. Nhưng bất kể là Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồng Gia Lão Tổ Hồng Xuân Thu, Phong Gia Lão Tổ Gió Đế Quân, Huyền Gia Lão Tổ Huyền Thiên Kiêu, Nhâm Gia Lão Tổ Nhâm Độc Hành, Kiếm Thần Lão Tổ Tiêu Ngân Hà các người, cũng cự không thừa nhận mình lấy được thiên quân phong thần bia. Khối kia cổ xưa bia đá, bắt đầu từ thế gian mất đi tiếng thở, không người biết bia đá ở nơi nào. Nhưng hiện tại, hỗn độn viêm đế lại nói, Nam Cung Hân Nhiên phóng thích ra chữ viết, là thiên quân phong thần bia văn bia. Cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì, thiên quân phong thần bia, tuyệt đối ở thập đại lão tổ bên trong, một người trong đó trong tay, không thể nào chạy đến đan thanh tiên tông bên trong. Tiền bối, người nhận sai chứ? Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, không sai, đó chính là thiên quân phong thần bia văn bia. Không nghĩ tới vậy nha đầu, bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, lại là thiên quân phong thần bia văn bia. Thiên quân phong thần bia. Đây chính là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Một chữ văn bia, là được bể tan tành tinh không, chém chết thiên quân, uy năng không phải chuyện đùa. Hỗn độn viêm đế phát ra vô cùng thanh âm thán phục, hiển nhiên bị rung động ở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở Nam Cung Hân Nhiên trong tay, thấy thiên quân phong thần bia văn bia. Chỉ gặp vậy từng chữ văn bia, mang kinh thiên động địa sát phạt. Hung hăng đánh vào một tôn tôn sắt thép chiến khôi trên mình. Vậy một tôn tôn khổng lồ chiến khôi, ở văn bia đánh xuống, giống như giấy vậy, tại chỗ nổ tung bể tan tành. Vô số sắt thép mảnh vỡ, ở trong hư không bay lượn, nhất trọng trọng màu máu đợt sóng bị kích động lên, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Những cái kia văn bia năng lượng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, ở đánh nát chiến khôi sau đó, lại có thể uy lực còn lại không giảm, một đường đi tinh không vô tận bắn tới. Đem dọc đường tinh thần, hắc động, ngân hà bụi bẩm vân. Vân tồn tại, toàn bộ xé nát. Nguyên phiến hư không, đều ở đây chấn động, biển máu sôi trào, thậm chí máu loãng đều bị bốc hơi hết. Phía trước chiến khôi trận tuyến, hoàn toàn tan biến. Mấy chục đầu sắt thép con rối, ở Nam Cung Hân Nhiên văn bia nghiền ép hạ, toàn bộ nổ tung. Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn, nhìn trước mắt một màn, đều là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thiên quân phong thần bia lực lượng sao? Diệp Thần bị rung động, không hổ là 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Chỉ là văn bia mà thôi, lực sát thương đều như vậy đáng sợ, nếu là pháp bảo bản thể hạ xuống, vậy còn có. Vậy một chữ văn bia, đủ để nghiền bạo vũ trụ, bể tan tành tinh không, uy năng mênh mông, hoàn toàn vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Ta, mệt quá! Nam Cung Hân Nhiên trong tay linh phù. Hóa thành bụi bẩm tản đi, nàng cả người linh khí cũng bị rút sạch, gương mặt một hồi trắng bệch, mềm nhũn ngã ở Diệp Thần trong ngực. Xem ra phóng thích cái này văn bia, nàng cũng cần hao phí to lớn khí lực. Nàng vốn còn muốn kêu Diệp Thần, tốc độ nhanh một chút xuyên qua, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần. Bởi vì tất cả sắt thép chiến khôi, đều bị nàng văn bia đánh nát. Nam Cung tiểu thư, không có sao chứ. Diệp Thần đỡ Nam Cung Hân Nhiên mềm mềm thân thể. Trong lòng vẫn là mang chút rung động. Ta không có sao, chỉ là hơi mệt. Tiếp theo, có thể không giúp được ngươi cái gì. Nam Cung Hân Nhiên xin lỗi nói. Không sao, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, tiếp theo giao cho ta xử lý. Diệp Thần cho Nam Cung Hân Nhiên một ít linh đan,
sau đó liền thúc giục Hồng Mông Đại Tinh Không, nhanh chóng đi về trước bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần mang Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn, đi tới cái này phiến hư không bí cảnh nhất hạch tâm, Ly Hỏa Chi Cảnh. Ly Hỏa Chi Cảnh, cuối cùng đã tới. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngắm nhìn phía trước. Chỉ gặp phía trước là một phiến ngọn lửa cấu trúc thế giới, khắp nơi đều là ly hỏa hơi thở, lửa cháy mạnh lao nhanh, nham thạch nóng chảy gầm thét. Ở mảnh thế giới này bên trong, có một mảng lớn liên miên cung điện, khá là huy hoàng. Tiền bối, đây chính là người bảo tàng sở tại liền chứ? Diệp Thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Hỗn Độn Viêm Đế hỏi. Hỗn Độn Viêm Đế lãnh đạm nói, biết còn hỏi. Diệp Thần cười khanh khách, sờ một cái lỗ mũi, trải qua hung hiểm, cuối cùng là chân chính đã tới ly hỏa chi cảnh. Hắn nhìn xem bên cạnh Nam Cung Hân Nhiên, trong lòng cũng là khá là cảm kích. Nếu như không có Nam Cung Hân Nhiên hỗ trợ, hắn còn thật chưa chắc có thể thuận lợi đi tới nơi này. Nhanh chóng đi vào à, ngớ ra làm gì, lại khó chịu điểm, lão phu bảo tàng đều phải bị người đoạt đi. Hỗn Độn Viêm Đế lại thúc giục. Tống Viêm Quân và Tống Cát các người, khẳng định đã tiến vào, bọn họ tới trước một bước, nếu như Diệp Thần lại khó chịu điểm động thủ, Hỗn Độn Viêm Đế bảo tàng, có thể đều phải bị kiếm môn rời trống. Tiền bối. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền dẫn Nam Cung Hân Nhiên cùng Dạ Vô Tẫn đi vào. Nam Cung Hân Nhiên điều tức sau này, linh khí khôi phục bộ phận, mặc dù không đủ để bảo vệ Diệp Thần, nhưng muốn tự vệ dư sức có thừa. Hỗn Độn Viêm Đế bảo tàng, chính là từng tòa cung điện, kiến trúc 10 phần xa hoa. Diệp Thần tiến vào cung điện bên trong, nhưng gặp hành lang lầu các phong phú, lối đi một cái tiếp một cái, làm người ta hoa cả mắt. Trong cung điện mặt, lại đến chỗ tràn ngập ly hỏa sát khí, hiển nhiên là Hỗn Độn Viêm Đế lưu lại thần hỏa, phóng thích ra đặc thù hơi thở. Những thứ này ly hỏa sát khí, năng lượng khá là đậm đà, trực tiếp luyện hóa đều có thể tăng tiến tu vi. Không biết vậy Hỗn Độn thần hỏa và Nhân Đồ Thánh Bôi, ở địa phương nào? Nam Cung Hân Nhiên tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Hỗn Độn Viêm Đế trong bảo tàng mặt, nhất vật chân quý có hai kiện, cũng phải Hỗn Độn thần hỏa, hai là Nhân Đồ Thánh Bôi. Nhân Đồ Thánh Bôi sát khí quá nặng, Thiên Quân lão tổ cũng chưa chắc có thể áp chế, Nam Cung Hân Nhiên là không dám nghĩ, chỉ muốn xem truyền thuyết kia ở giữa Hỗn Độn thần hỏa, rốt cuộc là bộ dáng gì. Chung quanh ly hỏa sát khí đậm đà như vậy, muốn đến vậy Hỗn Độn thần hỏa căn nguyên, năng lượng cũng là cực kỳ dư thừa. Thằng nhóc, ta bảo tàng gặp nguy hiểm, ta cho ngươi một tấm phù chiếu, chính ngươi quyết đoán nơi đây hết thảy. Hỗn Độn Viêm Đế tựa hồ cảm thấy cái gì khác thường, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sử dụng một tấm phù chiếu, bắn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Phù chiếu bắn vào, ngay tức thì, Diệp Thần liền cảm thấy, hắn thật giống như mở thiên nhãn, có thể thấy rõ cái này phiến trong cung điện mặt, mỗi một xó xỉnh lai lịch. Thậm chí, hắn còn lấy được chỗ này quyền khống chế. Trong cung điện rất nhiều cơ quan, trận đồ, từ Diệp Thần trong lòng từng cái lướt qua. Tiền bối, ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, Hỗn Độn Viêm Đế nói qua sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng hiện tại ra tay một cái, liền đem toàn bộ cung điện bảo tàng quyền khống chế, giao cho hắn. Đừng nói nhảm, mau động thủ, muôn ngàn lần không thể để cho ta bảo tàng, rơi vào ở trong tay người khác. Hỗn Độn Viêm Đế lạnh lùng nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lập tức thu liễm tâm thần, cẩn thận cảm ứng. Thoáng chốc, Diệp Thần chính là bắt được một bức tranh, Tống Viêm Quân, Tống Cát cùng kiếm môn người trong, ngay tại góc đông bắc một nơi trong cung điện mặt. Chỗ kia cung điện, siêu tầm không hề thiếu đan dược, hiện tại Tống Viêm Quân các người, đang hết sức phấn khởi thu tập đan dược. Hơn nữa, ở đó chỗ cung điện cách vách, chính là Hỗn Độn thần hỏa chỗ. Chỉ là bởi vì có phong ấn tồn tại, bọn họ tạm thời không có phát hiện mà thôi. Muốn cướp lấy bảo tàng, cũng đi xuống cho ta đi. Diệp Thần cười lạnh một tí, trong lòng yên lặng thúc giục chỗ kia cung điện đặc thù trận pháp. Chỉ gặp vậy cung điện bên trong, sàn nhà từng cục rơi xuống, phía dưới là một cái nóng rực nham thạch nóng chảy vực sâu. À! Tống Viêm Quân các người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Chúng cơ quan, lập tức rơi xuống. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, lại đem cơ quan khóa lại, sau đó lại khởi động rất nhiều mê muội chướng mắt trận pháp, miễn được Tống Viêm Quân các người bỏ ra ngoài sau đó, tìm được Hỗn Độn thần hỏa chỗ.
những cơ quan kia, mệt không ở bọn họ bao lâu. Diệp Thần lập tức cất bước, hướng hỗn độn thần hỏa chỗ ở cung điện chạy đi. Tống Viêm Quân bọn họ ở bên kia. Nam Cung Hân Nhiên nghe được mới vừa tiếng kêu thảm thiết, nhất thời khẽ chấn động. Không cần phải để ý đến bọn họ tạm thời không ra được, các ngươi cùng ta tới đây. Diệp Thần vừa đi, vừa hướng Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn nói. Nam Cung Hân Nhiên nghe được Diệp Thần giọng điệu này, tựa như hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong, trong lòng hết sức tò mò, và Dạ Vô Tẫn đi theo lên. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần mang hai người, đi tới phòng ấn hỗn độn thần hỏa cung điện. Đẩy ra cửa điện, một cổ vô cùng nóng bỏng hơi thở, chính là đập vào mặt. Bên trong đại điện, một nơi trên thạch đài, có một món màu đỏ nhạt thần hỏa, đang không ngừng nhảy lên chập chờn, thả ra nóng rực mãnh liệt hơi thở. Công tử, là hỗn độn thần hỏa. Đây là, Nhan Tuyền Nhi phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng. Vậy hỗn độn thần hỏa, nếu như Diệp Thần có thể luyện hóa, nàng cũng có thể đi theo lột xác. Trước đây mặc dù hấp thu cường đại thánh thiên thần hỏa, thế nhưng thánh thiên thần hỏa Nhan Tuyền Nhi cũng không cách nào thời gian ngắn khống chế, đưa đến nhiều lần để cho Diệp Thần suýt nữa bị lạc. Nhưng nếu là có hỗn độn thần hỏa trung hòa, Nhan Tuyền Nhi đối thánh thiên thần hỏa luyện hóa và áp chế vậy sẽ cường thượng không thiếu. Cho nên, hỗn độn thần hỏa, chí ở tất được. Nam Cung Hân Nhiên nhìn vậy một món không ngừng phóng thích nóng rực đợt khí thần hỏa, hơi có chút xuất thần, dù gì nói, đó chính là hỗn độn viêm đế lưu lại ngọn lửa sao. Vậy một món thần hỏa, năng lượng là như vậy nồng nặc, tựa như một điểm nho nhỏ đốm lửa, liền có thể để cho ngân hà nóng bỏng. Nam Cung Hân Nhiên đều có điểm động lòng, nếu như có thể luyện hóa hỗn độn thần hỏa, nàng tu vi, nhất định có thể đột phá. Vậy hỗn độn thần hỏa quay về ta, những thứ khác bảo tàng ta không muốn. Diệp Thần tiến lên trước một bước, hướng Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn nói. Nam Cung Hân Nhiên bĩu môi, có chút tức giận nói, ngươi như thế khẩn trương làm gì, ta lại không cùng ngươi cướp, ta nói, ta hôm nay là tới trả lại nhân quả, cái gì bảo tàng đều không muốn, ta Đan Thanh Tiên Tông còn nhiều mà thiên tài địa bảo. Diệp Thần bật cười khanh khách, nói, xin lỗi, Nam Cung tiểu thư. Là ta đường đột, đa tạ ngươi hôm nay bảo vệ. Dừng một chút, Diệp Thần lại hướng Dạ Vô Tẫn nói, Vô Tẫn huynh, hai người các ngươi ở chỗ này trông nom, ta còn muốn đi xuống cầm một món đồ. Dạ Vô Tẫn tựa như có cảm giác, cả người run lên, nói, nhân đồ thánh bôi. Diệp Thần nừ một tiếng, tòa cung điện này, không chỉ là phong ấn hỗn độn thần hỏa như thế đơn giản, lòng đất còn phong ấn nhân đồ thánh bôi. Nghe được nhân đồ thánh bôi liền ở dưới đất. Nam Cung Hân Nhiên thân thể mềm mại cũng là run rẩy kịch liệt liền một tí, nói Trần Dạ, ngươi. Ngươi điên rồi, ngươi muốn cầm nhân đồ thánh bôi. Vậy thánh bôi sát khí, liền vô lượng cường giả cũng chấn không đè ép được, ngươi muốn tìm cái chết. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, nói, nếu như ta chết, ngươi thay ta nhặt xác là được. Vừa nói liền muốn bước vào cung điện. Này, chờ một chút. Nam Cung Hân Nhiên kéo Diệp Thần cánh tay, trịnh trọng nhìn hắn. Nói cầm mặt nạ hái được, nếu không ngươi chết, ta cũng không biết ngươi lớn lên bộ dáng gì. Nghe được nàng mà nói, Diệp Thần chần chờ một tí, nhưng cuối cùng vẫn là đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra hình dáng. Theo mặt nạ tháo xuống, một chút luân hồi nhân quả hơi thở, cũng là hiện ra. Nam Cung Hân Nhiên nhìn Diệp Thần gương mặt, lại cảm nhận được vậy một chút luân hồi hơi thở, mắt đẹp nhất thời trợn to, hiện đầy vẻ khiếp sợ, buông Diệp Thần cánh tay. Lui về phía sau hai bước, nói. Ngươi, lúc đầu ngươi chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, Diệp Thần. Không sai, là ta. Diệp Thần lắc đầu cười một tí, nói các ngươi hai cái, nhìn cho thật kỹ nơi này, chú ý kiếm môn những người đó quấy rầy ta, ta đi xuống cầm thánh bôi. Không. Nam Cung Hân Nhiên lại kéo Diệp Thần, nói, nhân đồ thánh bôi, sát khí đáng sợ đến bực nào, ngươi coi như là luân hồi chi chủ. Cũng chưa chắc có thể chống lại. Diệp Thần cười nói, đừng lo lắng, ta nói, nếu như ta chết, thay ta nhặt xác là được. Dứt lời, Diệp Thần sải bước vào cung điện bên trong, trước phá hư hỗn độn thần hỏa phong ấn, đem hỗn độn thần hỏa thu. Chỉ là, hiện tại Diệp Thần vậy không thời gian luyện hóa, cho nên là tạm thời đem hỗn độn thần hỏa, lắng đọng ở mình đan điền bên trong. Ngay sau đó, Diệp Thần đẩy ra hỗn độn thần hỏa chỗ ở thạch đài. Một cái thật dài thầm nói lộ ra, một mực đi thông phía dưới. Hô, nhân đồ thánh bôi,
liền để cho ta xem, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng luyện, một mình dọc theo đường lót gạch, đi về phía dưới đất. Thằng nhóc, ta năm đó đạt được nhân đồ thánh bôi sau đó, vậy không bản lãnh thu phục, liền xem tài năng của ngươi. Hỗn độn viêm đế than thở một tiếng. Vậy nhân đồ thánh bôi sát khí, thật là quá mức đậm đà, coi như là hắn thời kỳ tột cùng, vậy vô kế khả thi, chỉ có thể đem vậy thánh bôi, phong ấn ở lòng đất, dùng trận pháp trói buộc đứng lên, đem thánh bôi sát khí đạo xuống đất mạch, ở ly hỏa chi cảnh bên ngoài, tạo thành một tầng sát khí cấm chế. Đây chính là huyết sắc kia đại dương từ đâu tới. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, rút ra luân hồi thiên kiếm, luân hồi hơi thở bao phủ toàn thân, lại sử dụng trần bia, phong bi, nguyện vọng thiên tinh, hoàng tuyển đồ, võ đạo luân hồi đồ vân. Vân bảo bối, làm đủ 120.000 chia tay chuẩn bị, mới tiếp tục đi sâu vào đi xuống. Hắn rất rõ ràng nhân đồ thánh bôi khủng bố, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng mà nói, chỉ là nhìn thẳng thánh bôi, ánh mắt cũng sẽ bị vô cùng vô tận sát khí chọc mù, đạo tâm sẽ lập tức tan vỡ. Một đường đi sâu vào dưới đất, Diệp Thần dần dần nghe được một hồi thê lương gào khóc tiếng, xen lẫn vô số oán linh kêu oan, còn có vô số người cừu hận, đang tức giận nguyền rủa, chửi rủa. Nhưng lại cẩn thận vừa nghe, chung quanh lại là một phiến yên lặng, chỉ có Diệp Thần tiếng bước chân. Đó không phải là bên ngoài thanh âm, là linh hồn thanh âm. Diệp Thần từng bước một đi sâu vào, chung quanh vẫn là yên lặng, nhưng hắn linh hồn, nhưng lẩn quẩn vô số oan nghiệt gào khóc, vô số thống khổ kêu gào. Đó là nhân đồ thánh bôi hơi thở, ảnh hưởng đến hắn linh hồn. Thánh bôi cũng còn không thấy, linh hồn cũng đã bị ảnh hưởng, có thể gặp vậy pháp bảo có đáng sợ dường nào. Võ tổ đạo tâm, mở. Diệp Thần khẽ cắn răng, lập tức mở võ tổ đạo tâm, bảo vệ tâm thần, thậm chí liền hồng mông đại tinh không cũng thả ra, như lâm đại địch. Sốt cuộc, Diệp Thần đi tới lòng đất. Lòng đất như vậy một phiến mênh mông bình nguyên, u ám tối mờ, bố trí một tòa cổ xưa đại trận. Tại đại trận trung ương, là một cái khô lâu xây mà thành tế đàn. Trên tế đàn, để một cái ly lớn, hình chế như cổ vu cúng tế đồ dùng, lại hình như là một cái cúp. Vậy ly lớn là dùng xương trắng đúc, ngoài mặt nhưng dính từng luồng máu tươi, những cái kia máu tươi lại là ướt át, trải qua năm tháng bể dâu, cũng không có bất kỳ khô khốc dấu vết. Ly đang không ngừng chảy máu. Làm Diệp Thần ánh mắt, thấy ly kia thời điểm, cả người tâm thần, đều bị hút tới. Hắn trước mắt, hiện ra vô số ảo giác. Hắn thật giống như thấy được hàng tỷ sinh linh, ở một cái đổ sát dưới đao khóc tỉ tê. Những cái kia vô tội sinh linh, có phụ thân, mẫu thân, em bé, bọn họ nhân thế hết thảy tốt đẹp, đều ở đây vậy đổ sát dưới đao tan thành mây khói. Đổ sát đao lướt qua, chảy máu ngàn vạn dặm, sinh linh đổ thán, tinh không băng diệt, vũ trụ than xúc. Không có bất kỳ lời nói, có thể hình dạng vậy cầm đổ sát đao tàn bạo, vô biên vô tận sát khí, xung nhét vào thiên địa vũ trụ bên trong. Vô tận xương trắng cùng máu tươi, cuối cùng đúc tạo thành cái ly này. Đây là nghịch thiên tàn sát vật kỷ niệm. Diệp Thần cảm nhận được từng màn kia tàn sát hình ảnh, nội tâm bị vô cùng đại chấn động, rên lên một tiếng, quỳ một chân trên đất, mặt đầy thống khổ. Hắn cảm thấy mình đầu, thật giống như cũng bị vậy cầm đồ sát đao chém xuống. Hắn bên tai, tràn đầy vô số sinh linh trước khi chết kêu rên. Hắn linh hồn chỗ sâu, quanh quẩn vô số oan hồn tức giận tiếng khóc. Diệp Thần cả người, thật giống như đều bị xé. Ly kia, chính là nhân đồ thánh bôi. Hồng quân lão tổ tàn sát hết hàng tỷ sinh linh sau đó, lưu lại vật kỷ niệm. Phốc, thánh bôi sát khí oán khí, chân thực quá mức thảm thiết, Diệp Thần cho dù làm trùng trùng phòng vệ, nhưng vẫn là được nghiêm trọng đánh vào, tại chỗ nôn mửa ra máu tươi. Thằng nhóc, chịu đựng được sao? Không nhìn được cũng được đi, cái này nhân đồ thánh bôi, vũ hoàng cổ đế xem ngươi như vậy tu vi tới có thể cũng không cách nào thu phục. Hỗn độn viêm đế thanh âm tràn đầy nóng nảy, lại là than thở, khuyên Diệp Thần buông tha. Hồng quân lão tổ chế tạo nhân đồ thánh bôi, thật ra thì chính là làm một kỷ niệm, căn bản không dự định để lại cho hậu nhân luyện hóa. Tiền bối, ta còn chịu nổi. Diệp Thần cắn răng, vậy thánh bôi mặc dù đáng sợ, nhưng hắn ở vô tận máu tươi oan nghiệt bên trong, vậy dòm ngó gặp được một cái đại lộ. Giết hại đại lộ. Nếu như hắn có thể trấn áp thánh bôi, liền có thể chân chánh làm được lấy giết chứng đạo, tiến tới lĩnh ngộ binh tự quyết trung cực bí ẩn.
Đây là duy nhất cơ hội, Diệp Thần tuyệt đối không thể bỏ qua. Khô cốt chi môn, cho ta hiến tế. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, ánh mắt đều cơ hồ muốn rỉ ra máu tươi. Hắn sử dụng một cánh cửa hộ, chính là trước đây thu lấy không lâu khô cốt chi môn, hồng hoang cửu môn một trong. Rào. Diệp Thần tại chỗ đem khô cốt chi môn hiến tế hết. Khô cốt chi môn nghiền, từng luồng vệt trắng hơi thở, bao phủ ở nhân đồ thánh bôi trên. Vậy nhân đồ thánh bôi sát khí ngất trời, cũng là hơi yếu bớt một ít. Lấy giết chỉ giết. Khô cốt chi môn, bản thân liền mang theo lớn khô mục nát, đại phá diệt hơi thở, có thể đem người sống hóa thành xương trắng. Trong sâu thẳm, khô cốt chi môn và nhân đồ thánh bôi, cũng có cộng thông chi sử. Diệp Thần hiến tế hết khô cốt chi môn, cũng là làm được thánh bôi sát khí yếu bớt. Có hiệu quả. Lục đạo luân hồi pháp, hủy diệt đạo ấn, thiên tiên cá chép sao, tám bộ phù đồ khí, hồng mông đại tinh không, nguyện vọng thiên tinh. Võ đạo luân hồi đồ cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, tại chỗ thiêu đốt lên một chút luân hồi máu tươi, liền đem tự thân thần thông, điên cuồng oanh tạc đi ra ngoài. Vô số thần thông đạo pháp, hội tụ ra một cổ hỗn độn nước lũ, hung hăng đánh vào vậy nhân đồ thánh bôi trên. Diệp Thần trong nội tâm, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là trấn áp nhân đồ thánh bôi, thu cho mình dùng. Nhưng, vô số thần thông oanh tạc đi xuống, cái ly kia, lại có thể liền đung đưa đều không từng đung đưa một tí. Làm sao có thể? Diệp Thần thấy vậy, mặt đầy đều là vẻ kinh hãi. Hắn toàn lực bùng nổ thần thông, hạng cường hãn, nhưng lại có thể không cách nào dung chuyển nhân đồ thánh bôi chút nào. Cái này thánh bôi, quá đáng sợ. Diệp Thần không những không thể dung chuyển, còn cảm thấy có một cổ to lớn lực phản chấn, điên cuồng đổ cuốn tới. Hắn mới vừa phóng thích ra thần thông. Lực lượng toàn bộ cắn trả trở về. Không chỉ như vậy, còn có thánh bôi bản thân ẩn chứa thông thiên sát khí, cũng là điên cuồng cắn trả tới. Oanh! Trong thoáng chốc, Diệp Thần thân thể bị nghiêm trọng đánh vào, cả người da thịt cơ hồ nổ tung, hào hùng cắn trả năng lượng, ở hắn trong kinh mạch khắp nơi tán loạn, dường như muốn đem hắn biến dạng vậy. Không, chẳng lẽ ta muốn lúc này chết đi? Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Ở nghiêm trọng cắn trả hạ, hắn toàn thân ra không có một khối là tốt, cũng đang nứt nẻ, toát ra máu loãng bên trong sương mù cổn đáng, sương mù bên trong lại hiển hóa ra cổ xưa giết hại đáng sợ cảnh tượng. Diệp Thần rốt cuộc biết, tại sao liền Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhâm Phi phàm nhóm cường giả, đều không cách nào trấn áp nhân đồ thánh bôi. Bởi vì cái này thánh bôi, chất liệu quá mức đặc thù, là dùng hàng tỷ sinh linh hài cốt chế tạo mà thành, nhiều ít lực lượng bơm vào đi vào. Cũng sẽ bị toàn bộ cắn trả trở về, thậm chí sẽ đưa tới thánh bôi nội bộ sát khí, đưa đến tự thân bị vô cùng sát khí hủy diệt đánh vào. Diệp Thần thi triển ra bát quái thiên đan thuật, nhưng căn bản không ngừng được. Vậy cắn trả năng lượng, ở trong cơ thể hắn không ngừng nổ, hắn vết thương mới vừa chữa khỏi, lại bị nổ tung, máu tươi lăn lăn chảy ra, hắn rất nhanh thành một cái người máu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần máu tươi chảy liền, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thằng nhóc, người phải chết, mau bóp vỡ ngọc bội, kêu Nhâm Phi phàm tới đây. Hỗn độn viêm đế thấy không ổn, lớn tiếng giống giận. Trước mắt chàng diện này, liền hắn đều không cách nào xử lý. Nhân đồ thánh bôi cắn trả, quá mức đáng sợ, đủ để sống sờ sờ đem Diệp Thần nghiền nát. Dưới mắt, chỉ có mời Nhâm Phi phàm hạ xuống, mới khá có một đường sinh cơ. Nhưng, ở thánh bôi cắn trả hạ, Diệp Thần bị thương quá nặng. Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng chỗ đau, hắn liền một đầu ngón tay cũng không có biện pháp nhúc nhích, căn bản không cách nào triệu hoán Nhâm Phi phàm hạ xuống. Đáng chết! Diệp Thần khẽ cắn răng, nhìn trước mắt vậy không đoạn chảy xuôi máu tươi xương thánh bôi, nội tâm chỉ cảm thấy một hồi bi thương. Có lẽ, ngày hôm nay hắn muốn hoàn toàn chết. Hắn máu tươi, đem sẽ trở thành là nhân đồ thánh bôi tế phẩm, cùng vậy hàng tỷ oan hồn cùng nhau, ở vô tận thống khổ hành hạ bên trong. Vĩnh hằng xa vào đi xuống. Vù vù. Vừa lúc đó, bầu trời hoàng tuyền đồ tự động từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, chậm rãi mở ra. Một bụi bích lục cỏ nhỏ, nổi lên, thả ra bích lục sáng bóng, sức sống yêu kiều. Cỏ nhỏ. Diệp Thần nhìn một bụi này cỏ nhỏ, ánh mắt hoảng hốt một tí. Bụi cây này cỏ nhỏ, bầu bạn hắn rất lâu rồi, và hắn cùng nhau trải qua rất nhiều sống chết hoạn nạn.
Diệp Thần không nghĩ tới, ở mình sắp chết để gặp, bụi cây này cỏ nhỏ sẽ hiện thân đi ra. Rào. Cỏ nhỏ xanh biếc ánh sáng tách thả ra, như nước thủy triều như biển, bao phủ ở nhân đồ thánh bôi trên. Nhân đồ thánh bôi sát khí ngất trời kia, nhất thời suy yếu rất nhiều. Diệp Thần bị cắn trả trạng thái, cũng là hóa giải rất nhiều, bát quái thiên đan thuật lập tức phát huy tác dụng, trị liệu phần lớn thương thế. Cỏ nhỏ, ngươi. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cỏ nhỏ. Chỉ gặp vậy một bụi bích lục cỏ nhỏ, ánh sáng nhưng đang chậm rãi ảm đạm xuống, từ vẻ xanh biếc rồi rào hình dáng, dần dần đổi được khô héo. Hiển nhiên, là trấn áp nhân đồ thánh bôi, hao hết cỏ nhỏ phần lớn năng lượng. Nó sắp khô héo. Rào. Lục quang tách thả ra. Cỏ nhỏ trên người, màu xanh lá cây tiên quang trào đãng, lại là hiển hóa ra thân ảnh của một cô gái. Cô gái kia dáng vẻ thướt tha, tướng mạo thanh thuần mà vui vẻ, một cặp tròng mắt trong veo như thu thủy, không nhiễm chút nào thế tục bụi bặm. Cỏ nhỏ hóa linh. Ca ca, thừa dịp này cơ hội, mau dùng chỉ nước một kiếm, hàng phục thánh bôi. Cỏ nhỏ hiển hóa ra thiếu nữ, cái môi đỏ thắm thúc giục Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, đúng rồi, có lẽ chỉ có sử dụng chỉ nước một kiếm, dựa vào không không thời không uy áp, mới khá chân áp nhân đồ thánh bôi. Keng! Diệp Thần lập tức rút ra luân hồi thiên kiếm, ánh mắt đông lại một cái, trường kiếm trong tay chính là vung ra, hướng nhân đồ thánh bôi chém tới. Không không có kiếm nói, chỉ nước một kiếm. Diệp Thần quát to một tiếng, cả người linh khí toàn bộ bộc phát ra đi, mới vừa khôi phục thương thế, lại ngay tức thì văng tung tóe đứng lên, hắn cả người giống như huyết ma vậy. Đi đôi với hắn chợt quát tiếng, một đạo vô cùng kiếm quang, cũng là mang vô cùng minh mông uy nghiêm. Chém chết ra. Đó là không không thời không uy nghiêm, chỉ nước một kiếm, đủ để trấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Chanh. Chỉ nước kiếm quang, chém vào nhân đồ thánh bôi bên trên. Hài cốt chế tạo thánh bôi, nhưng phát ra kim thiết giao minh vậy thanh âm. Một mực chưa từng đung đưa chút nào thánh bôi, ở Diệp Thần chỉ nước một kiếm hạ, rốt cuộc bị đánh ngã xuống đất, lăn lăn máu tươi chảy như dòng nước ra. À. Từng trận vô cùng kêu thê lương thảm thiết, từ thánh bôi chỗ sâu truyền ra. Diệp Thần một kiếm này, tựa như xúc động thánh bôi nội bộ, đếm lấy hàng tỷ oan hồn. Từng đạo oan hồn, từng đạo màu máu ma ảnh, còn có vô số xương trắng oán linh, điên cuồng từ thánh bôi bên trong lao ra, hung hăng hướng Diệp Thần đạp chết tới. Ca ca chú ý, cỏ nhỏ hóa thành thiếu nữ, vội vàng ôm lấy Diệp Thần, thả ra ti ti lũ lũ lục quang. Lục quang tạo thành một tầng bình phong che chở, đem Diệp Thần bảo vệ được, bên ngoài là vô tận oan hồn đạp chết. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, như thế nhiều oan hồn, muốn áp chế, thật là chuyện không thể nào. Ca ca, chúng ta thật giống như thất bại. Nhân đồ thánh bôi, sao chúng ta tưởng tượng, đáng sợ quá nhiều. Ta phải chết, người đi nhanh đi. Nhớ ta tên chữ, ta kêu Vân Cẩm, là sinh trưởng ở Thiết Phương tọa hạ một bụi cỏ nhỏ. Thiếu nữ phát ra nụ cười khổ sở, ôm chặt lấy Diệp Thần thân thể, tựa như bỏ không được hắn vậy. Diệp Thần cảm thấy thiếu nữ trên mình, truyền đến một hồi ấm áp nhiệt độ cơ thể, mềm nhũn. Nhưng, cái này cổ ấm áp mềm mại cảm giác, rất nhanh đổi được lạnh như băng. Thiếu nữ buông lỏng Diệp Thần, rồi sau đó phi thân nhảy vào vô số oan hồn vây giết bên trong, thủ quyết một nặn, cả người lục quang tách thả ra, lại có thể tại chỗ tự bảo. Phịch. Thiếu nữ từ bộc phát ra lục quang, đem chung quanh oan hồn biến dạng, thiên địa là không còn một mống. Cỏ nhỏ. Diệp Thần cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu nữ sẽ tự bảo. Bụi cây này cỏ nhỏ, bầu bạn hắn rất lâu rồi, chiến đấu với nhau, trải qua sống chết, cũng có cảm tình. Diệp Thần không nghĩ tới, cỏ nhỏ vì bảo vệ mình, lại có thể tự bảo. Thiếu nữ tự bảo sau đó, oan hồn tạm thời bị thanh trừ sạch sẽ. Đây là ngàn năm một thuở chạy khỏi cơ hội. Thằng nhóc, thừa dịp hiện tại, đi mau. Hỗn độn viêm đế lớn tiếng thúc giục, đây là duy nhất chạy trốn cơ hội, nếu như không đi nữa, liền không cơ hội. Nhân đồ thánh bôi, quả nhiên không phải thế giới hiện thật người, có thể trấn áp thu phục. Thánh bôi bên trong oan hồn, thực ra quá nhiều, trăm triệu tỷ vạn triệu, coi như Diệp Thần vận dụng chỉ nước một kiếm, cũng không cách nào đem xóa bỏ toàn bộ. Diệp Thần cũng không có chạy trốn, ánh mắt ảm đạm thần thương, còn ở là thiếu nữ tự bạo mà thất thần.
Cứ như vậy một tí trì hoãn, thánh bôi huyết quang chấn động, lại toát ra trăm triệu tỷ vạn oan hồn, lần nữa bao vây. Khặc khặc, làm thịt thằng nhóc này. Thằng nhóc này trên người có hồng quân nhân quả, hắn nhất định là người nọ đồ sát đệ tử. Xé nát hắn, trả thù. Vô tận oan hồn hai tròng mắt toát ra dữ tợn sát khí, giống như tất cả ác ma vậy, điên cuồng xông về Diệp Thần. Xong rồi, thằng nhóc, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chết ở chỗ này. Hỗn độn viêm đế hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù là hắn, đối mặt thánh bôi hàng tỷ oan hồn tàn phá, vậy là không thể làm gì. Đó là liền vũ hoàng cổ đế, nhâm phi phàm cùng cao nhân tuyệt thế, đều không cách nào trấn áp tồn tại. Diệp Thần nhìn vô số oan hồn đạp chết, nhưng là lòng như mặt nước phẳng lặng, không có chút ba động nào, trong ánh mắt thấm ra một cổ thương hại. Bị cừu hận hành hạ hoán linh à, ta lấy luân hồi quy luật, siêu độ các ngươi vãng sinh. Cát bụi trở về cát bụi, đất quay về trần, cũng yên nghỉ đi. Như ta lên đỉnh luân hồi, các ngươi có thể ở ta trong đất nước, từng cái hồi phục, vĩnh sinh bất hủ, vĩnh hằng tiêu dao. Diệp Thần hai tay thụ cầm luân hồi thiên kiếm, ánh mắt thương hại, phát ra cổ xưa vang dội ngâm sướng. Cỏ nhỏ mặc dù tự bạo chết, nhưng Diệp Thần không hề căm ghét những cái kia oan hồn. Bởi vì, vậy hàng tỷ oan hồn, cũng là người đáng thương, bọn họ đều là vô tội bị Hồng Quân lão tổ giết chết, thậm chí sau khi chết, hài cốt còn muốn bị đúc thành ly. Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm ngộ được biện pháp giải quyết. Lấy lục đạo luân hồi lực lượng, lấy luân hồi trật tự, có thể siêu độ chết đi oan hồn, để cho bọn họ đạt được yên nghỉ, từ đó lắng xuống sát khí cùng cừu hận. Giao. Theo Diệp Thần ngâm sướng, luân hồi thiên kiếm thả ra sáng chói kim mang, vô tận kim mang buộc vòng quanh một cái mênh mông khoáng đạt đất nước. Đó là luân hồi thiên quốc thánh thổ. Luân hồi thiên quốc mở, mới vừa vẫn là vô cùng bạo ngược oan hồn cửa, cảm nhận được luân hồi trói lọi, rối rít ngây dại. Bọn họ diễn cảm đổi được nghiêm túc mà trầm tĩnh, thậm chí mang một chút từ bi. Rồi sau đó, từng đạo oan hồn, bị luân hồi trói lọi siêu độ. Tất cả máu tanh cùng giết hại, đều là lắng xuống. Vô số oan hồn, phi thăng tiến vào luân hồi thiên quốc, lúc này bị siêu độ, lấy được yên nghỉ. Ông ông ông, nhân đồ thánh bôi chấn động đứng lên, phía trên chảy xuôi máu tươi, toàn bộ biến mất. Nguyên bản xương trắng đúc, toàn thân vệt trắng thánh bôi, ở luân hồi trói lọi chiếu dọi xuống, lại là biến thành màu vàng. Màu vàng kim thánh bôi, bay lên, bay đến luân hồi thiên quốc mênh mông trong thế giới. Hóa thành luân hồi thiên quốc đồ đằng. Cái gì, thằng nhóc ngươi, lại có thể thu phục thánh bôi? Cái này không thể nào. Luân hồi mộ địa bên trong, hỗn độn viêm đế phát ra kinh hãi tiếng hô, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Còn có ngoài ra hai vị thần đế, cũng bị chấn động, rối rít hiện thân, ngước nhìn bầu trời ở giữa màu vàng thánh bôi, bọn họ hoàn toàn rung động. Vậy nhân đồ thánh bôi, liền vũ hoàng cổ đế, nhâm phi phàm nhóm cao thủ, đều không cách nào trấn áp tồn tại. Diệp Thần, lại có thể lợi dụng luân hồi quy luật, thành công hàng phục. Luân hồi huyết mạch, quả nhiên là có 102 chư thiên, dung chuyển vạn cổ. Luân hồi trật tự, đủ để trấn áp hết thảy tà ma, đáng địch hết thảy máu nghiệt, hóa giải tất cả oán niệm cùng cừu hận hơi thở. Cái này thánh bôi, sau này có lẽ không thể kêu nữa nhân đồ thánh bôi. Bởi vì tất cả sát khí oán khí, đều bị hóa giải được, thánh bôi đều biến thành màu vàng, tràn đầy luân hồi bí ẩn. Cái ly này, sau này hẳn gọi luân hồi thánh bôi. Là luân hồi thiên quốc đồ đằng. Thánh bôi đã từng là sát khí, vô cùng giết hại qua lại, cổ xưa máu nghiệt, từng cái ở Diệp Thần đầu óc bên trong lướt qua. Diệp Thần cũng không có cảm thấy chút nào khó chịu, ở luân hồi trật tự bao phủ hạ, bất kỳ tà khí máu nghiệt, cũng không thể thương tổn tới hắn. Vậy các loại giết hại qua lại, ngược lại để cho Diệp Thần đạo tâm, có một chút hiểu ra. Cực hạn giết hại đại lộ, thì ra là như vậy. Diệp Thần ánh mắt hoảng hốt một tí, nhất thời cảm ngộ được cổ xưa giết hại đại lộ. Giết hại trình độ cao nhất, chính là không mang theo cừu hận, không mang theo nhân quả, tùy mình muốn giết ai thì giết. Thí dụ như Hồng Quân lão tổ, tàn sát hàng tỷ sinh linh, cũng không phải là tà ác, hắn không mang theo tà niệm. Chính là tiện tay làm, giống như giết chết từng cái con kiến, căn bản không đem người ngoài tánh mạng, để ở trong lòng. Đây chính là cực hạn giết hại. Thái thượng vô tình, coi chư thiên sinh linh như con kiến hôi,
chỉ có tự thân tồn tại, mới là vĩnh hằng duy nhất. Vì chứng đạo, hết thảy đều có thể giết. Cái này cổ cực hạn giết hại, không mang theo chút nào nhân tính, nhân tâm đã mất đi, chỉ có cầu đạo ý niệm. Vì cầu đạo, không chừa thủ đoạn nào. Như vậy cực hạn giết hại, vô tình sát phạt, ở hàng phục nhân đồ thánh bôi sau đó, Diệp Thần chính là có chút hiểu ra, cũng là cảm thấy một chút rung động. Dĩ nhiên, hắn đạo tâm, cũng không có bị ảnh hưởng. Ở luân hồi thiên quốc bao phủ hạ, bất kỳ bên ngoài nghĩ bậy, đều không cách nào ảnh hưởng Diệp Thần bản thân. Vậy cực hạn giết hại đại lộ, chỉ là xem công cụ như vậy, bị Diệp Thần cầm nắm ở trong tay. Nguyên lai đây chính là giết hại trình độ cao nhất, lấy giết chứng đạo bí ẩn. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, vào giờ khắc này, rốt cuộc đạt thành lấy giết chứng đạo. Chứng đạo thành công, hắn cả người linh khí nổ, một cổ tia máu phóng lên cao. Máu kia mang bên trong, hàm chứa vô tận sát phạt hơi thở, giống như muốn nghiền diệt hàng tỷ sinh linh vậy. Thế giới lòng đất, bị Diệp Thần chọc thùng. Bên ngoài cung điện, cũng bị chọc thùng. Màu máu sát khí ngất trời, thậm chí nhiễm đỏ luân hồi thiên quốc. Luân hồi thiên quốc bên trong, vậy một tôn nhân đồ thánh bôi, yên tĩnh lơ lửng. Diệp Thần tu vi hơi thở, vào giờ khắc này đột phá, từ quá chân cảnh 6 tầng thiên, đột phá đến 7 tầng thiên cảnh giới. Đó là, nhân đồ thánh bôi. Cung điện bên ngoài, đang chấn thủ Dạ Vô Tẫn và Nam Cung Hân Nhiên, đồng loạt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ nhìn vậy một tôn thánh bôi, hoàn toàn rung động. Đó là trong truyền thuyết nhân đồ thánh bôi. Nhưng mà, vậy thánh bôi, lại không có máu tươi giết hại chập chờn truyền tới, tất cả sát khí máu nhiệt, tựa như đều đã làm tan rã. Chẳng lẽ cái này thánh bôi, đã bị luân hồi chi chủ trấn áp sao? Nam Cung Hân Nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mềm mại run rẩy, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là trong truyền thuyết sát phạt trình độ cao nhất, liền đời này trước 10 siêu cấp cường giả, đều không cách nào trấn áp nhân đồ thánh bôi à. Chỉ có quá chân cảnh Diệp Thần, lại có thể làm được. Luân hồi uy năng, khủng bố như vậy. Cảm thụ như bánh xe hồi thiên quốc, mênh mông, huy hoàng khí tức thần thánh, Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn, đều có muốn quỳ xuống xung động, vĩnh viễn thần phục ở luân hồi quy luật hạ, chỉ có như vậy, mới được vĩnh hằng vô cùng vui cùng vui vẻ. Diệp Thần thân thể bay lên, cao cứ ở luân hồi thiên quốc bầu trời, giống như nắm giữ hết thảy thần minh vậy. Hắn cũng không để ý gì tới sẽ Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tận ánh mắt, chỉ thấy phía trước ánh vàng rực rỡ thánh bôi. Vậy thánh bôi kim quang tách thả ra dưới, bỗng nhiên hiển hiện ra một đạo lục mang, hóa thành thân ảnh của một cô gái, chính là cỏ nhỏ Vân Cầm. Cỏ nhỏ, ngươi còn sống. Diệp Thần thần sắc có chút đờ đẫn, không dám tin tưởng một màn trước mắt, đưa ngón tay ra, đi đụng chạm thiếu nữ thân thể, nhưng phát hiện như đụng chạm không khí, trực tiếp xuyên qua. Thiếu nữ bóng người, chỉ là một đạo ảo ảnh. Không, ca ca, ta đã tự bạo chết. Nhưng, ngươi luân hồi quy luật, quá mức nghịch thiên, lại có thể làm ta ngắn ngủi hồi phục. Vân Cẩm cười xinh đẹp một tiếng, nhìn chung quanh luân hồi thiên quốc mênh mông khí tượng, cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ca ca, chúc mừng ngươi, ngươi đã đến gần luân hồi chân lý. Luân hồi chân lý, có thể đem người bị chết, lần nữa hồi phục. Cho nên, làm Diệp Thần thu phục nhân đồ thánh bôi, luân hồi thiên quốc trình độ cao nhất mở ra thời điểm, tự bạo chết đi Vân Cẩm, lại trong sâu thẳm, hồi phục ra một chút hồn phách hư ảnh. Nhưng, Diệp Thần biết, cái này là ngắn ngủi hồi phục, hơn nữa chỉ có một món tàn hồn. Cỏ nhỏ, ta muốn như thế nào mới có thể sống lại ngươi? Diệp Thần lật đật hỏi, cỏ nhỏ bồi bạn hắn lâu như vậy, hắn chẳng muốn nàng chỉ như vậy chết đi. Huống chi, mới vừa nếu như không phải là cỏ nhỏ tự bạo bảo vệ, Diệp Thần đã sớm bị vô tận oan hồn xé nát. Phần ân tình này, hắn phải trả lại. Ca ca, ngươi muốn sống lại ta mà nói, trừ phi lên đỉnh luân hồi, hoàn toàn nắm giữ luân hồi chân lý. Vân Cẩm khẽ mỉm cười, ôn hòa nói. Lên đỉnh luân hồi. Cái này, chỉ sợ vạn cổ thời gian, đều khó mong đợi đạt tới. Diệp Thần đắng chát cười một tiếng, lên đỉnh luân hồi, nơi nào có như thế dễ dàng. Nếu như hắn thật có thể lên đỉnh, cái gì vũ hoàng cổ đế, cái gì ma tổ vô thiên, đều là gà vườn chó đất thôi. Diệp Thần, tuyệt đối có thể trở thành cái thế giới này nắm giữ. Nhưng mà, ngày hôm đó, chân thực quá xa vời.
Diệp Thần cũng không biết, mình có thể làm được hay không, quá mức hư không mờ mịt. À, nếu như ngươi cảm thấy lên đỉnh luân hồi, quá mức khó khăn, có lẽ còn có một cái phương pháp. Vân Cẩm nháy mắt một cái, có chút dí dỏm hình dáng, cũng không vì mình chết, mà có chút thương tâm. Cách gì? Diệp Thần tim căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Tìm được 33 thiên thái thượng thần khí một trong, thiết ngai vàng. Vân Cẩm trả lời. Thiết ngai vàng. Diệp Thần nói. Vân Cẩm nói, đúng vậy, thiết ngai vàng, ở 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, đứng hàng hồng quân thất bảo một trong, cùng nhân đồ thánh bôi cùng nổi danh. Vậy thiết ngai vàng, cũng là hồng quân lão tổ tự tay chế tạo, là hắn ở chứng đạo không không trước, tình cờ ăn cắp một chút không không tinh khí, đúc tạo ra được vậy thiết ngai vàng. Diệp Thần khá có chút kinh ngạc nói cách khác, vậy thiết ngai vàng, là dùng không không tinh khí đúc, mang theo không không uy năng. Vân Cẩm gật đầu nói, đúng vậy, ở hồng hoang niên đại, hồng quân lão tổ là tuyệt đối bá chủ, thống ngự thiên hạ, hắn lo lắng tự đi không không thế giới sau đó, thế giới hiện thật quần long không đầu, sẽ mất đi trật tự. Cho nên, hắn đúc thiết ngai vàng. Thiết ngai vàng, là thiên mệnh tượng trưng, ai ngồi lên, ai liền có thể thống ngự thiên hạ. Vốn là, hồng quân lão tổ muốn đem cái này thiết ngai vàng, truyền cho võ tổ võ thiên nhai. Nhưng, võ tổ không thu, vậy thiết ngai vàng vậy thất lạc, vạn cổ tới nay, không biết đi nơi nào. Diệp Thần nghe Vân Cẩm mà nói, nội tâm lại là rung động, không nghĩ tới vậy thiết ngai vàng, cũng như này thần bí mênh mông đi qua. Vân Cẩm nói tiếp, ca ca, ta chính là thiết ngai vàng tọa hạ, đã từng sinh trưởng một bụi cỏ nhỏ, ngươi nếu như có thể tìm được thiết ngai vàng mà nói, làm ngươi chấp trưởng thiết ngai vàng ngay tức thì, nhân quả thông suốt, ta liền có thể sống lại. Chỉ bất quá, từ thời đại hồng hoang đi qua, thiết ngai vàng liền hoàn toàn thất truyền, bất kể là ngày cũ thiên vũ tiên cửa, vẫn là hôm nay vạn khư thần điện, đều không từng dòm ngó gặp qua thiết ngai vàng tung tích, người muốn tìm thiết ngai vàng mà nói, sợ rằng khó hơn lên trời. Nhưng không biết tại sao, ta nguyện ý tin tưởng ca ca, vậy muốn tiếp tục bảo vệ ca ca. Diệp Thần nói, coi như chật vật đi nữa, vậy so lên đỉnh luân hồi đơn giản được hơn. Vân Cẩm hì hì cười một tiếng, nói cũng phải, vậy chúc ngươi may mắn, sớm ngày tìm được thiết ngai vàng, ta trước ngủ một hồi lạc, ca ca gặp lại. Dứt lời, Vân Cẩm bóng người, chính là dần dần nhạt đi biến mất, hoàn toàn không thấy. Cỏ nhỏ. Diệp Thần chấn động trong lòng, tiến lên trước một bước, nhìn Vân Cẩm hoàn toàn chết, một hồi phiền muộn hoảng hốt. Ba vị tiền bối, các ngươi biết thiết ngai vàng ở nơi nào không? Diệp Thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng ba vị hỗn độn thần đế hỏi. Hỗn độn viêm đế tức giận lườm một cái, nói, vậy thiết ngai vàng, là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, thần bí nhất tồn tại, vạn cổ tới nay, không có ai đã từng, chúng ta làm sao biết vậy thiết ngai vàng ở nơi nào? 33 thiên thái thượng thần khí, chính là Thiên Quân Phong Thần Bia, Tuyết Táng Tinh Trần, Tú Đông Thiên Châu, Anh Mộ Thiên Châu, Võ Thần Thiên Châu, Đấu Thần Thiên Châu, Phương Chu Thiên Châu, Kinh Chập Thiên Châu, Linh Khư Thiên Châu, Trùng Dương Thiên Châu, Vọng Thư Thiên Châu, Ngàn Bướm Thiên Châu, Cầu Nguyện Hồ Tiên, Thiên Long Hồ Tiên, Trúc Xanh Hồ Tiên, Vạn Yêu Tiên Ao, Vạn Ác Cửa, Thiên Táng Cửa, Phá Hư Cửa, Hắc Long Cửa, Chu Tức Cửa, Huyền Tôn Cửa, Vĩnh Xanh Chi Môn, Tính Khó Khăn Cửa, Khô Cốt Chi Môn, Thập Phương Kiếm Tâm, Ly Cốt Yêu Phiên, Phiên Thiên Ấn, Ma La Kinh Tràng, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, Thiết Ngai Vàng, Nhân Đồ Thánh Bôi, Đại Nhật Kim Luân. Trong này, thiết ngai vàng là thần bí nhất tồn tại, vạn cổ tung tích không mịch. Có người nói, thiết ngai vàng ở thất lạc thời không. Có người nói, thiết ngai vàng căn bản không tồn tại. Có người nói, thiết ngai vàng đã hóa linh, biến thành một cái cao thủ tuyệt thế, âm thầm ẩn núp. Đủ loại truyền thuyết, không phải là ít. Nhưng có một chút có thể xác định, chính là thiết ngai vàng, từ thời đại hồng hoang sau khi kết thúc, lại cũng không có trên đời gian xuất hiện qua. Diệp Thần tâm thần có chút hoảng hốt, vào lúc này, suy nghĩ lại bị một giọng nói kéo trở lại. À, Nhân Đồ Thánh Bôi, Luân Hồi Chi Chủ. Lúc đầu ngươi thằng nhóc này, chính là Luân Hồi Chi Chủ. Nói chuyện chính là Tống Viêm Quân. Tống Viêm Quân, Tống Cát các người, đã từ dưới đất trong cơ quan thoát khốn ra, bọn họ cảm nhận được luân hồi hơi thở, chạy tới nơi đây, thấy Diệp Thần vậy huy hoàng bóng người, còn có thánh bôi ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Bọn họ hoàn toàn kinh hãi.
Nhân đồ thánh bôi sát khí đã hoàn toàn làm tan rã, biến thành luân hồi thánh bôi, rất hiển nhiên, cái này thánh bôi, bị Diệp Thần thu phục. Làm sao có thể, thằng nhóc này, lại có thể hàng phục nhân đồ thánh bôi. Liền ta cũng không làm được sự việc, hắn lại có thể làm được. Tống Cát Trưởng lão cả người phát run, Phùng Mang trợn mắt, hoàn toàn mất hết thái thượng thế giới tông môn cường giả hình tượng. Bởi vì trước mắt sự việc, chân thực quá làm người ta kinh hãi. Nhân đồ thánh bôi, lại có thể bị Diệp Thần hàng phục. Động thủ, cầm thánh bôi đoạt lại. Tống Cát Trưởng lão quát to một tiếng, vẫy tay hạ lệnh. Sau lưng hắn mười mấy kiếm môn đệ tử, chính là rút ra trường kiếm, bàn chân đạp một cái, phóng lên cao, khua kiếm hung hăng hướng Diệp Thần chém chết đi. Diệp Thần còn ở là cỏ nhỏ chết mà hao tổn tinh thần, nơi lấy khí tức nhìn như, có chút ảm đạm. Cái này để cho kiếm môn các đệ tử, cảm thấy hữu cơ có thể tìm ra, một cái thanh trường kiếm vặn cắt mưa gió, lại là trực tiếp tiến vào luân hồi thiên quốc mênh mông trong thế giới, phải đem Diệp Thần chém xuống. Cảm thụ bốn phía biểu chém mà đến kiếm khí, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nhưng là lộ ra một chút lãnh khốc. Tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên cho đòi tới thánh bôi, linh khí nhô lên, một đạo màu máu mang khí, từ thánh bôi bên trong tuôn ra, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, xuyên qua toàn trường. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, tia máu xuyên qua dưới, vậy từng cái kiếm môn đệ tử, thân thể cũng bị bắn thủng. Tại chỗ không tiếng động chết đi. Máu thịt của bọn họ hồn phách, toàn bộ bị thánh bôi hấp thu, thành thánh bôi chất dinh dưỡng. Máu kia mang, chính là giết hại trình độ cao nhất. Thánh bôi sát khí oán niệm, mặc dù đã làm tan rã, nhưng Diệp Thần vậy nắm giữ cực hạn giết hại đại lộ, cho nên tâm niệm một thúc dục, liền có thể tuôn ra vô tận sát khí, chém chết toàn trường. Thiên quân trở xuống cường giả, chỉ cần đụng phải Diệp Thần giết hại huyết khí, tại chỗ sẽ chết. Hoàn toàn không đỡ được. Những cái kia kiếm môn đệ tử, chỉ là trăm gia cảnh mà thôi, còn chưa tới thiên quân tầng thứ. Cho nên, lại là tại chỗ tới giữa, liền bị Diệp Thần chớp nhoáng giết chết. Diệp Thần hơi thở hùng hồn, trước đó thương thế, đã sớm ở hắn tu vi tấn thăng 7 tầng thiên, hàng phục thánh bôi, lĩnh ngộ sát đạo sau đó, hoàn toàn khỏi rồi. Hiện tại Diệp Thần trạng thái, cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Cái gì? Thấy mười mấy kiếm môn đệ tử, toàn bộ bị trong nháy mắt giết. Vô luận là Tống Viêm Quân, vẫn là Tống Cát Trưởng lão, cũng hoàn toàn kinh hãi. Tốt ngươi cái luân hồi chi chủ, ta tới gặp ngươi. Tống Viêm Quân cắn răng một cái, rút ra sau lưng màu đỏ trường kiếm, dậm chân phóng lên cao, nhưng hắn cũng không có tiến vào luân hồi thiên quốc phạm vi, bởi vì đó là Diệp Thần địa bàn. Nếu như tiến vào, hắn hơi thở chắc là phải bị áp chế. Xích hỏa loạn vũ, liệu nguyên thiên hạ. Tống Viêm Quân liền ở vòng ngoài, cách không một kiếm bạo chém, màu đỏ thấm kiếm khí kích thích thiên địa vạn tượng, có màu đỏ hạt mưa bạo rơi xuống, kiếm khí kích động nước mưa, rào 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 vang dội, trên không hướng Diệp Thần bổ đi. Tống Viêm Quân đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Hắn nhưng mà thiên quân cấp cường giả khác, từ mang cấp trên đại khí phách. Nơi này cũng không phải là vực ngoại, hắn cũng sẽ không bị thiên đạo áp chế. Thực lực là triệt triệt để để. Coi như Diệp Thần là luân hồi chi chủ thì như thế nào, cuối cùng là một cái hạ vị người, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, thần thông gì pháp bảo, đều là vô căn cứ. Diệp Thần nhìn Tống Viêm Quân kiếm khí chém tới, cũng cảm nhận được một hồi to lớn áp lực. Và phổ thông kiếm môn đệ tử không cùng, Tống Viêm Quân nhưng mà thứ thiệt thiên quân cường giả. Hơn nữa giống vậy có thể vượt cấp mà chiến. Trước kia đối thượng rất nhiều thái thượng thế giới tới vực ngoại thiên quân cường giả, cũng có thiên đạo áp chế, hắn dễ dàng chiến thắng một ít. Đối mặt cái loại này còn có thể vượt cấp giết địch thiên quân, cho dù là thời khắc này Diệp Thần, vậy cảm thấy áp lực tràn đầy. Và đối chiến Dạ Vô Tẫn thời điểm không giống nhau, lúc ấy cùng Dạ Vô Tẫn đối chiến, đối phương là áp chế cảnh giới tu vi, cho nên Diệp Thần có thể thủ thắng. Dưới mắt, Tống Viêm Quân cũng không sẽ áp chế cảnh giới. Đây là cứng trọi cứng đỉnh cấp tỷ thí. Diệp Thần phải đối mặt, là chân chánh thiên quân cường giả. Trần Dạ, chú ý à! Nam Cung Hân Nhiên kêu to, Tống Viêm Quân ra tay quá nhanh, hiện tại nàng và Dạ Vô Tẫn, cũng không kịp ngăn cản. Suy! Chỉ gặp Tống Viêm Quân màu đỏ kiếm khí, lôi cuốn lăn lăn đỏ mưa, lại là đem Diệp Thần luân hồi thiên quốc, nhanh chóng biến dạng.
Luân hồi thiên quốc kim quang, tại thiên quân kiếm khí chém hạ, không ngừng tan vỡ phai mờ. Tựa như thiên địa quy luật, tựa như vậy bởi vì một kiếm này, mà đi về phía sụp đổ. Thiên quân thần uy, khủng bố đến đây. Nhưng, Diệp Thần cắn răng, cũng không có lùi bước. Liền để cho ta xem, ta cực hạn ở nơi nào. Cứu cực giết hại, binh tự quyết, bạo thiên binh. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hai tay một nặn quyết, cả người có cổ xưa minh mông cao nhất nguyên khí bộc phát ra, lại là tại chỗ thi triển ra binh tự quyết. Hơn nữa, không phải thông thường binh tự quyết sát phạt, mà là cực hạn sát chiêu, bạo thiên binh. Muốn lĩnh ngộ bạo thiên binh, cần lấy giết chứng đạo. Thu phục nhân đồ thánh bồi Diệp Thần, dĩ nhiên là chứng đạo thành công, thuận lợi lĩnh ngộ một chiêu này cứu cực nghĩa sâu xa. Bạo thiên binh vừa ra, chu vi trăm triệu vạn dặm vũ trụ hư không, cũng bị chấn động, đều là kịch liệt sôi trào. Mênh mông vũ trụ trong hư không, từng vì sao, ở binh tự quyết bao phủ hạ, rắc rắc sát nghiền, giống như ngày tận thế hạ xuống, vô số mậu thổ tinh khí, hòa lẫn ngàn vạn dặm ngân hà bụi bập, đổ cuốn tới, hội tụ ở Diệp Thần bên người, giống như từng luồng chập chờn cát chảy. Phốc, Tống Viêm Quân kiếm khí chém chết tới, lại bị cái này từng luồng cát chảy, toàn bộ chặn lại. Cái gì? Tống Viêm Quân cả kinh, nhìn Diệp Thần thời khắc này khí tượng, nội tâm lại là khó hiểu cảm thấy một chút sợ hãi. Thời khắc này Diệp Thần, binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa bùng nổ, linh khí tựa như hóa thành trảm thiên thần binh, đem hàng tỷ bên trong vũ trụ tinh thần, toàn bộ chém bể. Những ngôi sao kia mậu thổ tinh khí, mênh mông năng lượng, vậy toàn bộ hội tụ ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần bên người cát chảy, chính là thiên thiên vạn vạn ngôi sao linh khí biến thành, mỗi một hạt cát nhỏ, đều là hàng tỷ cân vậy nặng nề. Đi! Diệp Thần vung tay lên, vậy vô cùng cát chảy, chính là điên cuồng bạo giết ra, hướng Tống Viêm Quân phóng tới. Tống Viêm Quân khua kiếm muốn đón đỡ, thế nhưng cát chảy, quá nặng nề. Sau lưng còn có binh tự quyết uy năng gia trì, cho dù lấy hắn thiên quân thực lực, vậy không đỡ được. Rắc rắc sát. Ngay tức thì, vô số cát chảy, đem Tống Viêm Quân thân thể bọc lại. Cát chảy ngưng tụ thành một ngôi sao, trôi lơ lửng ở trên trời, tinh thần bên trong, liền phong ấn Tống Viêm Quân thân thể. Sư phụ, cứu mạng. Bị phong ấn Tống Viêm Quân, rõ ràng cảm thấy việc lớn không ổn, cũng không đoái hoài được hình tượng. Vội vàng phát ra sợ hãi tiếng cầu cứu. Vậy tiếng cầu cứu, từ bịt kín tinh thần nội bộ truyền ra, lộ vẻ được 10 phần thê lương. Tống Cát trưởng lão và còn dư lại kiếm môn các đệ tử, xem nhìn bầu trời một màn, hoàn toàn rung động. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lấy quá chân cảnh thủ đoạn, lại có thể phong ấn một cái thiên quân, đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Bạo thiên binh, binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, bạo thiên binh. Ngươi lại có thể lĩnh ngộ. Tống Cát trưởng lão kinh hãi dị nhìn Diệp Thần, trong lòng ở thán phục, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, quả nhiên tiếng tốt không phải là giả, thực lực tuyệt không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Vậy binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, cho dù là kiếm thần lão tổ, đều không từng lĩnh ngộ, nhưng Diệp Thần lại làm được. Một cái chớp mắt tới giữa, Tống Cát trưởng lão cũng biết, Diệp Thần hàng phục nhân đồ thánh bôi sau đó, lấy được chỗ tốt, thực sự quá lớn. Hắn đều hâm mộ. Cho dù là thiên quân cường giả, cũng không khả năng ngăn trở bạo thiên binh uy lực. Luân hồi chi chủ, hạ thủ lưu tình. Tống Cát trưởng lão lật đật đứng dậy, nhìn thẳng Diệp Thần. Cho ta một cái mặt mũi, thả đồ nhi ta, đi qua ân oán, chúng ta xóa bỏ, ta không so đo nữa. Tống Cát trưởng lão giọng bình tĩnh, lại mang một chút uy hiếp mùi vị. Hắn là vô lượng cấp cứu cực thiên quân, hiện tại dùng giọng thương lượng. Và Diệp Thần nói chuyện, đã đặc biệt khó khăn được. Thả các ngươi, sau đó chờ các ngươi tới báo thù ta sao? Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, cũng không có chút ba động nào, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Phịch, giữa không trung tinh thần, ầm ầm nổ nghiền. Vô số cát chảy cùng vẫn thạch mạt vụn, đầy trời bắn nhanh, hòa lẫn ti ti lũ lũ máu thịt. Đó là thiên quân máu thịt. Là Tống Viêm Quân máu thịt. Cái này một tí nổ. Tống Viêm Quân tại chỗ bỏ mình, liền thi thể nguyên vẹn đều không lưu lại. Viêm Quân, Tống Cát trưởng lão kinh hãi thất sắc, cả người đại chấn. Mà Diệp Thần, đang thi triển hoàn bạo thiên binh sau đó, cũng là kịch liệt thở dốc một tí, chán tràn đầy mồ hôi. Một chiêu này, là binh tự quyết trình độ cao nhất,
cơ hồ ngay tức thì hút hết Diệp Thần linh khí, thậm chí để cho hắn kinh mạch mơ hồ cảm giác đau đớn. Cái này Bình Tự Quyết trung cực nghĩa sâu xa, tiêu hao lại có thể khổng lồ như vậy. Diệp Thần nội tâm hơi trầm xuống, Bạo Thiên Binh tiêu hao, nhưng là vượt quá hắn tưởng tượng. Có thể đánh chết thái thượng thế giới thiên quân bí kỹ, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nếu như không phải là Diệp Thần tu vi, đã thăng cấp tới quá chân cảnh 7 tầng thiên, linh khí đổi được hùng hồn rất nhiều, hắn có thể phải trực tiếp yếu ớt ngã xuống. Luân hồi chi chủ, còn đồ nhi ta mệnh tới. Tống Cát trưởng lão hoàn toàn giận dữ, cặp mắt cơ hồ muốn thấm vào ra tia máu. Hắn một tiếng thét điên cuồng, kiếm môn trưởng lão uy năng bộc phát ra, đúng là làm được không gian sụp đổ, cái này phiến vũ trụ mơ hồ đều có tan biến dấu hiệu. Hu hu hu, trên trời mây đen bao phủ, tiếng sấm ầm ầm, giống như ngày tận thế muốn hạ xuống vậy. Diệp Thần luân hồi thiên quốc khí tượng, ngay tức thì bị nghiền nát, ở kiếm môn trưởng lão uy thế bao phủ hạ, cho dù là hắn, vậy giống như một con kiến hôi. Kiếm môn trưởng lão giận dữ, khủng bố đến đây. Tống Cát, ngươi muốn làm gì? Luân hồi chi chủ là người ta phải bảo vệ, ngươi không cho phép tổn thương hắn. Nam Cung Hân Nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Tống Cát, muốn dùng mình thân phận áp chế hắn. Ha ha ha, Nam Cung Hân Nhiên, ta ngày hôm nay liền ngươi vậy cùng nhau giết. Tống Cát trưởng lão dưới cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời cười to, đã mất đi lý trí, chỉ muốn giết hết trước mắt hết thảy kẻ địch, là học trò hắn trả thù. Suy. Tống Cát năm ngón tay một tấm, từng đạo cương phong, mang vô cùng ác liệt hơi thở, hung hăng hướng Nam Cung Hân Nhiên chém chết đi. Chú ý! Dạ Vô Tấn sách thính vũ kiếm, vội vàng đứng ra. Chanh! Nhưng mà, đến gần vô lượng cấp cường giả khác, uy năng quá đáng sợ. Tống Cát bộc phát ra cương phong, hung hăng đánh vào Dạ Vô Tấn trên trường kiếm, đem hắn liền người mang kiếm, cũng đánh bay ra ngoài. Nam Cung Hân Nhiên cũng bị đánh bay. Trong miệng hai người máu tươi ói như điên, nhất thời trọng thương. Nhất kích, chỉ là tiện tay nhất kích, Tống Cát thì ung dung bị thương nặng hai người. Diệp Thần thấy một màn này, còn người cũng là co rúc lại, kiếm môn trưởng lão sức chiến đấu, quả nhiên là khủng bố, và phổ thông thiên quân, hoàn toàn không phải một tầng thứ, nghiền ép cấp bậc tồn tại. Tiền bối, mượn ta lực lượng. Diệp Thần câu thông luân hồi mộ địa, muốn hướng Hỗn Độn Viêm Đế mượn lực. Tống Cát cường hãn như vậy, đừng nói hắn linh khí đã tiêu hao hết, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không khả năng tương đương được hơn. Hỗn Độn Viêm Đế nói, không dùng, lão nhân kia thực lực thật đáng sợ, ta mượn lực cho ngươi, ngươi có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng bên dưới hai người đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hưu, đây là, Tống Cát đã rút ra trường kiếm, cách không một kiếm chém về phía Diệp Thần. Hỗn Độn Viêm Đế kịp thời mượn một phần chia lực lượng cho Diệp Thần, để cho hắn tránh ra một kiếm này. Nhưng, bộ phận này lực lượng, cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Tống Cát dẫu sao là kiếm môn trưởng lão, có thể chạm đến cũng hoặc là đạt tới vô lượng cảnh, thành tựu kiếm môn cao tầng trưởng lão, loạn vũ kiếm đạo thành tựu cực cao, cho dù là thời khắc này Hỗn Độn Viêm Đế, cũng không cách nào đánh bại hắn. Huống chi, Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tấn, còn trọng thương nằm ở phía dưới. Diệp Thần phải chiếu cố bọn họ, càng không thể nào đối kháng. Thấy Diệp Thần tránh ra mình một kiếm, Tống Cát khá có chút bất ngờ, sau đó giữ tợn cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ta đây muốn xem, ngươi còn có cái gì bản lãnh nghịch thiên. Giận dữ xuống Tống Cát, nơi nơi cừu hận cùng giữ tợn, thân thể chớp mắt, giống như sấm vậy bạo cướp tới, trường kiếm trong tay vũ dậy vô tận loạn mưa kiếm mang, vỗ đầu xây mặt ngó về phía Diệp Thần chém chết đi. Đây là kiếm môn trưởng lão trình độ cao nhất công kích. Ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, Diệp Thần hết thảy thủ đoạn thần thông, đều là vô dụng. Nhâm tiền bối, hạ xuống đi. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần một tiếng gầm thét, trực tiếp bóp nát Nhâm Phi Phàm cho hắn ngọc bội. Rào! Ngọc bội một bóp vỡ, một hồi huyết nguyệt trói lọi, chính là mãnh liệt toát ra. Nhâm Phi Phàm một đạo phân thân, thần uy lạnh lùng, như quân lâm tự nhiên, hạ xuống. Cả người huyết nguyệt hơi thở tách thả ra, lại có một chút như sắt thép vậy khí tức lãnh liệt. Nhâm Phi Phàm, là ngươi. Tống Cát thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, nhất thời con ngươi co rúc lại, mặt đầy kinh hãi. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng cổ khí tức lãnh liệt, nhưng để cho Tống Cát cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngươi cái này đạo phân thân,
tại sao có thể có thiết ngai vàng thiên cơ hơi thở? Ngươi tìm được thiết ngai vàng. Tống Cát thanh âm phát run, càng ngày càng sợ hãi. Bởi vì, hắn phát hiện Nhâm Phi Phàm cái này đạo phân thân, sau lưng lại có thiết ngai vàng nhân quả. Diệp Thần nghe được Tống Cát lời này, cũng là một hồi kinh ngạc. Thiết ngai vàng. Chẳng lẽ Nhâm Phi Phàm lại có thể cùng thiết ngai vàng có liên quan? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tìm được thiết ngai vàng, hồi phục cỏ nhỏ, nhưng hắn cũng không biết thiết ngai vàng ở nơi nào. Nếu như Nhâm Phi Phàm biết có tương quan đầu mối, vậy thì lại có được hay không? Nhâm Phi Phàm cũng không trả lời Tống Cát mà nói, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ chết. Cái chữ này âm tiết rơi xuống, Nhâm Phi Phàm rút ra trường kiếm, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm biểu chém ra, trên trời chín luân huyết nguyệt hiện lên, vô cùng kiếm thế, lấy thao thao bất tuyệt uy nghiêm, hướng Tống Cát chút xuống đi. Không, Tống Cát hoàn toàn sợ hãi, hắn là kiếm môn trưởng lão, cho dù ở thái thượng thế giới, cũng là không thể coi nhẹ cường giả. Nhưng, đối mặt Nhâm Phi Phàm một kiếm, hắn cảm thấy tự thân quá mức nhỏ bé. Cho dù là hắn, ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Cái này còn chỉ là Nhâm Phi Phàm một đạo phân thân, nếu quả thật thân hạ xuống, thật là sẽ có kinh khủng dường nào. Vĩnh Sanh Chi Môn, mở. Sống chết trước mắt, Tống Cát quát to một tiếng, sử dụng một miếng vinh hoa tôn quý môn hộ. Đó chính là Vĩnh Sanh Chi Môn. Vĩnh Sanh Chi Môn mở ra, vô tận sáng chói huy hoàng ánh sáng, chính là chào đãng ra. Tống Cát thân hình trước mắt, lập tức tiến vào Vĩnh Sanh Chi Môn bên trong, mang còn dư lại mấy cái kiếm môn đệ tử, vô cùng chật vật truyền tống chạy khỏi rời đi. Chanh! Nhâm Phi Phàm một kiếm, chém ở Vĩnh Sanh Chi Môn trên, để lại một đạo vết kiếm sâu. Nhưng, một kiếm này, cũng không có thể phá hủy Vĩnh Sanh Chi Môn. Cánh cửa này hộ, là Hồng Hoang Cửu Môn bên trong, nội tình thâm hậu nhất tồn tại, Nhâm Phi Phàm cái này đạo phân thân, cũng không cách nào đem phá hủy. Vĩnh Sanh Chi Môn ông chấn động một hồi, chính là nhanh chóng nhạt đi biến mất, hoàn toàn không thấy. Vĩnh Sanh Chi Môn sao? Vận khí không tệ. Nhâm Phi Phàm khẽ cau mày, không có thể giết chết Tống Cát, để cho hắn khá để ý bên ngoài. Đối phương sử dụng Vĩnh Sanh Chi Môn, hắn nhưng là không ngờ rằng. Nếu như không có Vĩnh Sanh Chi Môn mà nói, Tống Cát tuyệt đối phải chết. Trên mặt đất, Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm bóng người, đều bị rung động ở. Đây chính là luân hồi chi chủ hộ đạo giả sao? Nam Cung Hân Nhiên có chút ngẩn người, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, nàng chân thực không tưởng tượng nổi, thế gian lại có như nhân vật cường hãn như vậy. Chỉ là một đạo phân thân, là có thể ung dung nghiền ép Tống Cát. Phải biết, Tống Cát nhưng mà đến gần cũng hoặc là đạt tới vô lượng cảnh cao thủ à. Thằng nhóc, không có sao chứ. Nhâm Phi Phàm thu hồi trường kiếm, ngắm nhìn Diệp Thần. Nhâm tiền bối, đa tạ. Diệp Thần một hồi kích động, thật may có Nhâm Phi Phàm tương trợ, nếu không, hắn ngày hôm nay có thể phải bị Tống Cát giết chết. Không cần khách khí, người có thể hàng phục nhân đồ thánh bôi, ngược lại là khoáng cổ tuyệt kim vĩ tích, liền ta và Vũ Hoàng cổ đế cũng không làm được, người luân hồi huyết mạch, quả nhiên nghịch thiên. Nhâm Phi Phàm không câu chấp cười một tiếng, thấy Diệp Thần thu phục nhân đồ thánh bôi, lại là thật sâu khen ngợi. Nhâm tiền bối, trước không nói cái này. Diệp Thần nhớ lại thiết ngai vàng sự việc, liền vội vàng hỏi, người biết thiết ngai vàng. Nhâm Phi Phàm lại nhíu mày, nói, người hỏi cái này để làm gì? Là như vậy. Diệp Thần đơn giản đem trước mặt sự việc, nói một lần, nói, Nhâm tiền bối, cỏ nhỏ đối với ta rất trọng yếu, ta không thể nhìn nàng chết đi, cho nên, nếu như người biết thiết ngai vàng rơi xuống, còn xin nói cho ta. Nhâm Phi Phàm trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nói, người muốn chấp trưởng thiết ngai vàng. Diệp Thần chần chờ một tí, vẫn là nói, ừ. Chấp trưởng thiết ngai vàng, là hồi phục cỏ nhỏ duy nhất cơ hội. Còn như cái gì lên đỉnh luân hồi, vậy quá hư không mờ mịt, căn bản thì không thể. Nhâm Phi Phàm không nhịn được có chút khinh miệt cười một tiếng, nói, lấy người bây giờ tu vi, muốn chấp trưởng thiết ngai vàng, tuyệt không khả năng. Chỉ sợ ngươi thấy thiết ngai vàng ngay tức thì, đạo tâm cũng sẽ bị đánh nát, lâm vào làm nô lệ. Nhưng dừng một chút, Nhâm Phi Phàm ánh mắt híp lại, lại có chút chính trọng nói, bất quá,
ngươi liền nhân đồ thánh bôi cũng có thể thu phục, có lẽ thật có khả năng, chấp trưởng thiết ngai vàng vậy không nhất định. Diệp thần trong lòng vui mừng, nói, Nhâm tiền bối, vậy thiết ngai vàng ở nơi nào? Nhâm phi phàm nhưng lắc đầu một cái, nói ta cũng không biết, vậy thiết ngai vàng, vạn cổ tung tích không nghịch, cho tới bây giờ không có ai chân chính gặp qua. Ta từng ở Hồng Quân bí cảnh bên trong lịch luyện qua, tìm được Hồng Quân lão tổ đúc thiết ngai vàng, lưu lại một chút mạt vụn cặn bã. Ta cái này đạo phân thân, chính là dùng vậy còn để lại mạt vụn chế tạo. Diệp thần ngạc nhiên, nói tiền bối, nói cách khác, người cũng không có gặp qua thiết ngai vàng. Chỉ là tìm được một chút cặn bã mạt vụn. Nhâm phi phàm gật đầu nói, đúng vậy, vậy thiết ngai vàng tung tích không mịch, vạn cổ không gặp hành tích, không biết bao nhiêu người tìm kiếm qua, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được chút nào bóng dáng, ta tự nhiên cũng không khả năng tìm được. Muốn tìm thiết ngai vàng, trừ phi là pháp bảo chủ động xuất thế, nếu không không người có thể tìm được, vậy ngai vàng, là dùng không không thế giới tinh khí đúc, siêu thoát thực tế quy luật, bất kỳ suy diễn xem bói thủ đoạn, cũng không thể hữu dụng. Nghe nói như vậy, Diệp thần nhất thời cảm thấy thất vọng. Lúc đầu, Nhâm phi phàm căn bản không có gặp qua thiết ngai vàng, vậy cho tới bây giờ không có ai gặp qua. Nhâm phi phàm chỉ là tìm được một chút đúc ngai vàng, lưu lại cặn bã mạt vụn, cũng chế tạo cái này cái phân thân, cho nên trong sâu thẳm, hắn cùng thiết ngai vàng có một chút nhân quả liên lạc, nhưng trong thực tế chỉ là hư ảo, hắn cũng không biết thiết ngai vàng lưu lạc ở phương nào. Phải không, vậy muốn tìm thiết ngai vàng, thật là khó khăn. Diệp thần có chút hoảng hốt, không tìm được thiết ngai vàng mà nói, muốn hồi phục cỏ nhỏ liền khó khăn. Tốt lắm, không nói nhiều như vậy, ta phải đi, nếu không, ta rất có thể phải bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Nhâm phi phàm lắc đầu một cái, cong ngón tay bắn ra, một đạo linh quang rơi xuống, đem Nam Cung Hân Nhiên và Dạ Vô Tẫn thương thế chữa khỏi. Rồi sau đó hắn liền muốn rời đi, dẫu sao lưu lại quá lâu, vẫn sẽ có bại lộ nguy hiểm. Hắn cái này đạo phân thân, chế tạo sử dụng vật liệu, chính là thiết ngai vàng mạt vụn, còn hỗn hợp tự thân máu thịt tinh hoa, chân quý dị thường, tự nhiên không cho sơ thất. Ha ha ha, Nhâm phi phàm, nếu đã tới, vì sao không tới ta Vạn Khư uống một ly rượu? Ngay tại Nhâm phi phàm sắp lúc chia tay, một đạo tiếng cười điên cuồng, ở chân trời vang lên. Rồi sau đó, bầu trời chấn động, vô tận tiên khí nhô lên, từng cái hà thải bốc hơi lên lên. Một phiến mênh mông thiên quốc, nổi lên. Đó là Vạn Khư thần điện chế tạo đất nước, cùng Diệp thần luân hồi thiên quốc tương tự. Ở đó phiến Vạn Khư thiên quốc bên trong, từng cái kim giáp thần tướng, giáp bạc thần tướng trưng bày, lại thật nhiều cường giả, trôi lơ lửng ở trên trời. Ở vô số người vây quanh, là Vũ Hoàng Cổ Đế bóng người. Vũ Hoàng Cổ Đế ngồi ngay ngắn ở một tấm sắt thép ngai vàng, vậy ngai vàng thuần túy là sắt thép chế tạo, đen nhánh lạnh lùng, và Vũ Hoàng Cổ Đế bá đạo khí thế, hoàn mỹ hòa hợp. Đó là Vũ Hoàng Cổ Đế căn cứ cổ xưa thiết ngai vàng truyền thuyết, mình tạo ra hàng phỏng chế, mặc dù là hàng phỏng chế, nhưng vậy có chiêu có thức. Hắn ngồi ở sắt thép ngai vàng, liền giống như nhìn xuống chúng sanh quân vương vậy. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế vương tọa hạ, còn quỳ một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn tù phạm. Vũ Hoàng Cổ Đế, là ngươi. Nhâm phi phàm thấy Vũ Hoàng Cổ Đế xuất hiện, thoáng chốc thần sắc thay đổi. Diệp thần, Nam Cung Hân Nhiên, Dạ Vô Tẫn ba người, cũng là cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế lại đột nhiên xuất hiện. Nhâm tiền bối, ngươi hơi thở tiết lộ. Diệp thần trầm giọng nói. Không thể nào, ta cái này đạo phân thân, sắt thép trầm ổn, hơi thở thu liếm. Sẽ không dễ dàng bại lộ, là vậy kiếm môn trưởng lão Tống Cát, bại lộ chúng ta vị trí. Nhâm phi phàm ánh mắt lướt qua một chút tàn bạo, đã đoán được nguyên do. Ha ha ha, Nhâm phi phàm, người quả nhiên thông minh, người đoán được không sai. Nếu như không phải là vậy kiếm môn trưởng lão, phát tới thiên cơ tín hiệu, ta cũng không biết ngươi và luân hồi chi chủ, liền ở chỗ này. Vũ Hoàng Cổ Đế cười to, ngọc cấp xuống kim giáp thần tướng, rất nhiều các đệ tử. Cũng là lớn hộ uy vũ, cờ xí dung, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Mặc dù ngươi chỉ là một đạo phân thân, nhưng cái này luân hồi chi chủ, nhưng là bổn tôn ở chỗ này, ngày hôm nay ta rốt cuộc có thể diệt trừ các ngươi, thật là thống khoái à. Vũ Hoàng Cổ Đế vuốt râu cười to, Diệp thần cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hắn rốt cuộc có chém giết cơ hội, dĩ nhiên là vô cùng thoải mái. Cái này phiến hư không bí cảnh,
không chịu thiên đạo phép tắc hạn chế, hắn hoàn toàn có thể buông tay chân ra, đem Diệp Thần các người toàn bộ giết. Nam Cung gia tiểu thư, chờ lát nữa tình cảnh có thể sẽ có chút máu thịt sống, người cô gái người ta sợ sẽ hù được ngươi, ngươi liền đi về nhà thôi. Vũ Hoàng cổ đế cười híp mắt nhìn Nam Cung Hân Nhiên. Nam Cung Hân Nhiên thân thể mềm mại phát run, muốn nói gì, nhưng ở Vũ Hoàng cổ đế uy nghiêm bao phủ hạ, hoàn toàn không nói ra lời. Vũ Hoàng cổ đế vung tay lên, Nam Cung Hân Nhiên thân thể bay lên, hư không nứt ra, đem nàng truyền đưa ra ngoài. Ngay sau đó, Vũ Hoàng cổ đế vừa nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi nhìn một chút, người này là ai? Vũ Hoàng cổ đế chỉ hắn vương tọa hạ tù phạm. Trừng hộ vệ, đem tù phạm đặt đứng lên, lộ ra mặt hắn cho. Lại là 10 đại thiên quân thế gia, Nhâm gia lão tổ, Độc Cô Thiên Quân Nhâm Độc Hành. Lão tổ, Nhâm Phi Phàm thấy Nhâm Độc Hành hình dáng, giọng nói nhất thời chấn động một cái. Hắn tuy thoát khỏi Nhâm gia, nhưng bất kể như thế nào, vậy Nhâm Độc Hành, đều là hắn tổ tiên. Tiểu Phàm, Nhâm Độc Hành khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, lộ ra vẻ khổ sở. Hắn đã từng phụng Vũ Hoàng cổ đế mệnh lệnh, cùng Nhâm Phi Phàm tranh đoạt Tuyết Táng Tinh Trần. Nhưng cuối cùng, tranh đoạt thất bại, hắn chỉ cầm đế thích thiên hồn phách mang về. Không có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn tự nhiên gặp tàn khốc hành hạ, hiện tại cả người đều là tổn thương, không còn hình người. Ngày xưa uy danh hiển hách Nhâm gia thiên quân lão tổ, giờ phút này đã là tù nhân. Tuy nói Nhâm Độc Hành, vậy từng tham dự Vạn Khư Thần Điện khai sáng, là thời kỳ đầu khai phái công thần một trong, nhưng Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, tàn sát công thần tuyệt đối sẽ không có chút nào do dự. Nhâm Phi Phàm, ta Vạn Khư Thần Điện không nuôi phế vật, nhà ngươi lão tổ được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa, ta ngày hôm nay liền chuẩn bị giết hắn. Vũ Hoàng cổ đế cười tủm tỉm nhìn Nhâm Độc Hành, nói, Nhâm Độc Hành, ngươi còn có di ngôn gì? Nhâm Độc Hành yên lặng đắng chát, không nói một lời. Đã từng, hắn đem Vũ Hoàng cổ đế coi là hải đăng thần tượng, bội phục hắn tu vi cùng thực lực, nhưng hôm nay, cái này đã từng là hải đăng, nhưng muốn giết chết hắn. Nội tâm hắn chua xót, có thể tưởng tượng được. Nhâm Độc Hành, ta hỏi lại ngươi, Thiên Quân Phong Thần Bia, có ở đó hay không ở trên tay ngươi? Vũ Hoàng cổ đế hỏi. Nhâm Độc Hành khẽ gật đầu một cái. Vũ Hoàng cổ đế lại hỏi, vậy ngươi có biết, Thiên Quân Phong Thần Bia ở trong tay người nào? Nhâm Độc Hành nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, không biết. Vũ Hoàng cổ đế gật đầu nói, rất tốt, ngươi có thể lãnh cái chết. Dứt lời, hắn phất tay một cái, tả hữu thị vệ, liền đem Nhâm Độc Hành áp xuống đi, ngay trước mọi người chém đầu. Nhâm Độc Hành đầu, cô lỗ lỗ lăn ra ngoài, một đời thiên quân lão tổ, lúc này chết. Đến đây, năm xưa sóng vai tác chiến, hùng bá một cái kỷ nguyên thập đại lão tổ, hôm nay chỉ còn lại 9 cái. Nhâm Phi Phàm nhìn nhà mình lão tổ bị chém đầu, trong mắt lướt qua một chút bi thương vẻ. Diệp Thần và Dạ Vô Tấn, cũng là chấn động, không nói ra lời. Vũ Hoàng cổ đế hành động này, nói rõ là muốn hành hạ Nhâm Phi Phàm, muốn hắn nhìn tận mắt, mình tổ tiên, bị ngay trước mọi người chém đầu, không có chút nào tôn nghiêm, chết được xem một con chó. Tiếp theo, liền đến phiên các ngươi. Vũ Hoàng cổ đế từ sắt thép ngai vàng đi ra, long hành hổ bộ, cả người tiên khí nhô lên, sau lưng bỗng nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn cánh tay, hiện ra vô cùng mênh mông thở mạnh voi. Thiên thủ như ta, giết. Vũ Hoàng cổ đế một tiếng khẽ quát, vậy ngàn vạn cánh tay, chính là mang oanh thiên diệt đất khí thế kinh khủng, hung hăng hướng Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm các người lướt đi. Một chiêu này thần thông, tên là Thái Thượng Thiên Thủ Đạo, là Thái Thượng Đạo bát cực một trong, có thể biến ảo thiên thủ thần uy, tiên khí đông tới, chân áp nghiền nát hết thảy địch. Ngàn vạn cánh tay, mỗi một cái đều là ngọc quang yêu kiều, trắng bích không tì vết, hiển hiện ra ngập trời tiên gia khí tượng, mỗi một bàn tay, lại ký kết tất cả loại kỳ diệu ấn quyết, có Phật môn trấn ma sức mạnh to lớn. Tiên Phật một thể, chính là Thái Thượng Thiên Thủ nói, tu luyện tới trình độ cao nhất sau khoáng đạt khí tượng. Vũ Hoàng cổ đế thần uy, lợi hại như vậy. Diệp Thần đối mặt Vũ Hoàng cổ đế thiên thủ nghiền ép, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng có thể. Còn như Nhâm Phi Phàm, nếu như hắn chân thân tới, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nhưng hiện tại hắn chỉ có phân thân, rõ ràng cũng là không địch lại. Mắt xem hai người, thì phải sống sờ sờ bị Vũ Hoàng cổ đế giết chết,
Vừa lúc đó, bầu trời bỗng nhiên vang lên băng hoàng kêu to, ngàn vạn chỉ băng tuyết phượng hoàng, lôi cuốn ngút trời gió tuyết nổi lên, đón vũ hoàng cổ đế thiên thủ khí tượng bay đi. Bình bịch bịch, từng cái băng hoàng, cùng vậy thiên thủ khí tượng đụng, đồng loạt văng tung tóe tan rã bể, đầy trời đều là tán bể băng xương cùng tiên khí, lăn lăn bừng bừng, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Vô tận băng hoàng vây quanh, một cái sáng bóng thần thánh, không nhiễm chút nào thế tục bụi bẩm kinh thế cô gái, quần áo trắng tung bay, tay cầm một chuôi băng tuyết trường kiếm, hạ xuống xuống. Chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Đảm nhiệm Thiên Nữ, là ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy vậy, nhất thời sắc mặt chấn động, lộ ra cực lớn vẻ kiêng kỵ, lại không nghĩ rằng Thái Thượng Thiên Nữ sẽ đích thân hạ xuống. Vũ Hoàng Cổ Đế, vẫn khỏe chứ? Thái Thượng Thiên Nữ mắt đẹp mang một chút lạnh lùng, nhìn về phía Vũ Hoàng Cổ Đế, lại liếc về gặp Nhâm gia lão tổ Nhâm Độc Hành chém đầu thi thể, đáy mắt lướt qua một chút buồn giận, nhưng rất nhanh chết, lại khôi phục bình tĩnh lãnh đạm hình dáng. Đảm nhiệm Thiên Nữ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại phải cùng ta đối nghịch. Vũ Hoàng Cổ Đế giọng nói âm lãnh, bên trong tim rất là tức giận. Thái Thượng Thiên Nữ khắp nơi cùng hắn đối nghịch, hắn nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì, trong lòng dĩ nhiên là 10 phần bực bội. Mặc dù đỉnh cấp tỷ thí, lấy Vũ Hoàng Cổ Đế thực lực, đủ để giết chết Thái Thượng Thiên Nữ. Nhưng, hắn mình tuyệt đối vậy phải bị không có thể vãn hồi trọng thương. Coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm, cái mất nhiều hơn cái được. Thái Thượng Thiên Nữ chấp trưởng băng hoàng thiên kiếm cùng cầu nguyện hồ tiên, coi như không địch lại Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng có thể để cho hắn lột một lớp da. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không muốn ngọc đá cùng vỡ, cho nên, đối mặt Thái Thượng Thiên Nữ khiêu khích, hắn lại có thể không có biện pháp chút nào. Thái Thượng Thiên Nữ khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi thả luân hồi chi chủ, ta liền không cùng ngươi đối nghịch. Nghe vậy, Vũ Hoàng Cổ Đế khí được thất khiếu bốc khói. Một kiếm đem vạn khư thiên quốc trong đại điện mặt, một cái bàn chặt đứt, cả giận nói, vậy tiểu tử có cái gì tốt, ngươi phải xử chỗ bảo vệ hắn. Thái Thượng Thiên Nữ cười nói, ta không phải bảo vệ hắn, ta sao ngươi còn muốn giết hắn, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, chí ít, muốn chờ hắn phi thăng, chúng ta động thủ nữa cũng không muộn. Đến lúc đó, hắn luân hồi khí vận, nhất định sẽ trở thành vừa được nghịch thiên bước, lại đi giết hắn, tự nhiên cũng có thể lấy được lợi nhuận nhiều hơn. Một bên Diệp Thần, nghe Thái Thượng Thiên Nữ mà nói, trong lòng có chút cổ quái mùi vị, nhìn xem Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm hơi có chút cười trêu nói, xem ra Thiên Nữ vẫn là phải cầm ngươi làm heo nuôi, nuôi mập lại làm thịt. Bây giờ thấy Thiên Nữ hạ xuống, Nhâm Phi Phàm liền biết hôm nay hung hiểm, có thể yên ổn vượt qua, cho nên giọng cũng là buông lỏng rất nhiều. Diệp Thần nhưng là cười khổ, hắn tự nhiên rõ ràng Thái Thượng Thiên Nữ kế hoạch. Cùng hắn hoàn toàn lớn lên, cái này Thái Thượng Thiên Nữ, đem sẽ trở thành là hắn vô cùng đáng sợ kẻ địch. Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là hoàn toàn giận dữ, nói cùng hắn lớn lên, chỉ sợ người ta đều phải chết. Toàn bộ Thái Thượng Thế Giới, cũng sẽ bị luân hồi quy luật bao phủ. Người thăm hắn ngày hôm nay, chỉ có quá chân cảnh tu vi, hắn lại có thể hàng phục nhân đồ thánh bôi. Nếu là cho liền phi thăng thành thiên quân, chúng ta ở trước mặt hắn. Đều là con kiến hôi. Vũ Hoàng Cổ Đế rất rõ ràng Diệp Thần uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần lớn lên, nếu không hắn hẳn phải chết, vạn khư hẳn phải chết. Thái Thượng Thế Giới, không có bất kỳ người, có thể ngăn trở luân hồi mũi nhọn. Suy nghĩ một chút xem, hôm nay Diệp Thần, chỉ có quá chân cảnh tu vi, cũng đã thu phục nhân đồ thánh bôi. Vậy nhân đồ thánh bôi, nhưng mà liền Vũ Hoàng Cổ Đế, Thái Thượng Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm. Đều không cách nào trấn áp tồn tại, Diệp Thần nhưng thuận lợi thu phục. Có thể tưởng tượng được, hắn luân hồi huyết mạch, có kinh khủng dường nào. Thái Thượng Thiên Nữ thần sắc bình tĩnh, nhìn Diệp Thần một mắt, vừa nhìn về phía Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, ta khinh thường tại ỷ mạnh hiếp yếu, đường đường tránh tránh quyết đấu, là ta danh giới cuối cùng. Vũ Hoàng Cổ Đế cả giận nói, nếu như thất bại thì sao? Thái Thượng Thiên Nữ nói, bại liền đánh bại, ta không thẹn lương tâm. Cũng không uổng cuộc đời này, nếu là hôm nay thừa dịp hắn nhỏ yếu giết hắn, ta đạo tâm, nhất định bị long đong. Vũ Hoàng Cổ Đế cặp mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nói, cho nên, ngày hôm nay ngươi vẫn là phải cùng ta đối nghịch, bảo vệ luân hồi chi chủ. Thái Thượng Thiên Nữ gật đầu nói, đúng vậy. Vũ Hoàng Cổ Đế khí được tướng đỉnh đầu quan miện, cũng kéo xuống, tóc tai bù xù,
đem trong đại điện món ăn ngon món ngon, văn điệp văn thư cùng các thứ, toàn bộ lật đổ trên đất, hoàn toàn không để ý dáng vẻ, lộ vẻ được vô cùng giận dữ, vô cùng bực bội. Vạn Khư Thiên Quốc trong đại điện mặt, rất nhiều thị vệ cũng không dám lên tiếng, yên lặng cúi đầu. Vũ Hoàng Cổ Đế khí được cắn răng nghiến lợi, nói, rất tốt, đảm nhiệm thiên nữ, là ngươi thắng. Ta hôm nay, còn không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi cho ta chờ, chờ ta tìm về Thiên Quân Phong Thần Bia, ta cái đầu tiên thì phải giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi hung hăng giày xéo, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận xúc phạm ta. Vũ Hoàng Cổ Đế giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn bây giờ tu vi, mặc dù so thái thượng thiên nữ lợi hại, nhưng không làm được nghiền ép. Nếu như đánh, lưỡng bại câu thương, cái mất nhiều hơn cái được. Hắn muốn nghiền ép thái thượng thiên nữ, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là tìm được trong truyền thuyết Thiên Quân Phong Thần Bia. Thiên Quân Phong Thần Bia, 33 thiên thái thượng thần khí xếp hạng thứ nhất, nếu như có món pháp bảo này trợ lực, hắn liền có thể hoàn toàn nghiền ép thái thượng thiên nữ. Hoặc là, tìm được thiết ngai vàng cũng có thể, dựa vào thiết ngai vàng không vô thiên mệnh gia trì, bất kỳ thực tế tồn tại kẻ địch, đều có thể ung dung nghiền nát. Nhưng, tìm thiết ngai vàng, so với tìm về Thiên Quân Phong Thần Bia, phải gian nan được hơn. Còn như ngày hôm nay, Vũ Hoàng Cổ Đế là không có biện pháp chút nào. Thiên nữ ra tay, coi như luân hồi chi chủ đang ở trước mắt, hắn vậy không có biện pháp lại đi giết chết. Nghe Vũ Hoàng Cổ Đế gần như mất lý trí lời nói, thái thượng thiên nữ vẫn là loãng yên tĩnh mỉm cười, nói ta cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đầy trời vân khí chào đáng, lồng bao hắn lại Vạn Khư Thiên Quốc. Rồi sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế và rất nhiều Vạn Khư cường giả bóng người, chính là hoàn toàn rời đi. Diệp Thần tinh thần nhất thời thanh tĩnh lại, sống lưng đã toát mồ hôi lạnh. Hắn đi lên phía trước, hướng thái thượng thiên nữ hành lễ nói, thiên nữ tiền bối, đa tạ, ngươi vừa cứu ta một lần. Thái thượng thiên nữ ôn hòa mỉm cười nói, không có sao, ta chỉ là không muốn ngươi nhanh như vậy chết đi thôi. Dừng một chút, thiên nữ lại nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần gò má, ánh mắt mang theo một chút mê ly, giống như đang thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật vậy, nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể thu phục nhân đồ thánh bôi. Không hổ là ngươi, luân hồi huyết mạch, quả nhiên có 102 chư thiên. Diệp Thần cảm thụ thiên nữ vuốt ve, trong lỗ mũi có thể ngửi được một hồi gái trinh thơm dịu, tâm thần hơi lắc lư một tí, nói thiên nữ tiền bối quá khen. Thiên nữ đưa bàn tay để xuống, nhưng dắt Diệp Thần tay, quay đầu hướng Nhâm Phi Phàm nói, tiểu Phàm, ta muốn cùng Diệp Thần đơn độc trò chuyện mấy câu, ngươi không có ý kiến chớ. Nhâm Phi Phàm nói, các ngươi tùy tiện. Thiên nữ ừ một tiếng. Liền dắt Diệp Thần đi về phía trước, đi tới xa xa sau đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng cua múa một tí, có băng tuyết mây khói dâng lên, đem hai người bóng người bao phủ vào. Mây khói bên trong, thiên nữ bóng người phiêu phiêu miểu miểu, phong tư thướt tha, như mộng như ảo. Diệp Thần nhìn nàng bóng người, có chút ngẩn người. Ngươi còn luyện thành binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, bảo thiên binh. Thiên nữ ngắm nhìn Diệp Thần, nói. Ừ. Diệp Thần không có giấu giếm, trực tiếp trả lời. Ừ, rất tốt, luân hồi thiên kiếm kiếm khí, tự thành cấm chế, ngươi luyện thành bạo thiên binh, sau này liền có thể đem cấm chế phá vỡ, hoàn toàn chấp trưởng kiếm này. Thiên nữ nhẹ khẽ gật đầu, vậy là Diệp Thần cảm thấy mừng rỡ, sau đó lại hỏi. Luân hồi thiên kiếm có lục đạo kiếm hồn, ngươi góp nhặt mấy đạo. Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, hai tay trình lên đi, nói, đã góp nhặt năm nói. Còn thiếu cuối cùng một đạo kiếm hồn. Thiên nữ nhận lấy luân hồi thiên kiếm, cong ngón tay bắn ra thân kiếm, thì có một hồi réo rắt kiếm minh phát ra, nàng mỉm cười nói, tiến triển không tệ, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được vậy cuối cùng một đạo kiếm hồn. Đem kiếm đưa cho Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần đón về luân hồi thiên kiếm, nhìn xem thiên nữ bên hông băng hoàng thiên kiếm, tâm tư khẽ nhúc nhích. Cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, thiên nữ một tiếng cười khẽ, nói, làm sao? Người muốn ta băng hoàng thiên kiếm. Diệp Thần lật đật chắp tay, nói, ưng, thiên nữ tiền bối, ta muốn góp đủ 8 đại thiên kiếm, mở ngày cũ bảo tàng, nếu như có thể, xin ngươi hãy đem băng hoàng thiên kiếm cho ta mượn. Thiên nữ che miệng cười một tiếng, khẽ vuốt ve Diệp Thần gương mặt, hơi thở như hoa lan nói, nếu như là vậy sự việc, ta đều tùy ngươi, nhưng băng hoàng thiên kiếm,
không thể cho ngươi mượn. Ngày cũ bảo tàng mở, sẽ có bất trắc nhân quả phát sinh, ngày cũ chủ võ tuyệt thần và con gái hắn võ giao, đều có thể sống lại. Bàn cờ này đã quá rối loạn, không thể lại tăng thêm không biết biến số. Cho nên, băng hoàng thiên kiếm, ta không thể cho ngươi mượn. Nghe được thiên nữ cự tuyệt, Diệp thần cũng là ý liêu bên trong, nhưng chung quy có chút thất vọng tiếc nuối, nói, được rồi, là ta đường đột. Thiên nữ mỉm cười nói, không sao, ngươi muốn ta băng hoàng thiên kiếm, thật ra thì cũng có thể, đem ta giết chết là được. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, chắp tay nói, thiên nữ tiền bối nói đùa. Thiên nữ nói, không cần khách khí, ngươi ta tới giữa, sớm muộn sẽ có đánh một trận, ta chờ ngày hôm đó hạ xuống. Diệp thần trầm mặc xuống, lại nữa lời nói. Thiên nữ nói không sai, giữa hai người bọn họ, sớm muộn sẽ có quyết chiến. Thiên nữ nhìn Diệp thần trầm mặc hình dáng, vừa cười một tiếng nói, không cần như thế khẩn trương, như vậy đi, nếu như ngươi có thể bước vào trăm gia cảnh, cũng thử nghiệm làm được chưa từng có ai, sau không người tới chặt đứt trăm đạo gông xiềng, ta có lẽ sẽ cân nhắc, đem băng hoàng thiên kiếm cho ngươi mượn. Chém ra trăm đạo. Diệp thần nghe thiên nữ mà nói, nhưng là sửng sốt một chút. Chém ra trăm đạo, vạn cổ tới nay, nhưng cho tới bây giờ không có ai đạt thành qua. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhâm Phi Phàm, Thiên Nữ, Ma Tổ Vô Thiên các người, thậm chí là Võ Tổ, Hồng Quân Lão Tổ, đều không từng đạt thành cái này thành tựu. Chém ra trăm đạo, chỉ sợ khó hơn lên trời. Diệp thần lắc đầu một cái. Ta tự nhiên biết khó khăn, nhưng ngươi là luân hồi chi chủ, luân hồi huyết mạch nghịch thiên, có lẽ có cơ hội đạt thành vậy nói không chừng. Thiên Nữ cười nói. Diệp thần cười khổ, ta cứ việc thử nghiệm. Thiên nữ nói, như ngươi thật có thể chém ra trăm đạo, ta sẽ lần nữa hạ xuống, đem băng hoàng thiên kiếm cho ngươi mượn vậy không nhất định. Diệp thần nói, đa tạ. Dừng một chút, Diệp thần nhớ lại Diệp Lạc Nhi, nội tâm hơi có chút bi thương cùng lo âu, nói, thiên nữ tiền bối, ta còn muốn nhờ ngươi một chuyện. Thiên nữ nói, chuyện gì? Diệp thần sửa sang lại một tí lời nói, mời ngươi thả qua Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi, nàng chịu quá nhiều khổ nạn, ta chẳng muốn lại để cho nàng tiếp tay làm việc xấu, cầu ngươi thả qua nàng. Thiên nữ bật cười, nói, Diệp Lạc Nhi là ta cực kỳ coi trọng dưới quyền, ta lại sẽ không hại nàng, ngươi sợ cái gì? Diệp thần vẫn là cười khổ, nói, thiên nữ tiền bối, chính ngươi rõ ràng, ngươi cho nàng an bài như thế nhiều gian hiểm nhiệm vụ, à. Nàng nhận chịu quá nhiều, để cho nàng nghỉ ngơi đi, thủ hạ ngươi cao thủ như mây, cũng không kém Lạc Nhi một cái. Thiên nữ thu liếm lại nụ cười, trịnh trọng nói, Lạc Nhi còn có sứ mạng chưa xong thành, ta dưới quyền cao thủ tuy nhiều, nhưng nắm giữ 9 tầng trời thần thuật, cũng chỉ có nàng một cái, cùng nàng hoàn thành sứ mạng, như nàng không chết, ta sẽ để cho nàng cùng ngươi đoàn viên. Ý nói, nàng bây giờ là sẽ không để cho chạy Diệp Lạc Nhi. Bởi vì, Diệp Lạc Nhi trên mình, còn lưng đeo trọng đại sứ mạng. Diệp thần gặp khuyên vô vọng, trong lòng cũng là không biết làm sao, là Diệp Lạc Nhi cảm thấy lo lắng. Người phụ nữ này, thật là chịu đựng quá nhiều quá nhiều. Diệp thần, cũng không nhẫn tâm nhìn nàng tiếp tục chịu khổ đi xuống. Không có chuyện gì nói, vậy ta liền đi trước. Thiên nữ cười nói. Không cùng Nhâm tiền bối chào hỏi sao? Diệp thần ngẩn người. Không được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn trở về xử lý, đi trước. Thiên nữ khẽ gật đầu một cái. Rồi sau đó một hồi băng tuyết thổi qua, nàng bóng người chính là tại chỗ biến mất, hoàn toàn rời đi. Diệp thần từ mây khói băng tuyết bên trong đi ra, Nhâm Phi Phàm và Dạ Vô Tẫn đang chờ hắn. Muốn hỏi thiên nữ mượn kiếm sao? Nhâm Phi Phàm cười nói. Đáng tiếc nàng không chịu mượn. Diệp thần bất đắc dĩ nói. Nhâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, nói, nhân quả tạo hóa, từ có duyên, ngươi không cần gấp nhất thời. Ngươi ngày hôm nay đạt được hỗn độn viêm đế bảo tàng, còn thu phục nhân đồ thánh bôi, đã là nghịch thiên kỳ ngộ, không cần quá mức gấp gáp. Diệp thần nói, Nhâm Phi Phàm nói, vậy ta liền đi trước, ta loáng thoáng có dự cảm, có thể thiết ngai vàng thật mau xuất thế, bàn cờ này, thật đúng là bộc phát hỗn loạn. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm liền ngự gió rời đi. Cái này một chàng kinh tâm động phách tranh đấu, đến đây toàn bộ lạc mạc. Diệp thần dài dài buông lỏng một cái, nhìn xem bên cạnh Dạ Vô Tẫn. Dạ Vô Tẫn là toàn bộ trình đờ đẫn hình dáng,
ngày hôm nay hắn coi là mở rộng tầm mắt, ngắn ngủi một ngày, liền mắt thấy Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm cùng tuyệt thế cường giả phong thái. Có thể nói không uổng công cuộc đời này. Vô Tận, ta còn muốn luyện hóa Hỗn Độn Thần Hỏa, người thay ta hộ pháp. Diệp Thần phân phó nói. Hiện tại, Hỗn Độn Viêm Đế Hỗn Độn Thần Hỏa còn lắng đọng ở Diệp Thần đan điền bên trong, hắn cần luyện hóa hết. Nếu như có thể luyện hóa Hỗn Độn Thần Hỏa, Diệp Thần căn cơ nhất định có thể được cực lớn củng cố. Tôn chủ. Dạ Vô Tấn cung kính nói. Diệp Thần lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, vận chuyển nội tức, câu thông trong đan điền Hỗn Độn Thần Hỏa. Thật ra thì cái này phiến ly hỏa chi cảnh, đã không có bất kỳ hung hiểm, kêu Dạ Vô Tấn hộ pháp, chỉ là cầu cái an lòng. Diệp Thần trong đan điền, vậy một đạo Hỗn Độn Thần Hỏa, yên tĩnh lắng đọng trước. Công tử, muốn luyện hóa Hỗn Độn Thần Hỏa liền sao? Nhan Tuyền Nhi cảm thấy được Diệp Thần động tác, trong lòng có chút trông đợi nói. Nếu như Hỗn Độn Thần Hỏa luyện hóa, liền có thể tổng hợp Thánh Thiên Thần Hỏa, nàng thực lực tất nhiên có thể được tăng lên. Diệp Thần gật đầu một cái, chính là bắt đầu bắt tay luyện hóa Hỗn Độn Thần Hỏa. Hắn liền nhân đồ thánh bôi đều có thể hàng phục, muốn luyện hóa một món thần hỏa, tự nhiên không phải cái gì chuyện khó khăn. Diệp Thần vận chuyển lục đạo công pháp, đem vậy Hỗn Độn Thần Hỏa năng lượng, trực tiếp kích thích. Oanh! Hỗn Độn Thần Hỏa hơi thở, ở Diệp Thần trong cơ thể nổ tung, nóng rực sóng nhiệt, lan tràn Diệp Thần quanh thân. Ở nơi này cổ nóng rực hơi thở dưới sự xung kích, Diệp Thần cũng không có chút nào khó chịu, ngược lại tốt xem ngâm suối nước nóng vậy, đặc biệt thoải mái. Nhan Tuyền Nhi lại là hoan hô, có thể cảm thấy tự thân linh khí, ở không ngừng tăng lên. Đạo linh lửa, hấp thu. Diệp Thần đem vậy Hỗn Độn Thần Hỏa năng lượng, toàn bộ bơm vào đến đạo linh lửa bên trong. Nhất thời, đạo linh lửa đạt được Hỗn Độn Thần Hỏa bồi bổ, cũng là đổi được càng nóng rực, loáng thoáng ngay cả có thăng cấp dấu hiệu. Nhan Tuyền Nhi lấy được Hỗn Độn Thần Hỏa bồi bổ, nhảy cẫng hoan hô, nói công tử, quá tốt, ta hơi thở tấn thăng, người đi nhanh thu thập nhiều một chút ngọn lửa đi. Bất quá Thánh Thiên Thần Hỏa tà tính mặc dù áp chế rất nhiều, nhưng chưa có hoàn toàn áp chế, đáng tiếc. Nhưng cũng có chỗ tốt, chúng ta hoàn toàn nắm trong tay Thánh Thiên Thần Hỏa thời gian vậy rút ngắn thật nhiều. Nghe được Nhan Tuyền Nhi mà nói, Diệp Thần nhưng là không biết làm sao cười một tiếng. Xem Thánh Thiên Thần Hỏa, Hỗn Độn Thần Hỏa cái loại này ngọn lửa, nơi nào có như thế dễ dàng đạt được. Lần này, luyện hóa Hỗn Độn Thần Hỏa, Diệp Thần tu vi, cũng là hoàn toàn lấy được củng cố. Vốn là hắn mới vừa tấn thăng quá chân cảnh 7 tầng thiên, hơi thở còn có chút phù phiếm, cần thời gian phong phú. Nhưng hiện tại, có Hỗn Độn Thần Hỏa bồi bổ, tất cả võ đạo căn cơ, thần thông căn cơ, tu vi hơi thở, đều là hoàn toàn vững chắc, chắc như bàn thạch. Rất tốt, loại trạng thái này, thật đúng là thoải mái à. Diệp Thần mở mắt ra, trong tròng mắt mơ hồ có một món ngọn lửa nhấp nháy trước, sáng ngời dị thường. Từ kích hoạt Hỗn Độn Thần Hỏa, đến cuối cùng luyện hóa, hắn chỉ tốn phí ngắn ngủi nửa ngày mà thôi. Tôn chủ, luyện hóa thành công. Một bên Dạ Vô Tấn, hỏi. Ừ, chúng ta đi thôi, về trước một chuyến Bắc Mãng tổ địa. Diệp Thần quyết định chủ ý, chuẩn bị đi trở về Tiểu Hoàng tổ địa bên trong, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Hắn ngày hôm nay thu phục nhân đồ thánh bôi, còn cần thời gian quen đi nữa tất một tí. Hơn nữa, thiết ngai vàng rơi xuống, Diệp Thần cũng muốn tìm. Bắc Mãng tổ địa có rất nhiều cổ xưa bí tịch, nói không chừng ghi lại có thiết ngai vàng tung tích vậy không nhất định. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên, Diệp Thần và Dạ Vô Tấn, cảm thấy thiên địa chấn động. Rào, rào, rào. Một mảng lớn ánh trăng, ở chân trời lững lờ. Trên bầu trời, xuất hiện hoa mỹ trăng sáng dị tượng. Một vầng trăng sáng treo thương khung, đầu hạ sáng trong ánh trăng. Chung quanh ánh trăng cuồn cuộn, loáng thoáng có cao nhất nguyên khí đang lưu chuyển. Tôn chủ, người mau xem, đây là cái gì khí tượng? Tốt hào hùng trăng sáng hơi thở. Dạ Vô Tấn nhìn cái này phiến trăng sáng khí tượng, một hồi kinh ngạc, trong lòng suy đoán là có cái gì đại năng cường giả, ở độ kiếp vậy không nhất định. Làm sao có thể, cái này phiến trăng sáng, hình như là nhược tuyết hơi thở. Diệp Thần nhìn thương khung trăng sáng dị tượng, một hồi chấn động, hơi đẩy một cái diễn, liền bắt được hạ nhược tuyết hơi thở. Cái này phiến thương khung trăng sáng dị tượng,
và Hạ Nhược Tuyết có liên quan. Diệp Thần thử nghiệm suy diễn sau lưng nhân quả, nhưng phát hiện Cát Hung nửa nọ nửa kia. Tôn chủ, thế nào? Dạ Vô Tấn nhìn Diệp Thần biểu tình ngưng trọng, có chút lo âu hỏi. Ta đạo lữ có thể xảy ra chuyện, đi, cùng ta đi xem. Tiểu Hoàng, người vậy cùng nhau, Nhược Tuyết có thể có chuyện. Diệp Thần lập tức cho gọi ra Tiểu Hoàng. Dạ Vô Tấn nghe được cái này phiến thương khung trăng sáng dị tượng, lại có thể cùng Diệp Thần đạo lữ có liên quan, càng kinh hãi hơn. Lập tức, Diệp Thần chính là cưới Tiểu Hoàng, mang Dạ Vô Tấn, biến dạng hư không, phong tỏa trăng sáng dị tượng phát ra phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần, Tiểu Hoàng, Dạ Vô Tấn, chính là xuyên việt tới đến một phiến trăng sáng cảnh. Mảnh địa phương này, là một phiến vũ trụ minh mông hư không. Nhưng trên trời lại có một luân mặt trăng lên cao, rắc sáng trong thanh huy, làm cho tâm thần người yên lặng. Vậy vầng trăng sáng trên, loáng thoáng, còn có thể thấy từng cái cổ xưa thiên thư chữ viết, đặc biệt lộng lẫy. Nhưng mà, làm Diệp Thần ba người, đi ở nơi này phiến trăng sáng cảnh thời điểm, nhưng là giống như bị lạc. Chủ nhân, chỗ này, có thể cùng thất lạc thời không có liên quan. Tiểu Hoàng vậy cảm thấy có chút hoảng hốt, cho dù nó là thái cổ di chủng. Ở chung quanh hư không phép tắc dưới ảnh hưởng, cũng có chút mơ mơ màng màng cảm giác. Ừ, ta cũng cảm thấy. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, nhìn khắp bốn phía, bấm ngón tay suy diễn, nhất thời bắt được hàng loạt thiên cơ. Chỗ này, rất có thể là thất lạc thời không một món khác lối vào. Nhược Tuyết làm sao sẽ đi liền thất lạc thời không? Diệp Thần mơ hồ có chút lo âu, phải biết, ở thất lạc thời không bên trong, nếu như không có Hải Đăng nói. Liền liền hắn và Nhâm Phi Phàm, đều có thể bị lạc. Hạ Nhược Tuyết một người, thì như thế nào sẽ tiến vào trong đó? Đoạn thời gian này, ở Hạ Nhược Tuyết trên mình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chung quanh hư không quá mức mênh mông, quy luật mang thất lạc hơi thở, Diệp Thần muốn suy diễn, vậy suy đoán không ra quá rõ ràng đồ. Đang lo lắng lúc đó, Diệp Thần chợt thấy phía trước quả đen phiêu vũ, một đạo áo bào đen bóng người bay tới. Lại là Giả Thiên Ma Đế. Ở nơi này phiến trong hư không, lại có thể đụng phải Giả Thiên Ma Đế, Diệp Thần có vẻ bất ngờ, lật đật đi lên phía trước, kêu lên, Ma Đế tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giả Thiên Ma Đế thấy được Diệp Thần, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ, nói, thằng nhóc, thật là đúng dịp, ngươi cũng tới. Diệp Thần gật đầu nói, ừ, ta sợ Nhược Tuyết xảy ra chuyện, liền tới xem, ngươi đâu? Già Thiên Ma Đế nói, cái này phiến thương khung trăng sáng dị tượng, mênh mông nguy nga, Ma Tổ Vô Thiên thấy sau đó, liền kêu ta tới đây điều tra, lúc đầu quả nhiên và Hạ Nhược Tuyết có liên quan. Hắn thấy trăng sáng dị tượng xuất hiện thời điểm, đã mơ hồ suy tính đến, sau lưng có Hạ Nhược Tuyết bóng người. Bây giờ nghe Diệp Thần như thế nói, mới rốt cục xác định. Ngươi tìm được người liền sao? Già Thiên Ma Đế lại hỏi. Còn không, ta mới vừa tới. Đang chuẩn bị dẫn người tìm. Diệp Thần lắc đầu một cái, lập tức liền đơn giản hướng Giả Thiên Ma Đế giới thiệu, Giả Vô Tấn thân phận. Hai người khách sáo một hồi, Giả Thiên Ma Đế chính là nói, đã như vậy, vậy chúng ta cùng tìm chính là, cái này phiến trăng sáng dị tượng sau lưng, có thể ngoài ra có cơ duyên gì vậy không nhất định. Diệp Thần nói, vậy chúng ta liền cùng tìm. Lập tức, Diệp Thần, Giả Thiên Ma Đế, Tiểu Hoàng, Giả Vô Tấn bốn người. Liền kết bạn bước vào trong hư không, tìm Hạ Nhược Tuyết tung tích. Cùng lúc đó, vậy trăng sáng mênh mông dị tượng, cũng là truyền đến Thái Thượng Thế Giới bên trong đi. Thái Thượng Thế Giới mênh mông vô biên lãnh thổ, đều bị một vầng trăng sáng bao phủ. Tất cả người thấy một màn này, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái Thượng Thế Giới lớn như vậy, đều đang bị một vầng trăng sáng bao phủ, như vậy mênh mông khí tượng, sau lưng đại biểu thiên cơ nhân quả. Nhất định là hám tuyệt cổ kim. Không thiếu cường giả âm thầm suy diễn, hy vọng theo dõi đến sau lưng lai lịch, nhưng lại cảm thấy sương mù nồng nặc, không cách nào phân biệt. Mà ở vô số thế lực bên trong, một cái kêu là Tinh Nguyệt Thần Giáo thế lực, bị chấn động kịch liệt. Cái này Tinh Nguyệt Thần Giáo, phụng trăng sáng vi tôn, tổ tiên Thanh Nguyệt Nữ Đế, có thể truy tố đến Hồng Hoang niên đại. Ở Hồng Quân Lão Tổ phi thăng không vô hậu, Thanh Nguyệt Nữ Đế từng tham dự qua Thiết Ngai Vàng cướp đoạt, nhưng tiếc là tranh đoạt thất bại, thê thảm chết, vậy Thiết Ngai Vàng cũng không biết tung tích. Nhưng, Thanh Nguyệt Nữ Đế có đạo thống lưu lại, chính là Tinh Nguyệt Thần Giáo.
Ở Thái Thượng Thế Giới, Tinh Nguyệt Thần Giáo chia cắt một khối, thế lực cùng Đan Thanh Tiên Tông, Kiếm Môn tương đương, mặc dù không bằng Vạn Khư Thần Điện, nhưng cũng là bá chủ một phương. Năm đó Thanh Nguyệt Nữ Đế, tuy không có thể cướp lấy thiết ngai vàng, nhưng từ thiết ngai vàng mặt, chém một khối thiết phiến, truyền lưu đến nay. Tinh Nguyệt Thần Giáo đạo thống, có thể từ thời Đại Hồng Hoang, một mực kéo dài đến hiện tại, một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu, ngay cả có thiết ngai vàng mảnh vụn che chở. Giờ phút này, thấy trên bầu trời trăng sáng dị tượng, Tinh Nguyệt Thần Giáo rất nhiều giáo chúng, đều là khiếp sợ. Bởi vì Tinh Nguyệt Thần Giáo, phụng trăng sáng vi tôn, tu luyện công pháp thần thông, vậy nhiều cùng Tinh Nguyệt có liên quan, cho nên đối cái loại này trăng sáng dị tượng, đặc biệt nhạy cảm. Làm rất nhiều dạy chúng đệ tử, cao tầng các trưởng lão, thấy thương khung trăng sáng dị tượng hiện lên sau đó, chính là rối rít suy diễn, định bắt sau lưng lai lịch. Giao. Lúc này, Tinh Nguyệt Thần Giáo núi giữa cửa quảng trường, vậy một tôn vạn cổ đứng sừng sững tổ tiên nữ đế pho tượng, nhưng toát ra sáng chói ánh sáng rực rỡ. Tổ tiên hiển linh. Rất nhiều dạy chúng đệ tử, nhìn pho tượng kia phóng thích ra thần mang, đều là rung động. Tất cả Tinh Nguyệt Thần Giáo đệ tử, đều bị pho tượng ánh sáng bao phủ ở. Sau đó, tất cả người, cũng linh nghe được tổ tiên chỉ thị. Thất lạc thời không, có một cô gái, thiên phú lớn lao, Minh Nguyệt Thần Thông tinh thâm, có thể thừa kế ta y bát, chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần Giáo, các ngươi mau đi trước tìm người, không được sai lầm. Thanh Nguyệt Nữ Đế hiển thị liền thần dụ, cái này phiến thương khung trăng sáng dị tượng, ngọn nguồn ở thất lạc thời không. Thất lạc thời không bên trong, có một cái tu luyện Minh Nguyệt Thần Thông cô gái, đặc biệt thích hợp thừa kế nàng y bát. Hơn nữa, phụ nữ kia, vẫn để ý làm chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần Giáo. Nghe được tổ tiên thần dụ, Tinh Nguyệt Thần Giáo tất cả đệ tử, tất cả các trưởng lão, hoàn toàn kinh hãi. Tinh Nguyệt Thần Giáo, không biết có nhiều ít năm, tổ tiên không có hiển linh qua, nhưng ngày hôm nay, bởi vì cái này trăng sáng dị tượng xuất hiện, Thanh Nguyệt Nữ Đế trực tiếp hiển thị liền thần dụ. Ở cực kỳ lâu trước kia, Thanh Nguyệt Nữ Đế bỏ mạng ở tức, đã từng nói, tương lai sẽ xuất hiện một cái kinh thế cô gái, thừa kế nàng y bát, chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần Giáo, cũng hoàn thành nàng tiếc nuối, tìm được thiết ngai vàng, từ đó để cho Tinh Nguyệt Thần Giáo, hùng bá thái thượng thế giới, thành lập vạn cổ không có sự nghiệp. Hiện tại, cảm nhận được Thanh Nguyệt Nữ Đế thần dụ, toàn bộ Tinh Nguyệt Thần Giáo, vậy là theo chân sôi trào lên. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết cô gái kia, rốt cuộc phải xuất hiện. Nàng sẽ tìm được thiết ngai vàng, lấy quân lâm tư thái, thống ngự thái thượng thế giới. Đang đang đang. Khẩn cấp tiếng chuông, vang khắp lên. Dưới ánh trăng, mơ hồ bay lên mưa nhỏ, hơi thở vắng ngắt. Nhưng ở Tinh Nguyệt Thần Giáo, nhưng là nhân tâm sôi trào. Nghe được khẩn cấp tiếng chuông sau đó, tất cả đệ tử, hộ pháp, trưởng lão, lật đật đi Tinh Nguyệt Thần Điện đại điện nghị sự. Trong đại điện, bầu không khí kinh ngạc, tất cả đệ tử, chia hai phái đứng, mơ hồ có thế rằng co. Tinh Nguyệt Thần Giáo mưa gió phun trào, chia hai phái trận doanh. Trong đó nhất phái, lấy đại trưởng lão Cổ Thanh Hà cầm đầu, là phái bảo thủ, nghiêm ngặt tuân theo tổ tiên ý chí, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm cái đó truyền nhân, thừa kế tổ tiên y bát. Khác nhất phái, thì lấy thái thượng trưởng lão Vân Sơn Vũ, và quyền giáo chủ Vân Mộng Trạch cầm đầu, là cải cách phái, chủ trương thiên biến chưa đủ ý, tổ tông chưa đủ pháp, tiếng người chưa đủ tuất, hôm nay thế sự biến ảo. Tinh Nguyệt Thần Giáo cần phải thành lập mới quy tắc, không cần mọi chuyện tuân thủ tổ tông dạy bảo. Hai phái số người tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng nói tóm lại, vẫn là lấy đại trưởng lão Cổ Thanh Hà cầm đầu phái bảo thủ, chiếm cứ thượng phong. Bởi vì, lão tổ Thanh Nguyệt Nữ Đế tuy chết, nhưng vẫn lưu lại có linh thức, thỉnh thoảng hiển linh, chỉ điểm Tinh Nguyệt Thần Giáo con đường. Tổ tông còn có thể hiển linh, dĩ nhiên là không có đổi cách cần thiết. Nếu không thì là không vâng lời. Huống chi ở đương kim loạn thế, bảo thủ cũng không phải là máy móc, có lúc ý nghĩa trầm ổn, lấy bất biến ứng vạn biến, cải cách ngược lại lộ vẻ phải gấp nóng này, một khi xảy ra điều gì tai vạ, bị vạn khư thừa dịp hư mà vào, cái mất nhiều hơn cái được. Hai phái lẫn nhau tranh cầm, thật may cải cách phái cũng không dám quá mức, cho dù là giáo chủ, cũng chỉ là gọi quyền giáo chủ, không dám nói mình có thể trực tiếp thừa kế tổ tiên y bát. Hiện tại thương khung trăng sáng dị tượng xuất hiện, tổ tiên thậm chí hiển linh, nói thừa kế nàng y bát người xuất hiện, cần phải để cho người nọ tới chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần Giáo. Quyền giáo chủ Vân Mộng Trạch thần sắc,
dĩ nhiên là thật không tốt xem. Nàng ngồi ngay ngắn ở đại điện nghị sự đang tiệc bên trên, bên cạnh là Thái Thượng trưởng lão Vân Sơn Vũ, hai người nhìn nhau một mắt, đều là ngưng trọng. Quyền giáo chủ, Thái Thượng trưởng lão, lão tổ tông hiển thị thần dụ, trong truyền thuyết phải thừa kế nàng y bát cô gái, rốt cuộc xuất hiện, chúng ta hẳn lập tức phái người đi tìm, nghênh đón nàng trở về vị trí cũ. Không cùng quyền giáo chủ Vân Mộng Trạch mở miệng, đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, chính là chống gậy đứng lên, giọng nói kích động nói. Phái bảo thủ trận doanh nơi này các đệ tử, đều là kêu gào khen ngợi. Vân Mộng Trạch, Vân Sơn Vũ cầm đầu cải cách phái, chính là yên lặng. Qua hồi lâu, Vân Mộng Trạch mới nhẹ nhàng gõ ghế ngồi nắm tay, nói, đại trưởng lão, chuyện này còn cần thương lượng. Đại trưởng lão Cổ Thanh Hà kiên quyết nói, lão tổ tông cũng hiển linh, còn cần thương lượng cái gì? Ngựa đi nghênh đón phụ nữ kia trở về vị trí cũ, nàng nhất định sẽ thừa kế tổ tiên y bát, quang diệu ta thần giáo, dẫn ta đợi khi tìm được thiết ngai vàng, hùng phách thiên hạ. Quyền giáo chủ, chẳng lẽ, người muốn chiếm đoạt vị trí này, không chịu nhường vị, muốn vi phạm lão tổ tông pháp dụ? Phái bảo thủ nơi này các đệ tử, đi theo rối rít mở miệng chỉ trích, đều nói Vân Mộng Trạch muốn chiếm đoạt giáo chủ ngai vàng, bỏ không được giao quyền. Vân Mộng Trạch sắc mặt trầm xuống, nói ta tuyệt không rất lưu luyến quyền vị ý, ta một lòng chỉ vì thần giáo cơ nghiệp. Đương kim loạn thế, tình thế phức tạp, tổ tông cũng chưa chắc có thể phán đoán rõ ràng, ta tinh nguyệt thần giáo vô số kỷ nguyên đạo thống cơ nghiệp, tuyệt không thể tùy tiện nhường cho người ngoài. Một bên Thái Thượng trưởng lão Vân Sơn Vũ, cũng là trầm giọng nói, không sai, chuyện này còn được thảo luận kỹ hơn, tổ tiên nói cô gái, ở thất lạc thời không, không phải thái thượng thế giới thượng vị giả. Một cái hạ giới cô gái, tu vi có hạn, có gì tư cách chấp trưởng ta tinh nguyệt thần giáo. Cải cách phái trận doanh các đệ tử, lập tức ủng hộ khen ngợi, hết sức phụ họa. Đại trưởng lão Cổ Thanh Hà sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, các ngươi là không chịu nghênh đón phụ nữ kia trở về vị trí cũ. Nhất định là muốn không vâng lời tổ tông pháp dụ. Vân Mộng Trạch nói, đại trưởng lão chớ có tức giận, chuyện này, còn được thương lượng một chút nữa. Đại trưởng lão Cổ Thanh Hà một lần cây nặng, nói, không cần thương lượng, các ngươi không chịu phái người đi đón, ta phái người đi. Cổ Liệt, người mang tổ tiên phù chiếu, đi thất lạc thời không, nghênh đón giáo chủ tương lai trở về vị trí cũ. Cổ Thanh Hà ánh mắt, rơi vào một cái hơi trẻ tuổi trưởng lão trên mình. Trưởng lão kia kêu Cổ Liệt, là một tôn thứ thiệt thiên quân. Cổ Liệt nghe được Cổ Thanh Hà mà nói, hơi có chút do dự. Không có quyền giáo chủ Vân Mộng Trạch mệnh lệnh, trực tiếp đi đón người, cái này ngang hàng là công khai phản bội. Tuy nói phái bảo thủ và cải cách phái, hai bên ân oán đấu tranh không nhỏ, nhưng sẽ rất ít trực tiếp công khai quyết liệt. Hiện tại đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, ngay trước Vân Mộng Trạch và Vân Sơn Vũ mặt, cứng rắn muốn đi đón người, đây là muốn xé rách ra mặt. Đi nhanh, không muốn lằng nhằng, đây là tổ tông pháp dụ, chúng ta chỉ là dựa theo tổ tông chỉ thị làm việc. Cũng không phải là muốn phân nứt ra thần giáo. Đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, bàn tay linh khí hội tụ, hóa thành một tấm phù chiếu, giao cho Cổ Liệt. Tấm phù chiếu này bên trong, hàm chứa tinh nguyệt thần giáo rất nhiều thiên cơ nhân quả, có thể để cho tương lai giáo chủ, trước thời hạn quen thuộc thần giáo sâu xa. Cổ Liệt không dám đẩy nữa nhờ, vội vàng mang phù chiếu, xoay người đi ra ngoài, lập tức biến dạng hư không, chạy tới thất lạc thời không. Vân Mộng Trạch và Vân Sơn Vũ thấy vậy, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Cổ Thanh Hà hành động này, đã là muốn xé rách ra mặt. Ha ha, rất tốt, Cổ Thanh Hà, người cứng rắn muốn nghênh đón một cái người ngoài trở về vị trí cũ, tương lai hủy ta tinh nguyệt thần giáo cơ nghiệp, ta xem người có mặt mũi nào đi gặp lão tổ tông. Thái Thượng trưởng lão Vân Mộng Trạch, giọng nghiêm khắc nói. Cổ Thanh Hà ha ha cười một tiếng. Nói, đây chính là lão tổ tông pháp dụ, các ngươi rất lưu luyến quyền vị, không chịu tiếp nhận thực tế thôi. Lời nói này rơi xuống, trong đại điện, mùi thuốc súng nhất thời nồng nặc. Phái bảo thủ và cải cách phái hai bên đệ tử, cũng mơ hồ cảm thấy tình hình gay gắt, rối rít từ ghế ngồi đứng dậy, xoát kéo kéo rút ra binh khí. Hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mưa gió phun trào, chia ra quyết đấu, cũng chính là chuyện trong chớp mắt tình. Cũng cho ta bình tĩnh. Quyền giáo chủ Vân Mộng Trạch đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, nếu như hôm nay nội đấu, chỉ sẽ tiện nghi vạn khư thần điện, nếu đại trưởng lão, cố ý muốn nghênh đón phụ nữ kia trở về,
vậy chúng ta từ từ chờ. Nếu như phụ nữ kia, thật có cái gì kinh thế thiên phú nghề nghiệp, ta nhường vị cũng không sao. Cổ Thanh Hà gặp Vân Mộng Trạch chịu nhường bộ, liền nói ngay, quyền giáo chủ Trạch tâm nhân hậu, đại cuộc làm trọng, lão phu cảm ơn trước. Vân Mộng Trạch lại nữa lời nói, tuyên bố tan họp, cùng Thái Thượng trưởng lão Vân Sơn Vũ tiến vào bên trong điện. Bên trong điện bên trong, chỉ có hai người. Mộng Trạch, người thật muốn nhượng vị. Vân Sơn Vũ trao mày nói. Vân Mộng Trạch hừ một tiếng, nói cô gái kia, cũng không biết cái gì xuất thân lai lịch, tu vi như thế nào, nàng một cái người ngoài, tại sao có thể chấp trưởng ta thần giáo đạo thống. Ta tuyệt không thể nào nhượng vị. Vân Sơn Vũ nói, vậy ý của ngươi là. Vân Mộng Trạch ánh mắt tàn bạo, làm một cái hoa cổ động tác tay. Vân Sơn Vũ bừng tỉnh, lập tức gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài mưa bụi mông lung, không có ai phát hiện, ba cái sát thủ quần áo đen, lặng lẽ rời đi Tinh Nguyệt Thần Giáo, thân thể ẩn mê mẫn mông mưa bụi bên trong. Cái này ba sát thủ, dĩ nhiên là Vân Sơn Vũ phái đi ra ngoài. Mục tiêu, chính là Hạ Nhược Tuyết. Tinh Nguyệt Thần Giáo đạo thống, bọn họ không thể nào để cho một cái người ngoài tới chấp trường. Cho dù cái này người ngoài, là lão tổ tông tự mình chỉ thị người. Mà lúc này, thất lạc thời không bên trong. Một người mặc màu trắng quần áo cô gái, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trên mình ánh trăng lững lờ, tinh hy lấp lánh, nàng chính là Hạ Nhược Tuyết. Ở Hạ Nhược Tuyết bên người, còn có một cô gái khác, là Ngụy Dĩnh. Đoạn thời gian này, hai người không có đi theo Diệp Thần, cũng không muốn ở Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trong. Các nàng biết Diệp Thần đường cực kỳ xa xôi, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể ở thời khắc mấu chốt không cho Diệp Thần kéo chân sau. Các nàng liều mạng tu luyện, ỷ dựa vào chính mình thực lực không ngừng tìm cơ duyên. Đây là bọn hắn chứng đạo phương thức. Sở dĩ một mực không gặp Diệp Thần, chính là bởi vì hai người hy vọng có một ngày, thực lực có thể tươi đẹp Diệp Thần. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, cũng không biết, mình đã bị cuốn vào quyền lợi gió bão, nàng trước đây đi theo trăng sáng thiên thư chỉ dẫn, tìm cơ duyên, bất ngờ đụng vào thất lạc thời không. Thật may, nàng và Ngụy Dĩnh lẫn nhau là hải đăng, vậy tránh được rất nhiều kiếp nạn, cũng thuận lợi đạt được cơ duyên. Phần cơ duyên này, tên là Thái Thượng Tinh Hy Đạo. Thái Thượng Tinh Hy nói, 36 con đường Pháp, Thái Thượng Đạo bát cực một trong. Môn đạo Pháp này, cùng trăng sáng thiên thư, khá làm tướng gọi. Ở Tinh Hy huy hoàng vây quanh, trăng sáng thiên thư, có thể phát huy ra càng minh mông thần uy. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết trong tay thì ra như vậy một phiến ngọc giản, đó chính là Thái Thượng Tinh Hy Đạo tu luyện bí tịch. Nàng đang cảm ngộ, nàng một mực cảm giác được mình thực lực không cao, không cách nào trợ giúp Diệp Thần, cho nên cố gắng tu luyện, hy vọng một ngày kia, có thể đứng ở Diệp Thần bên người. Ngụy Dĩnh ở một bên, thay Hạ Nhược Tuyết hộ pháp. Chỉ chốc lát sau đó, Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, tóc xanh trên hơi có khói trắng bốc lên, chậm rãi thở ra một cái. Ngụy Dĩnh thấy vậy, liền hỏi, như thế nào, lĩnh ngộ thấu triệt liền sao? Hạ Nhược Tuyết hơi cười khổ. Nói, còn không được, vẫn là kém một chút điểm, bất quá, vậy không kém bao nhiêu. Ngụy Dĩnh nói, không cần quá mức cuống cuồng, từ từ đi chính là, dục tốc thì bất đạt. Hạ Nhược Tuyết nhẹ khẽ gật đầu nói, ta biết. Ngụy Dĩnh nói, đúng rồi, người mới vừa nói, bắt được Diệp Thần hơi thở, là thật là giả. Hạ Nhược Tuyết nói, tự nhiên là thật, ta có thể cảm thấy, Diệp Thần hắn tới thất lạc thời không, đoán chừng là muốn tìm ta. Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút tới. Nói đến Diệp Thần thời điểm, Hạ Nhược Tuyết khóe miệng bên trong, cũng là không khỏi nổi lên lau một cái ấm áp nụ cười. Nàng rất là nhớ nhung Diệp Thần, đã vừa mới kêu Tiểu Bạch đi ra ngoài tìm người. Diệp Thần tới thất lạc thời không, muốn đến là bị vậy trăng sáng dị tượng hấp dẫn. Hạ Nhược Tuyết cảm ngộ Thái Thượng Tinh Hy nói, tuy còn không hoàn toàn hiểu được, nhưng đã lĩnh ngộ không thiếu tinh túy, thực lực bản thân rất nhiều đột phá. Tinh Nguyệt giao ánh dưới, lại là dẫn phát minh mông trăng sáng dị tượng, thậm chí vào tới Thái Thượng thế giới đi. Ta cũng có một đoạn thời gian, không có thấy Diệp Thần tên kia. Ngụy Dĩnh than thở một tí, sau đó nhìn một chút Hạ Nhược Tuyết. Hai cô gái bốn mắt giáp nhau, cũng nhớ lại và Diệp Thần một màn, gò má không khỏi đỏ bừng một phiến, rất là lúng túng trầm mặc xuống. Trầm mặc một hồi, Hạ Nhược Tuyết liền khạc ra một hơi, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Nói ta tiếp tục tu luyện cảm ngộ, chỉ mong có thể ở Diệp Thần đến trước,
thuận lợi hiểu được vậy quá Thượng Tinh Hy nói, như vậy thứ nhất, hắn nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Ngụy Dĩnh canh giữ ở nàng bên người, nói ta vì ngươi hộ pháp. Hạ Nhược Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, liền tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Ngụy Dĩnh thì ở một bên, là nàng hộ pháp. Hai người ở địa phương đó, ở thất lạc thời không bên trong, khá là hoang vu, vậy không việc gì hung thú qua lại, cho nên ngược lại là khá là an toàn, chung quanh là một phiến yên tĩnh. Nhưng mà, cái này cổ yên tĩnh, cũng không có kéo dài bao lâu. Phía trước hư không, nhưng là bỗng nhiên nứt ra, có một cái ông lão bóng người, hạ xuống. Có người tới. Ngụy Dĩnh nhất thời đề phòng. Trong tu luyện Hạ Nhược Tuyết, vậy bắt được vẻ nguy hiểm hơi thở, mở mắt ra. Nhưng gặp vậy ông già phi thân tới, gặp được Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh, ngẩn ngơ. Vô luận là Hạ Nhược Tuyết, vẫn là Ngụy Dĩnh, hai nàng khí chất dung mạo, đều là vượt xa người thường, vừa thấy cũng biết dị bẩm thiên phú. Đặc biệt là thời khắc này Hạ Nhược Tuyết, cả người ánh trăng lưu chuyển, ánh sao lấp lánh, càng hiện ra một cổ khí chất phi phàm. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, thấy vậy ông già, nhưng là khẩn trương lên. Bởi vì, các nàng rõ ràng cảm nhận được, lão giả kia hơi thở, xa ở các nàng bên trên. Ít nhất là thiên quân cường giả. Một tôn thiên quân, không phải chuyện đùa, lấy hai cô gái thực lực trước mắt, cho dù liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống lại. Hai vị cô nương, chớ có kinh hoàng. Cảm giác được hai nàng phòng bị ý, vậy ông già lật đật chắp tay, nói, lão phu cổ liệt, là thái thượng thế giới, tinh nguyệt thần giáo trưởng lão, tuân lệnh tới, có chuyện trọng yếu, muốn cùng hai vị cô nương thương lượng. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh nhìn nhau, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, không biết thái thượng thế giới người đến, có ý đồ gì. Hạ Nhược Tuyết hỏi, tiểu nữ Hạ Nhược Tuyết, không biết tiền bối có gì sao? Cổ liệt nhìn Hạ Nhược Tuyết cả người tinh nguyệt trói lọi lưu chuyển, trong mắt mang thán phục, nói, Hạ cô nương, vậy chấn động thiên địa trăng sáng dị tượng, chính là bởi vì ngươi mà tản mát ra. Hạ Nhược Tuyết nói, ừ. Nàng trong lòng nghĩ, chẳng lẽ mình tu luyện phóng thích ra trăng sáng dị tượng, lại có thể truyền đến thái thượng thế giới đi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhược Tuyết cũng không nghĩ tới, mình khí tượng, lại có thể sẽ lớn đến tình cảnh này. Cổ liệt vui vẻ nói, Hạ cô nương, ngươi chính là ta tinh nguyệt thần giáo tương lai giáo chủ à? Hạ Nhược Tuyết ngạc nhiên, nói cái gì? Ngụy Dĩnh nhìn cổ liệt vậy bộ dáng hưng phấn, liền biết hắn không có ác ý, hướng Hạ Nhược Tuyết nói, xem ra cái này vị tiền bối, có một chàng tạo hóa muốn tặng cho ngươi. Cổ liệt nói, không sai. Hạ cô nương, ta tinh nguyệt thần giáo, ở thái thượng thế giới, cũng rất có thế lực, tuy kém hơn vạn khư thần điện, nhưng hùng bá một khối. Vậy coi là một tôn cự phách. Ta tinh nguyệt thần giáo tổ tiên thanh nguyệt nữ đế, hiển thị thần dụ, nói người chính là nàng y bát người thừa kế. Lão phu lần này tới, là muốn nghênh đón cô nương đi thái thượng thế giới, chấp trưởng ta tinh nguyệt thần giáo đạo thống. Dứt lời, cổ liệt chính là móc ra một tấm phù chiếu, giao cho Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhận lấy phù chiếu, tinh thần cảm ứng, nhất thời một tiếng nổ, đầu óc bên trong. Liền có vô số tin tức hội tụ mà vào. Tinh nguyệt thần giáo lịch sử, thanh nguyệt nữ đế qua lại, còn có hiện tại tinh nguyệt thần giáo bên trong, bảo thủ cải cách trận doanh phân tranh, rất nhiều đệ tử trưởng lão tên họ Tu Vi, từng cái tràn vào nàng đầu óc bên trong. Phái bảo thủ rõ ràng mang cực lớn thành ý, cơ hồ đem tinh nguyệt thần giáo của cải bí mật, toàn bộ cho biết liền Hạ Nhược Tuyết. Như vậy thứ nhất, Hạ Nhược Tuyết tương lai chấp trưởng tinh nguyệt thần giáo, cũng sẽ không chút nào trở ngại. Có thể nhanh chóng dung nhập vào. Cái này. Hạ Nhược Tuyết tạm thời tới giữa, không biết nói cái gì cho phải. Cái này cơ duyên quá lớn, nàng sợ mình không tiếp nổi. Làm sao? Ngụy Dĩnh kéo tay nàng cánh tay, hỏi. Hạ Nhược Tuyết cười khổ một tí, nói, bọn họ tinh nguyệt thần giáo, muốn gọi ta đi thái thượng thế giới, tiếp trưởng bọn họ đạo thống. Ngụy Dĩnh nghe nói như vậy, cũng là ngưng trọng xuống. Cái này đích xác là một phần đại cơ duyên, nhưng Hạ Nhược Tuyết không phải độ kiếp phi thăng, trực tiếp đi thái thượng thế giới mà nói, căn cơ có thể không yên. Hơn nữa, ở thái thượng thế giới, Vạn Khư Thần Điện là tuyệt đối bá chủ, nàng nghênh ngang chấp trưởng một dạy đạo thống, rất có thể đưa tới Vạn Khư chú ý. Ngụy Dĩnh, người thấy thế nào? Hạ Nhược Tuyết không nắm được chủ ý, hỏi. Ngụy Dĩnh lắc đầu một cái, nói ta cũng không dám tự chủ trương, vẫn là cùng Diệp Thần tới đi.
ngươi không phải kêu Tiểu Bạch đi tìm hắn sao? Cùng Diệp Thần tới, hắn tự nhiên có quyết đoán. Phần cơ duyên này quá lớn, sau lưng dính líu tới rất nhiều nhân quả. Vô luận là Hạ Nhược Tuyết, vẫn là Ngụy Dĩnh, cũng không dám tùy tiện định đoạt. Hiện tại, hai người cũng chỉ có thể trông cậy vào Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết liền hướng Cổ Liệt nói, chuyện này quá lớn, ta không làm chủ được, vẫn là cùng bạn ta đến đây đi, ta hỏi hỏi hắn ý kiến. Cổ Liệt gặp Hạ Nhược Tuyết không dám quyết định, nhất thời nhướng mày một cái, trong đầu nghĩ cải cách phái bên kia, phản đối vậy là có lý do. Hạ giới cô gái, không có trải qua gió to sóng lớn, chu luyện xác thực còn xa xa không đủ. Không sao, lão phu chờ là được. Cổ Liệt cũng không phản đối, liền cùng hai cô gái cùng nhau chờ đợi. Tuy nói Hạ Nhược Tuyết tựa hồ thiếu thiếu một mình đảm đương một phía dũng khí, nhưng Cổ Liệt cũng không có quá khinh thị. Dẫu sao người đều là chui luyện ra được. Cùng Hạ Nhược Tuyết chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần Giáo, nàng nhất định có thể lớn lên. Dẫu sao, phái bảo thủ trận doanh mạnh mẽ, có nhiều trưởng lão như vậy chống đỡ nàng, nàng muốn quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, nàng vẫn là lão tổ tông Thanh Nguyệt Nữ Đế nhìn chúng người. Cổ Liệt tin tưởng, lão tổ tông nhất định sẽ không xem nhìn sót. Người phụ nữ này, nhất định là kinh thế tuyệt tục tồn tại. Nàng sẽ dẫn Tinh Nguyệt Thần Giáo, thành lập vô thượng huy hoàng. Lúc này, Diệp Thần, Tiểu Hoàng, Già Thiên Ma Đế, Dạ Vô Tấn các người, ở nơi này phiến thất lạc thời không bên trong, không ngừng tìm kiếm. Chỉ là, thất lạc thời không thực sự quá lớn, quy luật vậy rất phức tạp. Diệp Thần các người trong chốc lát, vậy không tìm được Hạ Nhược Tuyết đúng là cắt chỗ, ngược lại đụng phải không thiếu cường hãn hung thú, nguy hiểm trùng trùng. Cũng may lấy Diệp Thần các người thực lực trước mắt, thông thường nguy hiểm, đã không tổn thương được bọn họ, ngược lại là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chánh hành vào lúc đó, Diệp Thần chợt thấy một cái thanh tú vui vẻ bé gái, đang cầm hai chân chạy nhanh tới. Tiểu Bạch, bé gái đó chính là Hạ Nhược Tuyết thú cưng, Thái Âm Thỏ Ngọc Tiểu Bạch. Diệp Thần lật đật lên tiếng chào hỏi, nếu nhỏ đi không, chắc hẳn Hạ Nhược Tuyết ngay tại bên trái. Diệp Thần ca ca. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu Bạch chạy như bay đến, nhào tới Diệp Thần trong ngực, xít sao ôm hắn một tí. Ừ, không có sao, ta ở chỗ này. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ một tí đầu tóc nàng, vội hỏi, Nhược Tuyết đâu? Nhược Tuyết tỷ tỷ ở bên kia, nàng kêu ta đến tìm ngươi, Diệp Thần ca ca. Tiểu Bạch chỉ một phương hướng. Diệp Thần rốt cuộc nghe được Hạ Nhược Tuyết tin tức, nhất thời đại hỉ, nói, được, mau mang ta đi qua xem. Tiểu Bạch nói, được. Lập tức, Tiểu Bạch nhảy đến Tiểu Hoàng sống lưng trên, cùng Diệp Thần ngồi chung một người cưỡi ngựa, đi về trước chạy như bay. Tiểu Hoàng, thật lâu không gặp lạc, nghe nói người thừa kế Bắc Mãng tổ địa đạo thống, người bây giờ là so với trước kia lợi hại hơn hả? Tiểu Bạch có thật lâu không cùng Tiểu Hoàng vui đùa, đây là liền níu nó lông, cùng nó nói chuyện. Tiểu Hoàng cười khẽ không nói, trên người nó lưng đeo cực lớn nhân quả. Nhưng không nghĩ đem Tiểu Bạch dắt kéo vào. Liền để cho cái này bé gái, cuộc sống không buồn không lo đi xuống đi. Già Thiên Ma Đế cùng Dạ Vô Tấn, đi theo Diệp Thần hai bên, một đường bay vút. Tiểu Bạch, các ngươi có hay không đụng phải đặc biệt gì cơ duyên? Già Thiên Ma Đế hỏi. Cơ duyên sao? Có, Nhược Tuyết tỷ tỷ lấy được một môn đạo pháp, kêu Thái Thượng Tinh Hy nói, đang cảm ngộ tu luyện đâu, nhưng dẫn phát thương khung trăng sáng thở mạnh voi. Tiểu Bạch trả lời. Thái Thượng Tinh Hy đạo sao? Già Thiên Ma Đế ánh mắt hơi chăm chú, hắn phụng ma tổ vô thiên mệnh lệnh, điều tra cái này trăng sáng dị tượng sau lưng nhân quả, bây giờ biết sau lưng cơ duyên, là Thái Thượng Tinh Hy đạo pháp, hắn ngược lại là có thể trở về báo cáo kết quả. Diệp Thần nghe được Hạ Nhược Tuyết lại lấy được cơ duyên, tất nhiên mừng rỡ. Tiểu Bạch nói, Diệp Thần ca ca, Nhược Tuyết tỷ tỷ như thế vất vả tu luyện, cũng là vì ngươi. Diệp Thần cười nói, ngươi kêu nàng không cần như thế vất vả, có nguy hiểm gì, ta mình có thể giải quyết, nàng an tâm hưởng phúc cho giỏi, tùy thời có thể tới ta Hoàng Tuyền Đồ hoặc là Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trong an cư. Nói như vậy, nhưng Diệp Thần biết, Hạ Nhược Tuyết sẽ không cam tâm lâm vào là một cái bình hoa, nàng có nàng kiêu ngạo, cũng muốn trợ giúp hắn. Một đường tiến về phía trước lúc đó, rốt cuộc, Diệp Thần gặp được phía trước, có hai cái quen thuộc cô gái bóng người. Chính là Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh. Thấy được hai cô gái, Diệp Thần tất nhiên đại hỉ, muốn gọi,
nhưng lại thấy Hạ Nhược Tuyết bên người, đứng một cái xa lạ ông già. Xa lạ kia trên người lão giả, mang thái thượng thế giới hơi thở, lại là một tôn Thứ Thiệt Thiên Quân. Diệp Thần trong lòng rét một cái, chẳng biết tại sao sẽ có thái thượng thế giới thiên quân hạ xuống. Bất quá xem Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh hình dáng, cùng vậy ông già tựa hồ vậy khá là hòa hợp, xem ra cũng không có nguy hiểm. Diệp Thần. Thấy Diệp Thần rốt cuộc đã tới, Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh đều là ngạc nhiên mừng rỡ kêu gào lên tới. Cái đó gọi Cổ Liệt ông già, thấy rõ ràng Diệp Thần hình dáng, nhất thời kinh hãi, nói, lúc đầu bạn của các ngươi, lại chính là Luân Hồi Chi Chủ Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết nói, đúng vậy, lão tiền bối, ta có thể hay không đi thái thượng thế giới, chấp trưởng tinh nguyệt thần giáo, còn muốn xem Luân Hồi Chi Chủ ý. Vừa nói, Hạ Nhược Tuyết liền kéo Ngụy Dĩnh tay, hào hứng hướng Diệp Thần chạy đi. Diệp Thần vậy ngồi tiểu hoàng, bước nhanh đi về trước chạy như bay. Nhưng vừa lúc đó, trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được một cổ kinh khủng sát khí, sâu tận xương tủy. Chú ý! Diệp Thần kinh hãi, theo bản năng rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm. Ở hắn cảm nhận được nguy hiểm ngay tức thì, vô số tinh xa bạo lôi, lăn lăn từ trời mà tới, giống như một tràng ngày tận thế pháo bông mưa vậy, oanh tạc xuống. Những thứ này tinh xa bạo lôi, mỗi một viên cũng đi qua vô lượng cảnh cường giả rèn luyện, lực sát thương cực lớn, một oanh tạc mở, thì có vô cùng kinh khủng khí lãng nổ, mãnh liệt lên, ùng ùng vang dội, hư không đều bị nổ được băng liệt. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức giơ lên Luân Hồi Thiên Kiếm bảo vệ tự thân. Một cổ luân hồi kim mang, tràn ra, vững vàng bảo vệ được Diệp Thần, Dạ Vô Tấn, Già Thiên Ma Đế, Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch các người. Bọn họ cũng không có bị thương. Nhưng là, Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, nhưng bị vô số tinh xa bạo lôi, oanh tạc đến bên người. Diệp Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không kịp bảo vệ các nàng. Mà các nàng vội vã cùng Diệp Thần đoàn tụ, cũng không có đột nhiên sẽ có đánh lén hạ xuống. Hạ cô nương, bên kia trưởng lão Cổ Liệt, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở tinh xa bạo lôi rơi xuống ngay tức thì, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một bước ra, bàn tay một chiêu, thiên quân linh khí bùng nổ, đem vậy rất nhiều tinh xa bạo lôi, toàn bộ hấp dẫn đến trên người mình. Bình bịch bịch, từng hạt tròn tinh xa bạo lôi, hung hăng đánh vào Cổ Liệt trưởng lão trên người. Cổ Liệt trưởng lão tại chỗ bị nổ được máu thịt tung tóe, sức sống nhanh chóng trôi qua. Những thứ này tinh xa bạo lôi lực sát thương, là như vậy đáng sợ, cả ngày quân cường giả đều có thể nổ chết. Cổ Liệt trưởng lão ngẩng đầu, nhìn trời cao bên trong, có ba đạo bóng người đồ đen hạ xuống. Là Vân Mộng Trạch và Vân Sơn Vũ phái các ngươi tới. Hắn nhìn vậy ba cái sát thủ quần áo đen, sắc mặt nhất thời chấn động. Đối phương sử dụng tinh xa bạo lôi oanh tạc, chính là tinh nguyệt thần giáo bên trong, cải cách phái giết người thủ đoạn, thu thập tinh xa chế tạo thành ám khí, lấy vô lượng cường giả máu tươi rèn luyện, lực sát thương cực lớn. Vậy ba người không nói gì, ánh mắt âm lãnh đến đáng sợ, đáp xuống. Oanh! Ba cái sát thủ quần áo đen, ầm ầm chấn rơi, thiên quân sát khí bộc phát ra, ấp úng vạn giảm. Dưới trọng thương Cổ Liệt trưởng lão, bị này cùng nghiêm trọng đánh vào, cả người xương cốt rắc rắc sát nổ tung. Bị sống sờ sờ động chết, cặp mắt vẫn cứ mở, chết không nhắm mắt. Tiền bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh kinh hô một tiếng, nhưng các nàng ở đó ba cái quần áo đen thiên quân hơi thở dưới sự xung kích, cũng không chịu nổi, rất miễn cưỡng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Giờ khắc này, Diệp Thần thấy người phụ nữ mình bị thương, nhất thời vô cùng tức giận. Trong lòng phảng phất có hừng hực lửa cháy bừng bừng cháy. Luân Hồi Chi Chủ lại có thể cũng ở đây này, tốc chiến tốc thắng. Vậy ba cái quần áo đen thiên quân, thấy Diệp Thần ở chỗ này, trao đổi một tí ánh mắt, đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Diệp Thần tồn tại, rõ ràng ra bọn họ ý liêu. Tuy nói thời khắc này Diệp Thần, tu vi chỉ có quá chân cảnh 7 tầng thiên, nhưng cái này ba cái quần áo đen thiên quân, cũng không dám chút nào khinh thị. Luân hồi uy danh, chân thực quá mức đáng sợ. Bọn họ đồng loạt nặn động thủ quyết, cả người linh khí nhô lên, ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, hội tụ thành một cái cổ xưa kiểu chữ. Đó là một cái chữ thi. Cái này chữ thi, một nổi lên, thì có vô cùng vô tận tử khí tràn ra tới, tất cả tiếp xúc tới vậy tử khí sinh linh, tựa như đều phải hóa thành thi thể vậy.
Truyền thuyết Hồng Quân lão tổ, ở phá vỡ thực tế thời không, phi thăng không không thế giới thời điểm, không không thế giới bị mở ra một cái lỗ hổng, có đại lượng không không linh khí chiếu nghiêng xuống. Vậy mênh mông không không linh khí, cuối cùng ngưng tụ thành 33 chữ thể, gọi là 33 thiên thần văn. 33 thiên thần văn, mỗi một chữ thể, cũng có nghịch thiên khó lường uy lực, sau lưng có không không phép tắc uy áp. Diệp thần nhìn cái đó chữ thi, liền bắt được thiên cơ, ngay tức thì biết được 33 thiên thần văn bí ẩn. Cái đó chữ thi, chính là 33 thiên thần văn một trong. 33 thiên thần văn, mỗi một cái chữ viết, năng lượng đều là cực kỳ khủng bố, vậy thiên quân đều không cách nào chịu đựng. Vậy ba cái sát thủ quần áo đen, cần chung nhau liên thủ, mới có thể đem cái đó chữ thi cho gọi ra tới. Chữ thi vừa ra, vô biên vô tận tử khí ở chấn động, chung quanh không gian, tiếp xúc tới vậy tử khí, lại có thể bắt đầu phai mờ. Xa ở năm ánh sáng ra tinh thần, tựa như vậy được chữ thi tử khí đánh vào, bắt đầu khô héo vặn vẹo, đi về phía vỡ nát. Vô cùng vô tận tử khí, ùn ùn kéo đến hướng Hạ Nhược Tuyết gào thét đi. Vậy ba cái sát thủ quần áo đen, mục tiêu đặc biệt rõ ràng, chính là chém chết Hạ Nhược Tuyết, tiêu diệt Thanh Nguyệt Nữ Đế pháp dụ bên trong người thừa kế. Hạ Nhược Tuyết tu vi, còn chưa tới thiên quân cảnh giới, thế nhưng ba cái sát thủ quần áo đen, kiêng kỵ Diệp Thần ở bên cạnh, lại là vận dụng vô cùng tàn nhẫn cay, kinh khủng nhất, vô tình nhất lá bài tẩy. Chữ thi tử khí vừa ra, thiên địa tinh không đều phải chết đi, chớ nói chi là một cái phàm trần sinh linh. Hạ Nhược Tuyết nhìn vô cùng vô tận tử khí gào thét tới, mặt đẹp nhất thời thất sắc. Mặt nàng cho, đổi được vô cùng trắng bệch, liền một chút huyết sắc cũng không có, người thật giống như đã thành một cổ thi thể, sức sống đang không ngừng trôi qua. Không tốt! Diệp Thần thấy một màn này, kinh hãi vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ có 33 thiên thần văn loại thủ đoạn này. Luân hồi thánh bôi, phá cho ta. Sống chết trước mắt, Diệp Thần quát to một tiếng, sử dụng luân hồi thánh bôi. Ánh vàng rực rỡ thánh bôi, nhất thời phóng lên cao, bộc phát ra mênh mông thần thánh luân hồi hơi thở. Từng cổ luân hồi kim quang, như mặt trời vậy tách thả ra ra, đem vậy che khuất bầu trời tử khí, nhanh chóng tách ra đi. Cái gì? Đây là, nhân đồ thánh bôi. Thánh bôi lại có thể ở thằng nhóc này trong tay. Vậy ba cái sát thủ quần áo đen, thấy Diệp Thần sử dụng thánh bôi, tại chỗ hù được hồn phi phách tán. Bọn họ thân là sát thủ, gió to sóng lớn gì không gặp qua, đã sớm rèn luyện được vạn kiếp bất ma lạnh lùng tâm cảnh. Nhưng, thấy cái đó thánh bôi thời điểm, bọn họ vẫn là hoàn toàn kinh hãi. Bởi vì, bọn họ nhận ra, đó chính là Hồng Quân lão tổ lưu lại nhân đồ thánh bôi. Cái này nhân đồ thánh bôi, ở Diệp Thần luân hồi huyết mạch tẩy hạ, đã bị giao cho luân hồi khí tượng, bề ngoài không thấy được một chút sát khí. Nhưng, bọn họ vẫn là rõ ràng cảm nhận được, ở thánh bôi sau lưng, ẩn giấu đáng sợ khí tức giết hại. Luân hồi thánh bôi kim quang, xua tan chữ thi thần văn tử khí. Rồi sau đó, Diệp Thần ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vậy ba cái sát thủ quần áo đen, thánh bôi vừa chuyển, có vô cùng vô tận máu tươi bạo dũng ra, một đạo màu máu mang khí, hung hăng hướng vậy ba người chém chết đi. Người đồ sát tia máu, động trời màu máu mang khí, mang cực hạn giết hại đại lộ hơi thở, giống như liền thái thượng thần minh cũng có thể đánh chết. Phốc xích, người đồ sát tia máu chém qua, một cái sát thủ quần áo đen, tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Hắn máu tươi, không tiếng động chảy ra, bị thánh bôi hấp thu, thi thể rất nhanh đổi được khô héo. Ngoài ra hai cái sát thủ quần áo đen, chính là vô cùng chật vật né tránh mở ra, trong tròng mắt tràn đầy kinh hãi. Nhất kích, chỉ là nhất kích. Một cái thiên quân cấp cường giả khác, liền bị Diệp Thần giết chết. Đây chính là nhân đồ thánh bôi đáng sợ. Đi mau. May mắn còn sống sót hai cái sát thủ quần áo đen, vội vàng xoay người chạy trốn. Luân hồi chi chủ quá đáng sợ, liền nhân đồ thánh bôi cũng có thể chấp trưởng, bọn họ không đi nữa, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần muốn truy kích, nhưng kinh mạch và đan điền, nhưng truyền tới một hồi kịch liệt biến dạng đau đớn. Thiếu chút nữa kích thích được hắn hộc máu. Nhưng là sử dụng thánh bôi, ngay tức thì hút hết hắn linh khí, thậm chí liền luân hồi máu tươi đều phải tổn hao một ít. Chém chết thiên quân, dĩ nhiên cường hãn vô địch, nhưng giá phải trả này, cũng là quả thực không nhẹ. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, toàn lực thúc dục nhân đồ thánh bôi, vẫn là miễn cưỡng một chút. Nhưng,
vì cứu vãn Hạ Nhược Tuyết, hắn nghĩa vô phản cố. Thật may, Hạ Nhược Tuyết còn sống, Diệp Thần bỏ ra, cũng không có uổng phí. Muốn đi, chết Triệu Ma Nhãn. Già Thiên Ma Đế thấy vậy hai cái sát thủ quần áo đen thoát đi, hừ một tiếng, tiến lên trước một bước, cả người ma khí phun trào, ở đỉnh đầu hội tụ ra một viên phủ đầy tia máu to lớn con ngươi. Chính là chết Triệu Ma Nhãn. Chết Triệu Ma Nhãn chiếu sáng đi qua, ác liệt ma sát tinh mang, phốc xích một tiếng, đem một cái trong đó sát thủ quần áo đen xuyên qua, tại chỗ giết chết. Vậy sát thủ quần áo đen, tinh thần bị Diệp Thần Nhân Đồ Thánh Bôi ảnh hưởng, trạng thái thật to hạ xuống, cho nên liền là như chó chết chủ vậy, bị Già Thiên Ma Đế nhất kích trong nháy mắt giết. Cái cuối cùng sát thủ quần áo đen, nhưng là lợi dụng chữ thi thần văn, bảo vệ được tự thân thể chớp mắt, biến dạng hư không, chạy trốn đi. Ba cái trời quân sát thủ, chết liền hai cái, một cái thoát đi. Kết thúc chiến đấu. Nhược Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Bạch từ Tiểu Hoàng sống lưng trên nhảy xuống, khóc hướng Hạ Nhược Tuyết chạy đi. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, trọng thương nằm trên đất, đặc biệt yếu ớt, sắc mặt trắng bệch được dọa người. Nàng mặc dù không có chết, nhưng bị chữ thi thần văn đánh vào, thiếu chút nữa thì thành một cổ thi thể, bị thương rất nặng. Tiểu Bạch qua đi ôm nàng. Nàng nhưng liền một câu nói đều không nói ra được. Nhược Tuyết. Diệp Thần vậy lật đật đi tới, ôm Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết khó khăn nói ra, đã là hơi thở mong manh. Diệp Thần ca ca, Nhược Tuyết tỷ tỷ sẽ không chết chứ. Tiểu Bạch khóc, ôm lấy Diệp Thần cánh tay, đặc biệt lo âu. Diệp Thần khẽ cau mày, dò xét dò Hạ Nhược Tuyết mạch đập, nói, không có sao, có ta ở đây, Nhược Tuyết sẽ không xảy ra chuyện. Bát quái thiên đan thuật vận chuyển, Diệp Thần thay Hạ Nhược Tuyết chữa trị, đồng thời vậy thay mình chữa trị. Cũng may hắn đan thuật cường hãn, chỉ cần Hạ Nhược Tuyết còn dư lại một hơi, hắn cũng có thể bảo đảm nàng không chết. Nghĩ đến vậy chữ thi thần văn đáng sợ, Diệp Thần vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Không hổ là 33 thiên thần văn một trong, sau lưng bổ sung thêm không không thời không hơi thở, nếu như không phải là hắn có luân hồi thánh bôi, có thể còn thật khó mà chống cự. Hạ Nhược Tuyết ở Diệp Thần chữa trị xuống, sinh mạng ổn định, nhưng hơi thở như cũ suy yếu, mềm nhũn ngã ở Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần nhìn về Ngụy Dĩnh, nói, Ngụy Dĩnh, rốt cuộc chuyện này như thế nào, vậy ba sát thủ là ai? Ngụy Dĩnh vậy bị thương, nhưng tổn thương được không nặng, đi tới Diệp Thần bên người, thân thể mềm mại khẽ run, nói ta cũng không biết, nhưng bọn họ nếu là hướng về phía Nhược Tuyết tới, có thể là Tinh Nguyệt Thần giáo kẻ địch. Lập tức Ngụy Dĩnh đem Tinh Nguyệt Thần giáo trưởng lão hạ xuống, muốn mời Hạ Nhược Tuyết đi thái thượng thế giới, thừa kế Thanh Nguyệt nữ đế y bát, chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần giáo chuyện, đơn giản nói một lần. Thì ra là như vậy. Diệp Thần hiểu được, nhìn xem vậy đã chết cổ liệt, không nghĩ tới đối phương, lại là muốn mời Hạ Nhược Tuyết đi thái thượng thế giới, làm cái gì giáo chủ. Ma đế, tiểu hoàng, các ngươi ở chỗ này trông nom, ta sợ còn sẽ có địch nhân gì, ta trước mang Nhược Tuyết trở về chữa thương. Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, ôm trước Hạ Nhược Tuyết, lại hướng Ngụy Dĩnh tỏ ý, chính là mang hai cô gái, đi tới nguyện vọng thiên tinh trên. Hạ Nhược Tuyết hơi thở quá yếu ớt, chữ thi thần văn đánh vào sát thương uy lực quá lớn, muốn dựa vào tầm thường thủ đoạn chữa trị nàng, sợ rằng phải cùng 10 ngày nửa tháng mới có thể hết bệnh. Thật may, Diệp Thần còn có biện pháp khác. Chỉ cần giao phó cho Hạ Nhược Tuyết luân hồi huyết mạch linh khí, nàng nhất định có thể nhanh chóng hết bệnh. Ở leo lên nguyện vọng thiên tinh sau đó, Diệp Thần chính là để cho Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh đi tới một gian trong tẩm cung mặt. Hắn sử dụng luân hồi huyền bi ở giữa linh bia, vô số hồi phục lực hội tụ. Ngụy Dĩnh gò má hơi đỏ lên, đã đoán được Diệp Thần muốn làm gì. Ta cũng đã lâu không cùng các ngươi đoàn tụ, bây giờ chính là lúc. Diệp Thần quay đầu hướng Ngụy Dĩnh cười một tiếng, liền thay hai cô gái cởi đồ. Luân hồi huyết mạch bá đạo tính. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất tu bổ thương thế. Lúc này, thái thượng thế giới. Vậy còn sót lại một cái sát thủ quần áo đen, trốn về Tinh Nguyệt Thần giáo, hướng thái thượng trưởng lão Vân Sơn Vũ, và quyền giáo chủ Vân Mộng Trạch bẩm báo. Vân Sơn Vũ và Vân Mộng Trạch, nghe được vậy truyền thừa cô gái, sau lưng lại có luân hồi chi chủ bóng người, đều là kinh hãi. Lại có thể đem luân hồi chi chủ liên lụy đi vào, đây có thể phiền toái. Vân Sơn Vũ chân mày thật sâu nhíu chặt, hắn vốn là lấy là, chàng này nhân quả,
chỉ là Tinh Nguyệt Thần giáo nội bộ phân tranh. Nhưng không nghĩ tới, cái đó gọi Hạ Nhược Tuyết truyền thừa cô gái, sau lưng lại có thể đứng Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ luân hồi liền mấy đời, mỗi một đời cũng không thể coi thường, cái này nhất thế lại lần nữa quật khởi, sau lưng dính líu tới quá mức nhân quả, họa phúc khó liệu. Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay nên làm như thế nào? Vân Mộng Trạch cũng là sầu mi sâu khóa, cảm thấy chuyện không đơn giản. Trước xem nói sau, Luân Hồi đang cùng Vạn Khư đánh cờ, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Chúng ta nếu như giết chết Luân Hồi Chi Chủ người phụ nữ, có thể sẽ đưa tới bất trắc họa. Vân Sơn Vũ giọng nói ngưng trọng, ý nói, là không dám lại tùy tiện đuổi giết Hạ Nhược Tuyết. Dừng một chút, Vân Sơn Vũ lại hướng vậy sát thủ quần áo đen hỏi, người lần này đi thất lạc thời không, còn tra được chút gì? Vậy sát thủ quần áo đen nói, thất lạc thời không, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu, không biết là gặp cái gì biến cố trọng đại, có thể và Thiết Ngai Vàng có liên quan. Thiết Ngai Vàng. Vân Sơn Vũ và Vân Mộng Trạch nghe được lời này, đều là hoảng hốt. Thiết Ngai Vàng, là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, thần bí nhất tồn tại. Tinh Nguyệt Thần giáo cho tới nay, cũng muốn tìm Thiết Ngai Vàng, hùng phách thiên hạ, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức. Hiện tại, hai người nghe được vậy sát thủ quần áo đen nói, thất lạc thời không sau lưng, lại có Thiết Ngai Vàng tung tích, dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ vạn cổ tung tích không mịch Thiết Ngai Vàng, ngày hôm nay muốn xuất thế? Vậy sát thủ quần áo đen nói, thuộc hạ xuống thất lạc thời không lúc đó, tình cờ thấy một tòa thành trì, vậy thành trì triệu sinh linh, toàn bộ hóa thành sắt thép pho tượng, sinh mạng hơi thở chết, trong đó không thiếu thiên quân cường giả. Triệu sinh linh, biến thành sắt thép pho tượng, thậm chí cả ngày quân đều không thể may mắn tránh khỏi. Nghe nói như vậy, Vân Mộng Trạch và Vân Sơn Vũ nhìn nhau, nội tâm lại là rung động. Đây chính là trong truyền thuyết, Thiết Ngai Vàng xuất thế khí tượng. Truyền thuyết, Thiết Ngai Vàng có vô số mênh mông không không hơi thở, siêu thoát phàm trần hết thảy. Người bình thường thấy Thiết Ngai Vàng, đạo tâm lập tức cũng sẽ bị nghiền nát, không cách nào chịu đựng Thiết Ngai Vàng quân lâm thiên hạ nắm giữ hơi thở. Thậm chí, nếu như gặp phải Thiết Ngai Vàng hơi thở xâm nhập, còn sẽ tại chỗ biến thành một cái sắt thép pho tượng, vĩnh viễn mất đi sức sống. Vậy Thiết Ngai Vàng thật là quá đáng sợ, cho dù ở hồng hoang niên đại, cường giả lớp lớp xuất hiện, cũng không có người có thể thu phục. Truyền thuyết Hồng Quân Lão Tổ, chế tạo Thiết Ngai Vàng, là võ tổ đo thân chế tạo. Hắn biết võ tổ không chịu phi thăng không không, cho nên lưu lại Thiết Ngai Vàng, muốn để cho võ tổ quân lâm thiên hạ, thay hắn trấn thủ thế giới hiện thật quy luật. Đáng tiếc, võ tổ cũng không có nhận bị Thiết Ngai Vàng, vậy Tôn Ngai Vàng, chính là thất lạc trên đời lúc đó. Bất kỳ muốn chấm mút người, cũng sẽ bị Thiết Ngai Vàng tản ra sát khí, dị hóa thành một cái sắt thép pho tượng. Vậy sát thủ quần áo đen thấy dị tượng, triệu sinh linh hóa thành thiết xem, rất có thể chính là Thiết Ngai Vàng xuất thế dấu hiệu. Thiết Ngai Vàng, rất có thể, núp ở thất lạc thời không bên trong. Chuyện này không muốn lộ ra, Thiết Ngai Vàng xuất thế, không phải chuyện đùa. Thiết Ngai Vàng trải qua vô số kỷ nguyên, một mực không người thu phục. Vậy Ngai Vàng tuyệt đối sản sinh ra khí linh, thực lực thông thiên triệt địa, lật đổ vạn cổ. Trừ thái thượng thế giới bên ngoài, không có bất kỳ địa phương, có thể chứa được Thiết Ngai Vàng hơi thở bá đạo. Ta phỏng đoán thất lạc thời không chỗ đó, đã sắp hoàn toàn hủy diệt, chỗ đó quy luật, không chịu nổi Thiết Ngai Vàng đánh vào. Vân Sơn Vũ già nua bàn tay, nắm chặt liền vừa buông ra, giọng nói cực kỳ ngưng trọng. Thái thượng trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vân Mộng Trạch hỏi, nếu như Thiết Ngai Vàng thật xuất thế, vậy thì thật là nghịch thiên biến cố lớn. Chuyện này rất lớn, không thể lỗ mãng, vẫn là giữ binh không nhúc nhích, cùng Thiết Ngai Vàng thật xuất thế, làm tiếp dự định, chỉ cần chúng ta cướp được Thiết Ngai Vàng, chính là thiên mệnh sở quy, vậy không tới phiên cái đó gọi Hạ Nhược Tuyết cô gái, chấm mút ta Tinh Nguyệt Thần giáo đạo thống. Vân Sơn Vũ làm ra quyết đoán, nói, hết thảy đều nghe Thái Thượng Trưởng Lão phân phó. Vân Mộng Trạch cung kính gật đầu. Mà bên kia, phái bảo thủ trận doanh bên trong, đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, cảm giác được Cổ Liệt chết, vô cùng tức giận, phỏng đoán là cải cách phái động tay chân, liền phái người điều tra không ngừng. Hình ảnh quay về, thất lạc thời không, nguyện vọng thiên tinh trên. Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh hai nữ, ôn tình hồi lâu, ba người thương thế, đều là hoàn toàn phục hồi như cũ, khôi.
khôi phục được đỉnh cấp. Bất quá, Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, bởi vì bị qua chữ thi thần văn ảnh hưởng, tinh thần còn mang một chút bóng mờ, cần thời gian điều dưỡng. Từ Hạ Nhược Tuyết trong miệng, Diệp Thần rốt cuộc biết, vậy ba cái sát thủ quần áo đen, rất có thể là Tinh Nguyệt Thần Giáo, khác nhất phái trận doanh phái tới đây, mục đích chính là giết chết Hạ Nhược Tuyết, ngăn cản nàng thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế Y Bát. Diệp Thần, chúng ta hiện tại phải làm gì? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Hiện ở đó một kêu cổ liệt trưởng lão, đã chết, nàng và Tinh Nguyệt Thần Giáo bên kia, cắt liên lạc, cũng không biết lại làm sao liên lạc trên. Thật ra thì, nàng là muốn đi Tinh Nguyệt Thần Giáo. Nếu quả thật có thể chấp trưởng Tinh Nguyệt Thần Giáo đạo thống, cùng Diệp Thần sau này đi Thái Thượng Thế Giới, nàng cũng có thể trợ lực. Đây cũng là nàng một mực tu luyện mục đích. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như vậy Tinh Nguyệt Thần Giáo, thật muốn mời ngươi thừa kế đạo chính thống nói, bọn họ sẽ lại phái dưới người tới. Diệp Thần nói, vậy, ta thật muốn đi không? Hạ Nhược Tuyết không nắm được chủ ý. Vậy phải xem thành ý của bọn họ nói sau. Diệp Thần nói, ừ, ta đều nghe ngươi. Hạ Nhược Tuyết ôm Diệp Thần cánh tay, tự nhiên đều là nghe Diệp Thần an bài. Các ngươi hai cái, đoạn thời gian này, có thể có cái gì thú vị trải qua? Diệp Thần cười một tiếng, ôm hai cô gái, hiện tại nguy cơ tạm thời giải quyết, tâm tình hắn ngược lại cũng buông lỏng. Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh nhìn nhau, sau đó, Hạ Nhược Tuyết mang vẻ ngưng trọng, nói. Nhắc tới, ta và Ngụy Dĩnh, ngược lại là gặp một kiện chuyện kỳ quái. Chúng ta từng ở một thành phố bên trong lưu lại, sau đó tạm thời rời đi, chờ chúng ta lại lúc trở về, nhưng phát hiện tòa thành thị nào, triệu sinh linh, đều biến thành sắt thép pho tượng, mất đi người sống hơi thở. Diệp Thần kinh ngạc nói, sắt thép pho tượng. Hạ Nhược Tuyết nói, ừ, ta phỏng đoán, khả năng này là pháp bảo nào đó mang tới đáng sợ hạo kiếp, bởi vì ta và Ngụy Dĩnh, ở tòa thành thị nào trung ương, mơ hồ thấy được một tôn ngai vàng. Vậy tôn ngai vàng, hoàn toàn là sắt thép đúc thành, đen nhánh, lạnh lùng, tràn đầy quân lâm thiên hạ khí tức uy nghiêm, có vô cùng minh mông quyền năng tràn ngập ra. Ta cùng Ngụy Dĩnh chỉ nhìn một cái, đạo tâm liền thiếu chút nữa bị nghiền nát, thật may chúng ta trong cơ thể, đều có người ban cho luân hồi huyết mạch, mới cuối cùng giữ vững thanh tỉnh, thoát đi. Diệp Thần nghe được Hạ Nhược Tuyết giải thích, nhất thời kinh hãi, nói thiết ngai vàng. Người thấy pháp bảo, rất có thể là thiết ngai vàng. Hạ Nhược Tuyết nghe cái này hơi có chút cổ quái pháp bảo tên chữ, nói thiết ngai vàng. Đây là pháp bảo gì? Diệp Thần nói, vậy pháp bảo, là Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo. Đơn giản đem thiết ngai vàng lịch sử sâu xa, nói một lần. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh sau khi nghe được, đều là kinh hãi. Hạ Nhược Tuyết nói, lúc đầu chúng ta thấy ngai vàng, lại là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, thần bí nhất tồn tại. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn, nói, không nghĩ tới ở nơi này phiến thất lạc thời không, lại có thiết ngai vàng tung tích, vậy pháp bảo vạn cổ bóng dáng không mịch, chẳng lẽ cái này một cái kỷ nguyên, rốt cuộc phải xuất thế. Thiết ngai vàng uy năng quá mênh mông, không người có thể tìm được. Muốn chân chính tìm được thiết ngai vàng, trừ phi là nó điều động xuất thế. Mà hiện tại, nghe Hạ Nhược Tuyết miêu tả, vậy thiết ngai vàng, rất có thể cũng nhanh xuất thế, thậm chí ở thất lạc thời không bên trong, hiện ra qua nghịch thiên uy năng, đem một tòa thành trì sinh linh, toàn bộ dị hóa thành sắt thép pho tượng. Nếu là có thể chấp trưởng thiết ngai vàng, Diệp Thần liền có thể hồi phục cỏ nhỏ. Hơn nữa, thiết ngai vàng bản thân, chính là thần bí nhất thái thượng thần khí, nếu có thể chấp trưởng, lại có thể quân lâm thiên hạ, độc đoán vạn cổ vô địch. Nếu có thể có thiết ngai vàng tung tích, vậy vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng không thể bỏ qua. Lập tức, Diệp Thần hỏi rõ thành phố đó vị trí, liền để cho Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, ở Nguyện Vọng Thiên Tinh trên nghỉ ngơi, hắn một mình đi ra ngoài. Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết thế nào? Già Thiên Ma Đế thấy Diệp Thần đi ra, hỏi. Các nàng đã không có sao, bất quá các nàng nói một cái bí mật, và thiết ngai vàng có liên quan, có lẽ chúng ta hẳn đi xem. Diệp Thần nói, thiết ngai vàng. Già Thiên Ma Đế nghe nói như vậy, nhất thời con người có giúp một cái, hắn hiển nhiên cũng nghe qua thiết ngai vàng truyền thuyết. Vậy ngai vàng vạn cổ không gặp bóng dáng, chẳng lẽ lại thất lạc thời không? Diệp Thần nói, rất có thể. Già Thiên Ma Đế thật sâu cau mày nói, nhưng, thiết ngai vàng uy năng không phải chuyện đùa, vậy pháp bảo, chỉ có thái thượng thế giới,
mới khá chịu đựng uy áp, cái này phiến thời không, tuyệt không khả năng chịu được. Hắn cũng biết thiết ngai vàng uy năng khủng bố, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật thời không, chỉ có thái thượng thế giới quy luật, mới có thể chịu đựng thiết ngai vàng minh mông thần uy. Diệp thần nói, bất kể như thế nào, chúng ta trước lại xem. Già thiên ma đế nói, được. Diệp thần gật đầu một cái, liền cùng già thiên ma đế lên đường. Tiểu hoàng, tiểu bạch, Dạ Vô Tấn các người, thì bị thu xếp ở nguyện vọng thiên tinh trên. Thiết ngai vàng uy áp quá mức đáng sợ, thậm chí có thể đem người biến thành một cái sắt thép pho tượng. Diệp thần sợ tiểu hoàng, tiểu bạch các người, không chịu nổi, cho nên trước hay là đem bọn họ nghỉ ngơi. Còn như tìm thiết ngai vàng, liền để cho hắn và già thiên ma đế đi là được. Diệp thần mang ma đế, một đường phi hành, rất nhanh đi tới Hạ Nhược Tuyết nói địa phương. Tòa thành trì kia, trôi lơ lửng ở trong hư không, chung quanh tinh thần vần quanh, là một tòa nội tình thâm hậu thành trì. Nhưng hiện tại, tòa thành trì này, đã sinh ra đáng sợ dị biến. Thành trì tứ phương tinh thần, đã sớm biến thành từng hạt tròn sắt thép tinh thần, tất cả ánh sao cũng mở đi xuống, trời trăng sao đều chết hết. Còn như tòa thành trì kia, tường thành, nhà, cung điện, lâu vũ, sơn thủy, cỏ cây, tất cả thế giới hiện thật tồn tại hết thảy dấu vết, toàn bộ biến thành sắt thép chế tạo hình dáng, lạnh như băng, tràn ngập lạnh lùng hàn mang. Mà ở trong thành trì, từng cái sinh linh, bất kể là loài người, vẫn là chim thú vật cái gì, đều biến thành một cái sắt thép pho tượng. Diệp thần và ma đế nhìn nhau, đều là vô cùng kinh ngạc. Hai người cho tới bây giờ không có gặp qua này cùng cảnh tượng, trời trăng sao, thiên địa sơn hà, sinh linh thú vật, toàn bộ biến thành sắt thép chế tạo tồn tại. Một màn này, chân thực quá mức đáng sợ. Diệp thần vận chuyển lục đạo luân hồi pháp, bảo vệ được tự thân, cùng già thiên ma đế hạ xuống đi xuống. Đi ở nơi này phiến sắt thép chế tạo thành trì bên trong, hai người đều cảm thấy một chút lòng rung động. Chanh! Diệp thần vung lên kiếm, chém về phía trong đó một cái sắt thép pho tượng. Pho tượng kia bị chém thành hai nửa, bên trong là thực tâm bằng sắt, không có cái khác bất kỳ đồ, càng không có một tia linh khí chập chờn. Thật quỷ dị tồn tại, trong truyền thuyết thiết ngai vàng, có thể thật xuất hiện chỗ này qua. Diệp thần sờ một cái vậy gãy lìa pho tượng, nếu như pho tượng kia, là một vị cường giả dùng thần thông gì chế tạo, tất nhiên sẽ lưu lại linh khí dấu vết. Nhưng hiện tại, Diệp thần cũng không có bắt được bất kỳ linh khí chập chờn, chỉ có thuần túy sắt thép dấu vết. Nếu như thiết ngai vàng thật xuất thế, vậy thời tiết muốn thay đổi. Già thiên ma đế lẩm bẩm nói nhỏ, vậy đánh hơi được một chút gió nổi mây vần mùi vị. Ngay tại lúc này, hai người nhưng phát hiện, chung quanh thời không, có sụp đổ dấu hiệu. Không gian ở than súc, trời trăng sao đi về phía phai mờ, đại lộ quy luật ở vỡ nát. Diệp thần nhướng mày một cái, cùng già thiên ma đế thoát thân đi ra ngoài. Trước mắt sắt thép thành, nhưng là nhanh chóng sụp đổ hủy diệt. Không chỉ như vậy, toàn bộ thất lạc thời không, cũng mơ hồ có sụp đổ dị tượng. Dõi mắt nhìn lại, trăm triệu vạn dặm hư không, khắp nơi sụp đổ, khắp nơi hủy diệt, tựa như gặp phải một trận tai họa lớn nghiền ép, đi về phía ngày tận thế. Thất lạc thời không muốn sụp đổ. Diệp thần thanh âm hơi có chút rung động. Cái này phiến thời không, như vậy minh mông, rốt cuộc là như thế nào lực lượng, mới có thể băng diệt như vậy minh mông thế giới. Già thiên ma đế nhìn chung quanh khắp nơi sụp đổ dị tượng, ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, nói thiết ngai vàng quả nhiên xuất hiện qua, cái này phiến thất lạc thời không, không chịu nổi thiết ngai vàng uy áp, đã sắp băng diệt, chúng ta đi mau. Vừa nói liền muốn mang Diệp thần rời đi. Thiết ngai vàng xuất hiện, chính là một trận tai họa lớn. Thất lạc thời không muốn hủy diệt, mảnh thế giới này, cũng không thể chịu đựng thiết ngai vàng uy áp. Chỉ có thái thượng thế giới, mới có thể chứa được thiết ngai vàng. Không, vẫn không thể đi. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng nhớ lại vĩnh hằng thần điện Nam Cung Nhã Tình. Năm đó, hắn ở thất lạc thời không, tranh đoạt huyền tôn cửa, thiếu Nam Cung Nhã Tình một cái thiên đại ân huệ. Hơn nữa, Diệp thần vậy đã đáp ứng vĩnh hằng thần điện điện chủ Nam Cung Vấn Thiên. Nói nếu như con gái hắn, có cái gì nguy nan nói, hắn sẽ giúp hắn giúp một tay. Lần này, chính là trả lại nhân quả thời điểm. Thất lạc thời không mau sụp đổ, phải đi hướng ngày tận thế hủy diệt, Diệp thần không thể nhìn Nam Cung Nhã Tình mai táng ở chỗ này. Hiện tại thời không sụp đổ, còn không lan tràn đi ra ngoài,
còn có cứu vãn cơ hội. Nếu như cùng cái này phiến sắt thép thành sụp đổ hơi thở, hoàn toàn bộc phát ra đi, vậy thì cái gì đã trễ rồi. Chúng ta đi một chuyến Vĩnh Hằng Thần Điện. Diệp Thần nhìn về phía Già Thiên Ma Đế, người sau cũng là gật đầu một cái. Lập tức, Diệp Thần cảm giác được Vĩnh Hằng Thần Điện vị trí, trực tiếp biến dạng hư không, và Già Thiên Ma Đế cùng đi. Rất nhanh, hai người chính là đi tới Vĩnh Hằng Thần Điện. Nơi này chỗ ở thời không, tạm thời còn không sụp đổ dấu hiệu. Nhưng mà, hai người ánh mắt nơi gặp, nhưng là một mảnh phế tích. Ngày xưa huy hoàng Vĩnh Hằng Thần Điện, hiện tại đã bị người san thành bình địa, tất cả cung điện cũng sụp đổ, mọi chỗ lửa lớn đang cháy, trong không khí tràn đầy tiêu thúi thịt nướng vị. Từng cái Vĩnh Hằng Thần Điện đệ tử, thi thể bừa bãi, ngã ở phế tích bên trong. Nơi này từng bùng nổ qua đại chiến, Vĩnh Hằng Thần Điện nhưng là bị san bằng, kẻ địch hiển nhiên vô cùng cường đại. Chuyện gì xảy ra, có người tập kích Vĩnh Hằng Thần Điện? Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng ma tộc người, kéo nhau trở lại? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thần Điện, không có bị sụp đổ thời không ảnh hưởng đến, ngược lại là bị không biết kẻ địch hủy diệt. Diệp Thần phỏng đoán là Vĩnh Hằng ma tộc, dẫu sao đó là Vĩnh Hằng Thần Điện tử địch. Ma đế cũng là thần sắc ngưng trọng, cùng Diệp Thần cùng nhau hạ xuống đi xuống, trong phế tích tìm, hy vọng có thể tìm được cái gì người sống sót. Nhưng là, một người sống sót cũng không có. Địch nhân thủ đoạn rất tàn nhẫn, tất cả thi thể đều bị bổ đao, bảo đảm sẽ không có người bất kỳ sống sót. Đáng chết! Thật là ác độc thủ đoạn. Diệp Thần cắn răng, nhưng cũng không có buông tha, mà là trực tiếp thiêu đốt lên mình một giọt luân hồi máu tươi, bắt đầu suy diễn thiên cơ. Rào! Ở luân hồi máu tươi cháy hạ, thiên cơ hình ảnh chảy ngược. Rất nhanh, Diệp Thần và Ma Đế trước mặt, chính là có từng bức họa, nhanh chóng lướt qua. Hình ảnh bên trong, chém giết thảm thiết, tiếng reo hò sục sôi. Chỉ gặp từng cái dài màu xanh da trời ra, thân mặc khôi giáp cường giả, ở Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong khắp nơi giết cướp. Quả nhiên là Vĩnh Hằng ma tộc người. Diệp Thần nhìn những cường giả kia, nhất thời con người co rúm lại. Vĩnh Hằng ma tộc, quả nhiên là kéo nhau trở lại. Nhưng, chàng này giết hại nhân vật chính, tựa như không phải Vĩnh Hằng ma tộc. Ở trên trời, có ba vị loài người võ giả đứng, trên mặt bọn họ mang tàn khốc nụ cười. Một cái trong đó phía sau nam tử, lơ lửng một tòa chuông báo tử pháp bảo. Vậy chuông báo tử không ngừng phát ra đang đang tiếng vang, nhiếp đoạt người tâm hồn. Ở chuông báo tử gõ hạ, Vĩnh Hằng Thần Điện các đệ tử, các trưởng lão, đều bị liền nghiêm trọng ảnh hưởng, thực lực khó mà phát huy, bị từng cái ma tộc chém chết. Những cái kia ma tộc cường giả, đều là cuồng nhiệt hình dáng, bọn họ tựa như thành ba người kia tộc võ giả dưới quyền, chỉ biết là giết hại. Ba người kia tộc võ giả, mới thật sự là nhân vật chính. Hình như là Thiên Thanh Minh người. Già Thiên Ma Đế nhìn mấy người kia tộc võ giả, ngạc nhiên nói. Thiên Thanh Minh. Diệp Thần trong lòng hơi rung. Ba người kia tộc võ giả, võ đạo kinh người, khí tức cường đại, đều là thiên quân cấp bậc cao thủ. Bọn họ xuất thân, chính là cái gì Thiên Thanh Minh? Ừ, ta nghe qua truyền thuyết, ở Thái Thượng Thế Giới, có một nhóm người tộc thiên tài, bọn họ thiên tính thích tự do cùng giết hại, không thích ràng buộc, bọn họ không đầu dựa vào bất kỳ môn phái nào, mình gây dựng một cái thế lực đặc thù, tên là Thiên Thanh Minh, hàng năm ở bên ngoài lịch luyện, cướp đoạt tài nguyên, hưởng thụ giết hại và hành hạ. Muốn gia nhập Thiên Thanh Minh, phải thân phận tôn quý, thiên phú mạnh mẽ. Xem vậy mấy cái võ giả trang phục, tựa hồ chính là Thiên Thanh Minh người. Già Thiên Ma Đế ngắm nhìn trong hình nhân tộc võ giả, bọn họ đều là cả người thiên trường bào màu xanh trang điểm, áo choàng trên có dấu màu đỏ tường vân đồ đằng, đặc biệt rõ ràng. Đây chính là Thiên Thanh Minh trang phục đặc biệt. Diệp Thần nhìn mấy người kia tộc võ giả, giọng nói trầm xuống nói, nhìn dáng dấp, Vĩnh Hằng ma tộc là bị Thiên Thanh Minh khống chế. Vĩnh Hằng ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng không thể cùng Thái Thượng Thế Giới thế lực so sánh. Mà vậy Thiên Thanh Minh, chính là tới từ Thái Thượng Thế Giới thế lực, lấy giết hại mà sống, hung hãn mà mạnh mẽ. Hôm nay nhìn như, Vĩnh Hằng ma tộc tựa hồ là bị Thiên Thanh Minh khống chế. Hình ảnh tiến hành được cuối cùng, Diệp Thần thậm chí thấy, Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Nhã Tình, cũng bị bắt làm tù binh. Diệp Thần thấy một màn này, tim nhất thời căng thẳng. Chỉ gặp mấy người kia tộc trong võ giả, ở giữa một người, bay xuống.
sau lưng hắn chuông báo tử, vậy đi theo hạ xuống, vây quanh hắn thân thể, không ngừng xoay tròn, phát ra làm người sợ hãi tiếng chuông. Ngươi là người phương nào? Nam Cung Vấn Thiên vành mắt hết sức nứt ra, lớn tiếng chất vấn. Vậy chuông báo tử tiếng chuông, cực kỳ khủng bố, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Nam Cung Vấn Thiên nghe được vậy chuông báo tử sau đó, cả người linh khí lại có thể rơi vào tĩnh mịch, cuối cùng bị mấy người kia tộc võ giả tù binh. Mấy người kia tộc võ giả, đều là thiên quân cao thủ, hơn nữa còn có đặc thù pháp bảo nơi tay, Nam Cung Vấn Thiên một thân một mình, nhưng thì không cách nào đối kháng. Ha ha, ta kêu Lưu Trường Thanh, là Thiên Thanh Minh thành viên, nghe nói các người Vĩnh Hằng Thần Điện, là thất lạc thời không khổng lồ nhất một trong những thế lực, cho nên ta liền muốn hàn huyên với các ngươi một chút. Kêu Lưu Trường Thanh nam tử, một cái chân dẫm ở Nam Cung Vấn Thiên trên bả vai, trên cao nhìn xuống cười nói. Trò chuyện cái gì, người tàn sát ta Vĩnh Hằng Thần Điện tộc nhân, ta cho dù chết, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Vấn Thiên cực kỳ dũng mãnh, trực tiếp chú mắng lên. Không cần như thế xung động, mọi người có lời tốt dễ thương lượng. Lưu Trường Thanh khẽ mỉm cười, lại nhìn xem một bên Nam Cung Nhã Tình, đây là con gái ngươi chứ? Nếu như chẳng muốn nàng xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời ta nói. Nam Cung Nhã Tình thân thể mềm mại run lên, nhưng ở vậy chuông báo tử ảnh hưởng, cũng không lực vùng vẫy. Nam Cung Vấn Thiên chính là thần sắc âm trầm, nói, ngươi muốn biết cái gì? Lưu Trường Thanh vẻ mặt thu liễm. Giọng mang một chút mãi mãi thần bí cùng khẩn trương, nói thiết ngai vàng ở nơi nào. Nam Cung Vấn Thiên sửng sốt một chút, nói cái gì thiết ngai vàng. Ta trong thần điện cũng có một tôn ngai vàng, người muốn nói, cứ việc cầm đi là được. Thiết ngai vàng truyền thuyết, khá là bí mật, vậy chỉ ở thái thượng thế giới truyền lưu, hạ giới người nhưng là không biết. Cho nên, Nam Cung Vấn Thiên hoàn toàn chưa từng nghe qua thiết ngai vàng truyền thuyết. Lưu Trường Thanh trên mặt lộ ra một chút vẻ tức giận, quạt hắn một cái tát, nói, người mẹ hắn lửa bịp ta là chứ. Kích động dưới, lại là tuôn ra thô tục. Lão tử là hỏi ngươi, thiết ngai vàng rơi xuống, không phải các ngươi cái gì đó cái ghế rách. Nam Cung Vấn Thiên ngẩn người, hắn Vĩnh Hằng Thần Điện ngai vàng, vô cùng huy hoàng, thậm chí ra đời khí linh, nhưng cái này cái Lưu Trường Thanh, nhưng không có hứng thú chút nào, chỉ muốn cái gì thiết ngai vàng. Cái gì thiết ngai vàng? Lão Phu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nam Cung Vấn Thiên thành thật trả lời. Lưu Trường Thanh tức giận, rút kiếm muốn chém. Một cái ma tộc tướng lãnh, kéo lại hắn, nói, đại nhân, người hạ giới, ngu muội rốt nát, chưa từng nghe qua thiết ngai vàng truyền thuyết, vậy dễ hiểu. Lần này Vĩnh Hằng ma tộc, kéo nhau trở lại, nhưng thật ra là lấy được Thiên Thanh Minh chống đỡ. Hai bên là hợp tác, nhưng Thiên Thanh Minh chiếm cứ quyền chủ động. Cho nên vậy ma tộc tướng lãnh, nói chuyện cũng là 10 phần khách khí. Vĩnh Hằng ma tộc muốn tiêu diệt Vĩnh Hằng Thần Điện, giờ phút này cũng đạt tới mục đích. Nhưng, Thiên Thanh Minh mong muốn, nhưng là thiết ngai vàng. Lưu Trường Thanh hừ một tiếng, liền thu hồi trường kiếm, lạnh giọng hỏi, thiết ngai vàng, chính là một tôn sắt thép chế tạo ngai vàng, cái này tôn ngai vàng, rất có thể liền ở các ngươi thất lạc thời không xuất hiện. Các ngươi Vĩnh Hằng Thần Điện. Có từng phát hiện có cổ quái gì dấu hiệu, so như tinh thần hóa thành sắt thép, sinh linh biến thành bằng sắt pho tượng các loại. Nếu là có thể cung cấp cho ta có giá trị tình báo, ta có thể tha các ngươi, thậm chí mang các ngươi đi thái thượng thế giới, vĩnh hưởng tiên phúc vậy không thành vấn đề. Nghe được Lưu Trường Thanh mà nói, Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Nhã Tình đều là ngây dại. Xem ra vậy thiết ngai vàng, thật sự là nghịch thiên vậy trọng yếu, lại có thể làm được vậy Lưu Trường Thanh. Như vậy coi trọng. Ngươi nói dị tượng, ta cho tới bây giờ không gặp qua, cái gì thiết ngai vàng, ta cũng một mực không biết. Nam Cung Vấn Thiên trả lời. Lão gia, còn dám phách lối. Lưu Trường Thanh giận dữ, hung hăng một cước, đem Nam Cung Vấn Thiên đạp lộn mèo trên đất. Rồi sau đó, hắn chính là vẫy tay quát lên, đem bọn họ hai cha con gái, mang về tống giam, nghiêm hình đánh khảo, nhất định phải hỏi ra thiết ngai vàng đầu mối. Mấy cái ma tộc thành viên, đem Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Nhã Tình, đặt đi xuống. Sau đó, bọn họ lại thả một cây đuốc, đem Vĩnh Hằng Thần Điện hoàn toàn thiêu hủy, nghênh ngang đi. Hình ảnh đến nơi này, hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế sau khi xem xong, đều là vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần thân thể lắc lư một tí, đầu ông tác hưởng,
bởi vì cháy luân hồi máu tươi, theo dõi qua lại thiên cơ, hao tổn khá là to lớn. Móc ra một viên đan dược, Diệp Thần ăn vào, thoáng điều thuận khí tức, hít sâu một hơi nói. Xem ra những cái kia thiên thanh minh người, vậy tìm thiết ngai vàng. Già thiên ma đế nói, không sai. Nam Cung gia hai cha con gái, đều bị bắt đi, đây có thể phiền toái, ngươi có thể ngược dòng thiên cơ, tra được những cái kia thiên thanh minh võ giả, ở địa phương nào sao? Diệp Thần nói, ta lại thử một chút. Mới vừa theo dõi hoàn thiên cơ Diệp Thần, không thể làm gì khác hơn là thức tỉnh tinh thần, lại hội tụ linh khí, mở luân hồi thiên nhãn, định ngược dòng thiên cơ, tìm thiên thanh minh võ giả chỗ, từ đó cứu Nam Cung Vấn Thiên hai cha con gái. Dẫu sao, Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Nhã Tình, đối hắn có đại ân, phần này nhân quả, dĩ nhiên là phải trả. Thiên cơ sương mù nồng nặc mở ra, Diệp Thần trước mắt thật nhiều hình ảnh lướt qua. Bỗng nhiên, một bức gần như tĩnh mịch hình ảnh, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hình ảnh bên trong, vũ trụ đen nhánh mà thâm thúy, có nhàn nhạt ánh sao chiếu sáng. Dựa vào mơ hồ ánh sao, Diệp Thần thấy được trong hư không, lơ lửng một cái ngai vàng. Vậy ngai vàng, thuần túy do sắt thép đúc, giữa lưng là một cái cầm bằng sắt kiếm, tràn đầy động trời uy nghiêm. Chỗ tòa này ngai vàng, ngồi một đạo thân ảnh cô độc, hắn quan sát trống không vũ trụ, bóng người lộ vẻ được đặc biệt tịch mịch. Hắn hơi thở tản mát ra, đáng sợ một màn xuất hiện, chung quanh không gian, lại có thể bắt đầu cố hóa, biến thành sắt thép chế tạo sân. Phương xa tinh thần, vậy bắt đầu thiết hóa, mất đi tất cả ánh sao. Thiên địa đổi được tĩnh mịch. Hoàn toàn ảm đạm xuống, chỉ còn lại sắt thép hàn mang. Rồi sau đó, vậy ở sắt thép ngai vàng ngồi ngay thẳng cô độc thân ảnh, bỗng nhiên ngẩng đầu mở mắt. Diệp Thần dòm ngó thiên cơ, vừa vặn liền thấy hắn ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Vậy cô độc thân ảnh, sửng sốt một tí, tựa như phát hiện Diệp Thần theo dõi. Nguy rồi. Diệp Thần trong lòng hô to không ổn, muốn thu hồi ánh mắt, nhưng đã muộn. Tim hắn đập bịch bịch. Cảm thấy cả người xuất hiện dị biến. Mạch máu bên trong chảy xuôi, không còn là máu tươi, mà là từng giọt thiết nước ép, vô cùng nặng nề. Cả người mỗi một nhánh kinh mạch, mỗi một cái xương cốt, đều bắt đầu thiết hóa. Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được, mình phải đổi thành một cái sắt thép pho tượng, vĩnh viễn mất đi sức sống. Thằng nhóc, người thế nào? Ma đế đứng ở Diệp Thần bên người, đột nhiên thấy Diệp Thần biến hóa, nhất thời giật mình. Diệp Thần thân thể, bắt đầu đổi được cứng ngắc, nổi lên bằng sắt hàn mang, sờ lên liền cùng sắt thép vậy lạnh cứng rắn. Hắn hô hấp ngưng, mắt mở thật to, phủ đầy khủng hoảng, dường như muốn rơi vào cái gì vực sâu vậy. Chẳng lẽ người thằng nhóc này, dòm ngó dò được thiết ngai vàng tung tích? Già thiên ma đế vô cùng kinh hãi, Diệp Thần thân thể, lại có thể bắt đầu thiết hóa, rõ ràng cho thấy bị thiết ngai vàng hơi thở ăn mòn. Tỉnh lại cho ta. Già thiên ma đế không nói hai lời, cả người linh khí tuôn ra, bao phủ ở Diệp Thần, muốn ngăn cản Diệp Thần thiết hóa. Nhưng, Diệp Thần thân thể, dần dần cứng rắn như thiết, hắn linh khí, căn bản thấm vào không đi vào. Ma đế mồ hôi lạnh nhô ra, chẳng lẽ Diệp Thần muốn chỉ như vậy chết đi? Trong truyền thuyết thiết ngai vàng, lại đáng sợ đến tình cảnh này, Diệp Thần chỉ là theo dõi thiên cơ, liền tại chỗ bị thiết hóa. Ở ngắn ngủi mấy hơi thở trong thời gian, Diệp Thần thân xác, liền hoàn toàn thiết hóa, chỉ còn lại thần hồn còn có thể hoạt động. Hắn tự nhiên cảm giác được, ma đế cố gắng, nhưng căn bản không dùng. Thiết ngai vàng, là do không không thế giới tinh khí chế tạo ra, mang theo không không quy luật, uy năng quá kinh khủng. Diệp Thần cảm thấy mình thần hồn, cũng phải đi về phía thiết hóa, muốn hoàn toàn mất đi ý thức. Không, ta không thể lúc này chết đi. Diệp Thần ý thức đang gầm thét, đạo tâm đang sôi trào. Lòng hắn niệm trong chuyển động, lập tức thúc giục luân hồi thiên kiếm. Đây là Diệp Thần theo bản năng cử động. Ở sống chết trước mắt, Diệp Thần cảm thấy, chỉ có luân hồi thiên kiếm, mới có thể cứu mình. Rào! Luân hồi thiên kiếm phá ra, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, thả ra màu vàng sậm thần thánh ánh sáng. Ở luân hồi thiên kiếm ánh sáng chiếu rọi xuống, Diệp Thần vậy thiết hóa thân thể. Quả nhiên dần dần khôi phục nguyên trạng. Hắn da thịt, xương cốt, kinh mạch, máu, cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Luân hồi thiên kiếm, chặn lại thiết ngai vàng phép tắc ăn mòn. Thiết ngai vàng quy luật, có thể ăn mòn hết thảy, thiết hóa hết thảy,
nhưng không cách nào thiết hóa luân hồi thiên kiếm. Rất nhanh, Diệp Thần từ thiết hóa trong trạng thái, hoàn toàn tránh thoát được. Hình ảnh kia bên trong, ngồi ngay ngắn ở thiết ngai vàng bóng người, trong mắt hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Diệp Thần có luân hồi thiên kiếm bảo vệ, lại đi xem vậy thiết ngai vàng, thân thể cũng chưa có bị thiết hóa. Vậy tôn thiết ngai vàng, đen nhánh cao lớn, ước chừng có mười mấy mét cao, giống như là dùng trăm ngàn thanh kiếm bén chế thành, có đao kiếm chế tạo nấc thang, cho người ngồi chỗ ngồi, thật ra thì cũng không lớn, giống như bị bụi gai lợi kiếm rừng cây bao vây. Đang ngồi vị bốn phía, hiện đầy nhọn gai và đảo câu, còn có chút vặn vẹo kim loại, liền dựa lưng cũng có thật nhiều nhọn đổ gai, ngồi lên tuyệt đối sẽ không thoải mái. Muốn không bị những cái kia nhọn gai đảo câu cắt tổn thương, phải đang ngồi ngay thẳng, không thể chút nào dư thừa động tác nhỏ. Quân vương thượng vị giả, chính là muốn đang ngồi ngay thẳng, chỉ có trầm ổn, mới hiển lộ ra uy nghiêm. Cái này thiết ngai vàng, to lớn mà vặn vẹo, phủ đầy lưỡi dao sắc bén, chính là chân chính thượng vị giả, chân chính quân vương chế tạo. Vậy thân ảnh cô độc, ngồi ngay ngắn ở thiết ngai vàng. Ngai vàng có mười mấy mét cao, cùng to lớn ngai vàng so sánh, thân ảnh kia lộ vẻ được một hồi nhỏ bé cùng tịch mịch, càng thêm cô độc. Ngươi, là ta muốn tìm vương sao? Thân ảnh kia lẩm bẩm nói nhỏ, thanh âm rất trầm thấp, hình như là ở cùng Diệp Thần đối thoại, nhưng Diệp Thần không dám xác định. Không, ngươi không phải. Luân hồi chi chủ, luân hồi liền cửu thế, chết liền chín lần, từ đầu đến cuối không thể quật khởi. Ngươi không phải ta muốn tìm vương. Vũ Hoàng, Thiên Nữ, Phô Thiên, Nhâm, người đó mới thật sự là nắm giữ thiên hạ, quân lâm vạn cổ vương. Có lẽ, còn có đế thích, hắn muốn thành lập lý tưởng nước, phải chăng chính là cổ xưa lời đồn đãi bên trong chiết nhân vương. Thân ảnh kia giọng nói rất hỗn loạn, mang cực lớn thống khổ. Diệp Thần tựa như cũng bị nỗi thống khổ của hắn bị nhiễm, đầu óc một hồi đau đớn, không nhịn được chiều ly liền ánh mắt, trở lại thực tế. Thằng nhóc, thế nào? Ma đế thấy Diệp Thần tỉnh lại, lật đật đặt câu hỏi. Hắn nắm Diệp Thần tay, chỉ cảm thấy Diệp Thần bàn tay lạnh như băng đến đáng sợ, nhưng may mắn là mềm, cũng không thiết hóa dấu hiệu. Ta thấy được thiết ngai vàng. Diệp Thần như đinh chém sắt, giọng mang rung động thật lớn. Vậy thiết ngai vàng, không hổ là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, thần bí nhất tồn tại. Bàn về uy lực, dĩ nhiên là thiên quân phong thần bia thứ nhất, nhưng bàn về thần bí, không phải là sắt ngai vàng còn ai. Diệp Thần chỉ là nhìn một cái, thiếu chút nữa thất thủ. Nếu như không phải là có luân hồi thiên kiếm che chở, hắn hiện tại đã là một cái tĩnh mịch sắt thép pho tượng. Quả nhiên, ma đế nghe được Diệp Thần lời ấy, trong lòng cũng là rung động, nói, vậy thiết ngai vàng ở nơi nào? Diệp Thần cau mày suy tư một hồi, nói, hình như là ở một phiến trong hư không, nhưng ta không thể xác thực đặt ở nơi nào, ngai vàng ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh, tựa hồ chính là thiết ngai vàng khí linh. Vậy khí linh, đang tìm mình chủ nhân, hắn muốn tìm chân chính có thể nắm giữ thiên hạ vương. Ma đế nói, xem ra lời đồn đãi không sai, cái này thiết ngai vàng, trừ phi chính hắn xuất thế, nếu không người khác căn bản không có thể phát hiện. Diệp Thần nói, ta lại xem. Diệp Thần mở luân hồi thiên nhãn, lần nữa bắt thiên cơ, hy vọng có thể lại lần nữa theo dõi thiết ngai vàng bóng dáng. Nhưng lần này, dấu vết gì cũng không phát hiện. Hắn chỉ có thấy được thiên thanh minh thiên cơ. Thiên thanh minh, quả nhiên là có một nhóm thành viên, đi tới thất lạc thời không, muốn phải tìm thiết ngai vàng. Cầm đầu, chính là Lưu Trường Thanh, thiên quân cấp cường giả khác, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên. Thiên huyền cảnh, chính là thiên quân chỗ ở cảnh giới. Bước vào thiên huyền cảnh người, thì có tư cách được gọi là trời quân. Ở thái thượng thế giới, cũng không phải là người người đều là thiên quân. Ngược lại, thiên quân số lượng thưa thớt, vô cùng là chân quý, là tất cả đại môn phái hạch tâm tinh nhuệ. Thái thượng thế giới, cũng cùng phổ thông thế giới như nhau, người mới vừa sanh ra thời điểm, đều là một đứa bé sơ sinh, đều là vô cùng yếu ớt. Nếu như không người chiếu cố, rất dễ dàng liền phải chết yểu. Nói cách khác, thái thượng thế giới người, ra đời khởi điểm, và muôn vàn thế giới là giống nhau, đều là từ một đứa bé sơ sinh bắt đầu. Chỉ là, thái thượng thế giới linh khí, chân thực quá nồng hậu, quy luật lực lượng cũng vô cùng bằng bạc, hít thở một cái khí, cũng có thể để cho người đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, ở thái thượng thế giới sinh hoạt người, tốc độ tu luyện thật nhanh,
cảnh giới đột phá vậy rất dễ dàng. Coi như là thiên phú cực kém người, chí ít cũng có thể đạt tới còn thật cảnh. Thiên phú phổ thông người, vậy có thể bước vào quá chân cảnh, chịu khổ cực tu luyện, lại chém ra đột phá, cũng là có thể. Nhưng, chém ra đột phá, bước lên trăm gia cảnh, chính là người bình thường cực hạn. Còn muốn đột phá, bước lên thiên huyền cảnh, trở thành thiên quân, cho dù đối thái thượng thế giới người mà nói, cũng là vô cùng chật vật sự việc. 10.000 cái trăm gia cảnh, có thể chỉ có thể ra một cái thiên quân. Có thể nói vạn giảm chọn một. Mà trăm gia cảnh võ giả, ở thái thượng thế giới đã coi như là trung du, có thể hưởng thụ tương đối khá đãi ngộ, có thể hôm nay quân trọng yếu bực nào, là chân chính ở vào bên trong thượng du cường giả, một cái môn phái trung lưu chỉ trụ. Dĩ nhiên, càng thực lực cường đại, thiên quân cường giả cũng chỉ càng nhiều. Còn như thiên huyền cảnh phía trên vô lượng cảnh, vô lượng cấp thiên quân, có thể nói là các thế lực lớn cực kỳ trọng yếu tồn tại, hơn một cái, hoặc là thiếu một cái, đều đủ để đối nguyên thế lực nội tình, sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được ảnh hưởng. Vô lượng cường giả một giọt máu, so ngay ngắn một cái hư không năng lượng, đều phải bàng bạc, thực lực không có thể tưởng tượng khủng bố. Cho nên, thiên quân cảnh bên trong, chênh lệch nhất tầng thiên, đều là khác biệt một trời, thực lực chỉ ít kém 10 lần. Ví dụ như thiên quân cảnh tầng 2 trời, liền có thể ung dung trong nháy mắt giết thiên quân cảnh nhất tầng thiên, không phí nhiều sức. Diệp Thần gần đây cơ duyên khá nhiều, thu hoạch thiên thần kiếm hồn, cửu u kiếm hồn, thái thượng thiên điểu đạo, hỗn độn thần hỏa, nhân đồ thánh bôi vân. Vân, lấy hắn thực lực trước mắt, đủ để ung dung chém chết một ít thông thường thiên quân cường giả. Nhưng là như những thiên quân kia cường giả giống vậy có vượt cấp chém giết năng lực, liền không nhất định. Lưu Trường Thanh, mặc dù là thiên huyền cảnh thiên quân cảnh 4 tầng thiên cường giả, nhưng hắn gia nhập thiên thanh minh, tất nhiên đại biểu hắn thực lực chân chính không chỉ như vậy. Không thể lấy cảnh giới tới xem. Giờ phút này Diệp Thần theo dõi thiên cơ, lại là phát hiện, đối phương có một kiện cường đại pháp bảo, tên là Thiên Vu Chuông Báo Tử, chính là vô lượng thần khí. Cái gọi là vô lượng thần khí, chính là giết chết vô lượng cảnh cường giả, dùng đối phương thi thể hồn phách, đúc nên pháp bảo. Vô lượng cấp cường giả, cũng không phải là thiên huyền cảnh cường giả có thể so sánh với, tuổi thọ vô tận, vĩnh hằng bất hủ, coi như thiên địa vũ trụ cũng hủy diệt, bọn họ cũng có thể ở tuyệt đối trong hư vô sinh tồn. Trần Trinh thiên địa diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt mục nát mà ta bất hủ. Muốn để cho vô lượng cường giả chết đi, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, là dựa vào chiến đấu, dùng ngạnh thật lực đem đối phương giết chết. Thứ hai, là lợi dụng không không năng lượng, lấy phép tắc uy lực, đem vô lượng cường giả xóa bỏ. Vô lượng cường giả, coi như vũ trụ hủy diệt, ở tuyệt đối hư không trong thế giới, đều có thể sinh tồn, thậm chí bọn họ một giọt máu, một cái tóc, đều có thể ung dung diễn hóa ra vô cùng vũ trụ thế giới, sinh tồn tài nguyên căn bản không tồn tại khô kiệt có thể. Mà không không thế giới, liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại, cho nên coi như là vô lượng cường giả, gặp phải không không phép tắc ăn mòn, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, muốn chém chết vô lượng cường giả, đều là vô cùng chuyện khó khăn. Vô lượng thần khí, chính là dùng vô lượng cường giả thi hài đúc thành, giá trị cùng uy lực, có thể tưởng tượng được. Hiện tại, vậy Lưu Trường Thanh pháp bảo, Thiên Vu Chuông Báo Tử, chính là một kiện vô lượng thần khí. Chính là bởi vì có món pháp bảo này tồn tại, cho nên Lưu Trường Thanh mới có thể dễ dàng, đánh được Vĩnh Hằng Thần Điện không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị xúc diệt. Dưới trạng thái bình thường, Diệp Thần có thể chém chết thiên quân cảnh thông thường cường giả. Nhưng Lưu Trường Thanh, nhưng là thiên quân 4 tầng thiên, thậm chí có một kiện vô lượng thần khí. Diệp Thần và hắn chênh lệch, lớn vô cùng, cơ hồ không thể nào chiến thắng. Thiên cơ theo dõi dưới, Diệp Thần chính là phát hiện, Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Nhã Tình, đều bị Lưu Trường Thanh mang đi, dẫn tới Vĩnh Hằng Ma Tộc một địa bàn bên trong. Vĩnh Hằng Ma Tộc, quả nhiên là cùng Thiên Thanh Minh hợp tác, Lưu Trường Thanh dựa vào tự thân thực lực, thậm chí cưu chiếm thước ổ, mơ hồ khống chế toàn bộ ma tộc. Lưu Trường Thanh Thiên Vu Chuông Báo Tử, vô lượng thần khí, chuông báo tử tiếng vang, sẽ có người tử vong. Toàn bộ Vĩnh Hằng ma tộc, cũng không có người có thể cùng chống lại. Thiết ngai vàng thiên cơ, đã không thể dòm ngó gặp, nhưng ta thấy được Vĩnh Hằng ma tộc tung tích. Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Nhã Tình, đều bị Lưu Trường Thanh mang đi, nhốt ở Vĩnh Hằng ma tộc một mảnh đất bàn lý.
Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, hướng Giả Thiên Ma Đế nói. Như vậy, chúng ta hiện tại liền đi cứu người. Giả Thiên Ma Đế nói. Diệp Thần sắc mặt hơi ngưng trọng, hôm nay Thiên Thanh Minh hạ xuống ở chỗ này thành viên, ước chừng có chừng 10 người, trong đó có 3 cái là Thiên Quân, 2 cái là Sơ Cấp, cái cuối cùng Lưu Trường Thanh, là 4 tầng Thiên. Như vậy đội hình, cho dù là Diệp Thần, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chỗ đó có 3 tôn Thiên Quân, Lưu Trường Thanh lại là Thiên Huyền 4 tầng Thiên Thiên Tài, ngạnh chiến có thể bất lợi, chúng ta lặng lẽ lẻn vào đi, cứu người liền đi. Diệp Thần quyết định chủ ý, nói. Thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, đúng là khó giải quyết, vậy chúng ta liền lặng lẽ cứu người rời đi. Ma đế cũng là cảm thấy vô cùng nguy hiểm, liền đồng ý Diệp Thần mà nói, trên mình ma khí lưu chuyển, lúc này đem tự thân hơi thở, hoàn toàn ẩn nặc đứng lên. Diệp Thần vậy che giấu tức giận tức, mang ma đế, biến dạng hư không chạy về phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền là xuất hiện ở một cái bộ lạc bên ngoài. Trước mắt bộ lạc, chính là Vĩnh Hằng ma tộc tụ cư địa phương. Nam Cung Nhã Tình và Nam Cung Vấn Thiên, cũng bị tống giam ở trong đó. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bộ lạc tuần tra người bên trong, có chút là nhân tộc, ăn mặc màu Thiên Thanh trường bào, rõ ràng cho thấy Thiên Thanh Minh người. Lấy Lưu Trường Thanh cầm đầu 3 cái trời quân, không thấy bóng dáng, không biết ở nơi nào. Diệp Thần cùng ma đế nhìn nhau, sau đó hắn sử dụng một tấm hắc ám nguyên phù. Hoàn toàn đem mình và ma đế thân hình, che giấu ở trong bóng tối, đi về phía trước vào. Mượn hắc ám nguyên phù che giấu, hai người cũng không có bị phát hiện, rất thuận lợi tiến vào bên trong bộ lạc. Đi bên này, Diệp Thần hơi đẩy một cái diễn thiên cơ, liền cảm ứng được Nam Cung Nhã Tình và Nam Cung Vấn Thiên tồn tại, lúc này mang ma đế, đi bộ lạc chỗ sâu đi tới, cuối cùng đi tới một tòa trên núi hoang mặt. Núi hoang trong hang núi. Truyền ra một hồi roi ra quất và quát mắng thanh âm. Diệp Thần và ma đế nghe được cái này thanh âm, đều là sắc mặt trầm xuống, mượn hắc ám nguyên phù lặn đi vào. Sốt cuộc, ở hang núi trong phòng giam, hai người thấy được Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Nhã Tình bóng người. Hai cha con gái phân biệt bị xích sắt buộc, chung quanh là mấy cái Vĩnh Hằng ma tộc đệ tử, còn có mấy cái trăm gia cảnh trung kỳ người hai bên tộc võ giả, đang huy động roi ra, không ngừng quất hai người. Nghiêm hình cha hỏi trước. Thiết ngai vàng ở nơi nào? Nói mau. Một cái nhân tộc võ giả, hung hăng quất Nam Cung Nhã Tình một roi, cha hỏi nói. Nam Cung Nhã Tình cả người đều là quất mạnh thương thế, áo quần đều bị mở ra được tét, lộ ra bên trong da thịt trắng nõn, trên da thịt hiện đầy vết máu, nhìn thấy mà đau lòng. Nàng bị còng đánh được không nhẹ, thở hào hền, nhưng là không có sức trả lời. Đừng đánh con gái ta, chúng ta thật không biết. Nam Cung Vấn Thiên vô cùng đau lòng, hơi có chút bi thương cùng tức giận mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu như chỉ là hành hạ hắn, hắn tự nhiên không sợ, nhưng thấy con gái chịu nhục, hắn chính là làm bằng sắt ngạo cốt, lần này vậy cúi đầu. Hừ, các ngươi Vĩnh Hằng thần điện thế lực lớn như vậy, dâu ria khắp vải bát phương, thật chẳng lẽ liền một chút dị tượng cũng không có phát hiện. Người nọ tộc võ giả nhìn hờ hững, một cước đá vào Nam Cung Vấn Thiên trên bụng. Nam Cung Vấn Thiên đan điền đau nhức, ngũ quan vặn vẹo, không nói ra lời. Diệp Thần và ma đế lợi dụng hắc ám nguyên phù, che giấu ở xó xỉnh bên trong, thấy một màn này, đều là vô cùng tức giận. Vậy phụ trách đánh khảo nhân tộc võ giả, móc ra một tấm đưa tin phù, nói, Lưu Trường Thanh đại nhân, cô nàng kia và lão đầu kia, chết cũng không chịu nói, xem ra bọn họ thật không biết thiết ngai vàng tin tức. Yên lặng một hồi, đưa tin phù bên trong. Truyền ra Lưu Trường Thanh thanh âm. Ừ, đã như vậy, lão đầu kia liền giết, nữ mang đến phòng ta. Thanh âm này rơi xuống, đưa tin phù liền cháy thành cho tàn. Lưu Trường Thanh đại nhân. Người nọ tộc võ giả giữ tợn cười một tiếng, nhìn xem Nam Cung Nhã Tình tươi đẹp gương mặt, cười hắc hắc nói, hơn cô nàng xinh đẹp mà, đáng tiếc còn chưa tới phiên ta hưởng dụng, người đến, cầm nàng thả, mang cho Lưu Trường Thanh đại nhân. Chừng có Vĩnh Hằng ma tộc đệ tử, đứng đi ra ngoài, cởi ra Nam Cung Nhã Tình xích sắt trên người. Các ngươi muốn làm gì, thả con gái ta. Nam Cung Vấn Thiên giận dữ, vành mắt hết sức nứt ra, cả người linh khí mà lại ở giờ phút này bùng nổ, đột phá xích sắt trói buộc, kích thích một hồi cuồng bạo cương phong, làm được vùng lân cận một cái tu vi hơi yếu ma tộc, tại chỗ hộc máu bỏ mình. Lão gia, còn dám phản kháng.
vậy phụ trách đánh khảo nhân tộc võ giả, nhất thời kinh ngạc tức giận, rút ra chiến đao giữa eo, soạt một đao, đi Nam Cung Vấn Thiên đỉnh đầu chém rơi xuống đi. Đủ rồi. Diệp Thần thấy một màn này, cũng không kiềm chế được nữa, quát to một tiếng, từ góc tối bên trong bạo cướp ra, hung hăng một quyền, hướng người nọ tộc võ giả đầu lâu đánh tới. Phịch, quả đấm đánh. Người nọ tộc võ giả đầu lâu, tại chỗ bị đánh bể thành thịt nát, liền thần hồn vậy cùng băng diệt. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, phổ thông thái thượng thế giới thiên quân đều có thể đánh chết, muốn giết một cái trăm gia cảnh võ giả, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Già Thiên Ma Đế cũng là liều chết xung phong ra, thân thủ cực kỳ tự nhiên, cả người ma khí lăn lăn, đem Nam Cung Nhã Tình bên người ma tộc đệ tử, từng cái đánh chết. Nam Cung Nhã Tình cha con gái được cứu, nhìn Diệp Thần và Ma Đế bóng người, đều là khiếp sợ. Là luân hồi chi chủ. Đáng chết, mau thông báo Lưu Trường Thanh đại nhân. Khởi động trận chữ thần văn. Chung quanh còn sót lại các võ giả, thấy được Diệp Thần bóng người, nhất thời cả kinh thất sắc, một phiến hỗn loạn. Có một cái nhân tộc võ giả, cắn bể đầu ngón tay, nhô lên ra máu tươi, tung trên đất.